Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 74. Hắn đoán không giả, Thiên Vương Thánh Tử thật sự tại không gian thông đạo, bởi vì hắn đã cảm giác được ấn ký, khoảng cách đang không ngừng kéo xa, cái này liền chứng minh, tên kia đang chơi bạc mạng mở đột, để cầu chạy trốn. Ngươi đi. Triệu Bân một tiếng lãnh tiêu mất, bão tố ra bình sinh tốc độ cao nhất. Trong thông đạo bóng người có không ít, thấy hắn bay qua, đều một hồi kinh ngạc. Ân. Bỏ chạy Thiên Vương Thánh Tử, thông suốt một cái chớp mắt ngoái nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một vệt kim quang, có khí tức hắn quen thuộc. Vĩnh Hằng Tiên Thể. Hắn chợt biến sắc, quay đầu liền đột. Nếu chỉ là Vĩnh Hằng Tiên Thể, hắn cũng không phải như vậy sợ hãi, tung không địch lại cũng sẽ không bị tại chỗ chân áp, có thể cái kia hàng có tiên vương cấp khôi lỗi, hơn nữa còn là hai tôn, một cái tát liền có thể đả diệt hắn. Thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Triệu Bân nhanh như thiểm điện, ba cái chớp mắt liền truy đến. Không đợi định thân, Thiên Diệt Nguyên Thần Kiếm liền giết ra thần hải. Phá! Thiên Vương Thánh Tử lạnh quát, thủ hộ chi pháp bỗng hiện. Vẫn là quỷ quyệt tia sáng, cùng Vĩnh Hằng Thiên Ngự có dị khúc đồng công chi diệu, phàm tia sáng chiếu xạ chi địa, phòng ngự tuyệt đối, Triệu Bân Thiên Diệt Nguyên Thần Kiếm, bị kỳ quang mang chấn diệt, không bị thương đến khí lực. Diệt! Triệu Bân một tiếng lạnh quát, tế hạo thiên khôi lỗi. Thiên Vương Thánh Tử sớm đã có đoán trước. Lại dùng tàn phá tiên vương pháp khí, cưỡng ép đụng gãy không gian thông đạo, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có phương pháp này, dù sao cũng tốt hơn bị đối phương tiên vương khôi lỗi một trường đả diệt. Oanh! Không gian thông đạo tức thì sụp đổ, vết nứt không gian đột nhiên hiện. Thiên Vương Thánh Tử ngã vào khe hở, Triệu Công Tử cũng không ngoại lệ. Triệu Bân phản ứng không chậm, tại ngã vào phía trước, liền thua tiên vương khôi lỗi. Thiên Vương Thánh Tử đụng gãy không gian thông đạo đợt thao tác này. Hắn cũng sớm đã có đoán trước. Bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau, không gian thông đạo bên trong những người khác, liền ứng phó không kịp. Mẹ nó, có bị bệnh không? Đừng để lão phu biết ngươi là ai. Ta cứ nói đi, hôm nay không nên đi ra. Tiếng chửi rủa thành một mảnh, không biết bao nhiêu lão gia hỏa xù lông. Cũng không sao, bọn hắn đều tu vi cao thâm, nhảy vào khe hở cũng không chết được, đơn giản chật vật một chút, nhiều chạy một chút lộ thôi. Đến nỗi cái này không gian thông đạo, còn cần đại thủ đoạn đến đem nó chữa trị. Xin lỗi, tình hình bệnh dịch nguyên nhân, hôm nay một chương. Có gan đừng dùng khôi lỗi, người ta độc chiến. Tung không cần khôi lỗi, ta cũng giống vậy chảm ngươi. Tàn phá bừa bãi trong vết nứt không gian, tiếng mắng cùng tiếng quát liên tiếp không dứt. Tất nhiên là Triệu Công Tử cùng Thiên Vương Thánh Tử, từ bị cuốn vào vết nứt không gian sau, hai người liền không có đứng vững qua. Cho dù đứng không vững, cho dù gặp không gian cắt liệt, hai cái nhân tài vẫn như cũ mắng rất hăng hái. Chẳng biết lúc nào, hai người mới từ khe hở rơi xuống. Tiếp đó, chính là hai đạo chấn thiên động địa oanh minh. Đó là một tòa núi cao, bị hai người đập ầm vang sụp đổ. Tới, đá vụn bắn bay bên trong, Triệu Bân rút kiếm mà ra. Nói không cần tiên vương khôi lỗi, hắn vẫn thật là không cần. Vĩnh Hằng Tiên Thể đi. Bằng bản thân chiến lực một dạng có thể diệt đối phương. Giết! Thiên Vương Thánh Tử sắc mặt dữ tợn, con mắt tinh hồng không chịu nổi. Ngày xưa Thiên Chỉ Thịnh Hội, hắn thua với Vĩnh Hằng Tiên Thể cũng rất khó chịu, thời khắc muốn tìm một chàng tử trở về, hôm nay có vẻ như cũng rất phù hợp, tất nhiên Vĩnh Hằng Tiên Thể là hắn kiếp, vậy thì độ này một kiếp. Oanh! Phanh! Đại chiến tức thì mở ra, oanh thanh chấn thiên địa. Không khó nhìn thấy. Thiên Vương Thánh Tử triệt để rơi xuống hạ phong, nan địch Triệu Bân công phạt. Hắn cho là hắn có tất thắng tín niệm, có thể trên thực tế, tại hắn thua với Cuồng Anh Kiệt nháy mắt kia, liền đã mất có ta vô địch đạo tâm, thua với Vĩnh Hằng Tiên Thể sau, càng là đạo tâm phá sừng. Dạng này một loại tâm cảnh, như thế nào là Triệu Bân đối thủ? Khai chiến bất quá 10 hiệp, Thiên Vương Thánh Tử liền suýt nữa bị chạm. Ta không tin. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Triệu Bân dũng mãnh vô song, mở đấu chiến thánh pháp cường công mạnh đánh. Hắn có vô địch chiến ý, dù là đối phương là cùng cấp bậc thần minh, hắn đồng dạng dám chính diện ngạnh cương. Hu hu, có lẽ là hai người chiến nhiệt hỏa, nghiễm nhiên bất giác phiến thiên địa này biến quỷ dị. Cái gọi là quỷ dị, là chỉ bầu trời màu sắc, lại biến một mảnh đẫm máu, còn có đại địa bên trên, lại phủ kín xương khô, cẩn thận đi lắng nghe, bừng tỉnh giống như còn có thể nghe lệ quỷ tiếng kêu rên. Trừ này, chính là từng mảnh nhỏ âm vụ.
Cái này âm vụ rất băng lãnh, giống như đến từ địa ngục. Nói tóm lại, cái này giống như một mảnh tử vong chi địa. Đã tử vong chi địa, sao có thể không có một chút khả phả đông tây? Nhìn trong bóng tối, có như vậy từng đạo quỷ mị, đang qua lại bay tán loạn, thấy không rõ là người hay quỷ, chỉ biết con mắt xanh mơn mởn, trong miệng chảy tràn chảy nước miếng, hiện đầy hôi thối mùi tanh. Ác linh! Triệu Bân một cái chớp mắt nhíu mày, vô ý thức vòng nhìn tứ phương. Hắn có tiên nhãn cùng thiên nhãn, từ nhìn rõ ràng, trong bóng tối ô ương ương một mảnh, toàn bộ mẹ nó ác linh, hắn đối với ác linh cũng không lạ lắm, năm đó tại thế gian, ác phương liền gọi ra qua ác phương đại quân bất quá, ở đây cất giấu ác linh, cũng không phải ác phương những cái kia có thể so sánh. Hắn cái này mắt to một nhìn, đáng sợ ác linh nhiều không kể xiết, dị thường kinh khủng. Giết! Thiên vương thánh tử rõ ràng chưa tỉnh xem xét không đối với, đâm đầu vào một kiếm bổ tới. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, mở vĩnh hằng thiên ngự, ngạnh kháng một kiếm. Phốc! Thiên vương thánh tử phun máu, tại chỗ bị chấn lật ra đi. Đến nước này, hắn mới có phát giác, phát hiện tứ phương trong bóng tối, đang có liên miên ác linh vây lại, như từng cái hung tàn ác lang, nhìn chằm chằm bọn chúng con mồi, mà bọn hắn chính là con mồi. Nơi quái quỷ gì? Không đợi rơi xuống đất, kẻ này liền quay đầu mở đột. Triệu công tử đuổi sát không buông, ra thuấn thân tuyệt sát. Đáng tiếc, thiên vương thánh tử thủ hộ chi pháp đỡ được tuyệt diệt nhất kích. Giống, ô ương ương ác linh, cuối cùng là giết ra hắc ám. Ác linh không có cố định hình thái, có hình người cũng có thú loại, nhưng chúng nó thần thái dữ tợn không chịu nổi, thật đem tại chỗ hai cái người sống sờ sờ, nhìn làm là con mồi, muốn xé thành mảnh nhỏ mới tính xong. Lan. Triệu Bân một lời băng lãnh, triệu hoán Hạo Thiên Khôi Lỗi. Lúng túng chính là, Hạo Thiên Khôi Lỗi tại vĩnh hằng giới không có đi ra. Hoặc có lẽ là vĩnh hằng giới khép lại, cũng không phải là tiên thiên khép kín, là bởi vì nơi đây lực lượng thần bí, đã cách trở hắn không gian tùy thân mở ra, vừa không mở được vĩnh hằng giới, Hạo Thiên từ ra không được. Gì tình huống? Nơi quái quỷ gì? Triệu Bân nhíu mày, trong lòng cũng có kinh ngạc. Ác linh cũng không kỳ quái. Hắn kỳ quái là nơi đây tích chứa thần bí chi lực, mà ngay cả hắn vĩnh hằng giới, lại đều không thể ở đây bình thường mở ra, theo thiên chỉ tiên mẫu nói tới, đây là ngoại lực phong cấm. Giống. Hắn hoảng thần nhi trong nháy mắt, có cường đại ác linh giết tới trước người. Này ác linh tương tự một con rồng, trương huyết bồn đại khẩu đem hắn nuốt vào trong bụng. Quả nhiên đủ sức. Triệu Bân huy kiếm giết đi ra, bay trên trời liền đột. Đâm đầu vào. Thì thấy một cái diều hâu bộ dáng ác linh từ thiên xuống, phần đục ưng mâu bắn mạnh sấm sét, sức sát thương cực mạnh, lại xé ra Triệu Bân thiên ngự, cho lồng ngực chém một đạo huyết hác. Diệt! Triệu Bân mạnh mở thần long bãi vĩ, phung diệt ác linh diều hâu. Còn chưa xong, diều hâu sau đó chính là một tôn khổng lồ cự nhân ác linh, già thiên đại thủ từ thiên phủ xuống, bàng bạc trưởng uy, mang theo cuốn rộng rãi khô diệt chi lực, trầm trọng như một tòa 8.000 trượng cự nhạc. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, tùy theo một tiếng lảo đảo. Không đợi hắn đứng vững, thì thấy sau lưng có ác linh giết đến, cái này ác linh ngược lại là bình thường, là nữ tử, nhưng thủ đoạn lại có phần cay độc, ngón tay ngọc nhỏ dài tiềm ẩn hủy diệt, sau này xuyên thủng lưng của hắn. Thật quỷ dị sức mạnh, Triệu Bân trong lòng một lời. Ác linh sức mạnh không phải bình thường, sát ý rất khó ma diệt. Như cô gái này ác linh vừa mới một ngón tay, liền có quỷ quyệt sức mạnh xâm nhập hắn khí lực. Tùy ý làm loạn, không chỉ phá hư nhục thân, còn họa loạn nguyên thần, tung hắn điều động bản nguyên, cũng khó đem hắn khử diệt. Giống. Đang khi nói chuyện, cự nhân ác linh lại đến. Trong tay nó nhiều hơn một thanh ô hắc chiến phủ, lăng thiên một búa đánh xuống, không gian đều bị chặt băng liệt, Triệu Bân không dám ngạnh kháng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua, nhưng vẫn là gặp sư ba, khí lực nhuốm máu, nữ ác linh thừa cơ bổ một đao, này lại là lúc trước đến sau, xuyên thủng lồng ngực hắn. Đồng dạng điệp huyết, còn có thiên vương thánh tử. Bất quá, những thứ này ác linh có vẻ như càng yêu ái Triệu công tử, chừng 8 thành trở lên cũng là chạy hắn đi, chỉ có chưa tới 1 thành ác linh, lại vây giết thiên vương thánh tử, hơn nữa đều không có mạnh hoành. Dù vậy, cũng đã đủ hàng chịu được. Hắn cũng không biết đây là đâu, chỉ biết rất tà dị cùng quỷ dị. Từ ác linh giết ra, hắn tiên lực chỉ tại không ngừng trôi đi, nói cho đúng là bị ngoại lực hút đi, theo tiên lực một khối trôi đi. Còn có tuổi thọ, mặc hắn như thế nào thi pháp, đều không cản được. Không đối với. Thiên vương thánh tử thông suốt ngước mắt,
nhìn phía mênh mông cao thiên. Hắn những gì thấy trong mắt, là huyết xối tinh không, bị ô hắc mây mù thấp thoáng, lộ ra không thể nào chân thực, trước tiên phản ứng, chính là rơi vào huyễn cảnh, cũng hoặc bị kéo vào một giấc mơ. Đây là, viễn cổ cấm khu. Thiên vương thánh tử biến sắc, tựa như nhận ra là chỗ nào. Nguyên nhân chính là nhận ra, tâm cảnh của hắn mới trong nháy mắt lạnh một nửa, treo cấm khu hai chữ, tuyệt không phải dọa người, đây là một cái đại hung chi địa, từ xưa phàm vào cấm khu giả, chưa có người có thể còn sống đi ra ngoài. Lan! Triệu Bân vừa quát âm vang, mở loại cực lớn hộ thể thiên cương. Liên miên ác linh bị chấn nát, hắn cuối cùng là kéo lấy đẫm máu thân thể giết đi ra. Sau lưng, ô ương ương ác linh không chỉ e ngại, phía trước bộ hậu kỳ vây giết, bởi vì huyết khí của hắn, mà biến dị thường cuồng bạo, tinh hồng không chịu nổi con mắt, cũng đều nhiều bạo ngược cùng thị sát chi ý. Bị đặc thù chiếu cố. Triệu Bân vừa đánh vừa lui lại bỏ chạy, theo con mắt còn nhìn sang thiên vương thánh tử. Nhiều như vậy ác linh, cơ bản đều là chạy hắn tới, một bộ không giết chết hắn không coi là xong tư thế, trái lại thiên vương thánh tử bên kia, lại càng giống là qua loa, lại ác linh cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Tự cầu phúc. Thiên vương thánh tử cười gần một tiếng, sâm bạch răng hết đường. Nói, hắn một cái bí pháp nhảy vọt, chui ra khỏi phiến thiên địa này, như kiểu quỷ mị hư vô biến mất ở hắc ám, hắn thấy, nhiều như vậy ác linh vây giết, vĩnh hằng tiên thể giữ nhiều lành ít, chết mới tốt. Sớm muộn thu thập ngươi. Triệu Bân là thu con mắt, tay cầm Long Uyên ra sức trùng sát. Hắn cũng có thể cảm thấy được ngụy biến, tiên lực cùng tuổi thọ đều đang trôi qua, mặc dù tốc độ rất chậm chạp. Nhưng chiếu tiếp tục như vậy, không bị ác linh thôn tính tiêu diệt, cũng sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết, cần mau chóng thoát thân. Ta đột. Triệu Bân mở di thiên hoán địa, cùng một tôn ác linh đổi cho nhau vị trí. Nhiên, ác linh bên trong cũng có siêu quần xuất chúng, có thể đuổi kịp không gian tốc độ, truy hắn như ảnh tùy hình, miệng phun liệt diễm con mắt xạ sấm sét, không nhìn thiên ngự thủ hộ, ở trên người hắn lưu lại rất nhiều huyết hác. Đánh chết các ngươi. Triệu công tử trong lòng một quát, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Lôi điện ngược lại là ngôn xuất pháp tùy, có thể đỉnh đầu cái kia phiến huyết sắc thiên, lại đem cái kia đầy trời lôi cùng điện, chắn đen kịt lên 9 tầng mây, nhìn xem là bá đạo, lại không có một đạo có thể bổ xuống. Đây là cửu u địa ngục sao? Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, sắc mặt không đẹp mắt như vậy. Nơi đây quá tà dị, vĩnh hằng giới bị ngoại lực phong cấm, liền dẫn lôi chi pháp, vậy mà cũng bị ngăn cách. Để hắn bất giác cho là, rơi vào một cái khô diệt chi địa, bị vô số cổ lão vong linh vây quanh. Hắn mở tuyệt cảnh, ra sức trùng sát. Thời gian qua đi 100 năm, hắn lại một lần tìm được trên đường Hồng Trần tâm cảnh. Nhìn cái này đếm không hết ác linh, rất giống trên đường Hồng Trần, giết đều không giết xong tà linh, muốn sống sót ra ngoài, hắn liền không thể dừng lại, cần tại cái này mở tối, cưỡng ép mở ra một con đường máu. Tiếng la giết chẳng biết lúc nào chôn vùi. Ác linh gào thét cũng không biết lúc nào trừ khử. Chiếu đến ảm đạm tinh quang, Triệu Bân xách theo chảy máu Long Uyên, lung la lung lay đi vào một mảnh sơn lâm, nhìn hắn hình thái, bừng tỉnh giống như độ một hồi hủy diệt thiên kiếp, trong trong ngoài ngoài cũng không thấy hình người. Từ hắn tu vi tiến giai, vẫn là đầu lượt chiến đấu như vậy thảm. Quá trình mặc dù có chút nhi huyết tinh, nhưng hắn cuối cùng giết ra tới. Lão đại, nhìn mấy cái này tảng đá. Long Uyên ông run lên. Cho Triệu Bân một lời nhắc nhở. Không cần nó nhắc nhở, Triệu Bân một đường cũng đều tại trái phải mong nhìn, nơi này tảng đá, đều rất quỷ dị, cái gọi là quỷ dị, chính là hắn nhìn không thấu, bởi vì phần lớn đều bị quỷ quyệt sức mạnh che lấp. Cùng thạch phường tảng đá giống nhau. Triệu Bân dừng ở vừa ra, huy kiếm bổ ra một tòa cự thạch. Trong đá vụn tiềm ẩn lực lượng thần bí, rất giống thạch phường bên trong tảng đá. Viễn cổ cấm khu. Triệu Bân hai mắt một cái chớp mắt híp lại, cuối cùng là biết chính mình ở đâu. Hoa Hoa lão đạo từng nói, thạch phường tảng đá cũng là từ cấm khu chuyên trở ra ngoài. Bây giờ nhìn tảng đá kia không có sai biệt, không khó đoán ra đây là gì cái địa phương quỷ quái, hắn lại trúng thưởng, mơ mơ hồ hồ ngã xuống cấm khu, khó trách có nhiều như vậy ác linh, khó trách càn khôn hỗn loạn. Hắn không suy nghĩ nhiều, cuộn tại dưới cây giả tĩnh tâm chữa thương. Cấm địa khắp nơi là hố. Phải tranh thủ rời đi nơi đây mới được. Đêm, thiên vương tinh, tứ phương đối với thiên vương tông vây giết, đã cơ bản kết thúc. Mạch này cổ lão truyền thừa, thật bị giết cái gần như diệt tuyệt, ngoại trừ có hạn mấy cái chạy đi, khác đều đã thành lịch sử bụi trần, tung bay xương máu,
là trên thế gian cuối cùng một vòng còn sót lại. Như Thiên Vương lão tổ còn tại thế, không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Có thể làm thế nào cảm tưởng, nghiệp chướng lúc liền nên nghĩ đến như thế một ngày. Đẫm máu ví dụ, đi ra lẫn vào vẫn là bớt chọc cừu ra cho thỏa đáng. Chỗ nhiều người không thể thiếu nghị luận, Thiên Vương Tông bị diệt, cũng coi như cho thế nhân một cái tỉnh táo, thế đạo này rất tàn khốc, không có tuyệt đối thế lực, vẫn là an phận một chút, tiết kiệm có báo ứng buông xuống. Thiên Vương Tông hết thảy đều kết thúc. Tiên Vương đại chiến còn hừng hực khí thế. Bất lực xoay người. Như lời này, không thiếu lão bối đều tại nói. Cái gọi là bất lực xoay người, là chỉ Thiên Minh lão tổ, bị hai tôn Tiên Vương vây công, đã nỏ mạnh hết đà, nhục thân gần như sụp đổ, nguyên thần cũng bị hủy diệt trọng thương, bị chu diệt cũng chỉ vấn đề thời gian. Giết! Thiên Minh lão tổ kêu gào, chứa đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Là hắn đánh giá thấp hai cái này Tiên Vương, đặc biệt là cái này Minh Nguyên Đồ Nhi, so với hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, như hắn sớm biết, như hắn sớm có phòng bị, gì đến bị đối phương đánh như vậy thê thảm. Kết thúc. Đêm tối chi chủ một lời cô quạnh, tuyệt diệt một kiếm hoành quán cửu thiên. Trắng huyền chân người thì một tay bấm niệm pháp quyết, làm một loại giam cầm chi pháp. Thiên Minh lão tổ muốn đi gấp, thế nhưng vòng sáng gò bó, thêm nữa trắng huyền chân người giam cầm, khí lực bị hạn chế, đợi hắn dẫy khỏi gông xiềng, hủy diệt một kiếm đã đến, phá hắn mi tâm, xuyên thủng đầu của hắn. Phốc, đây là tuyệt sát một kiếm. Thiên Minh lão tổ nguyên thần tại chỗ phá diệt. A. Hắn trước khi chết gào thét, vẫn là không cam lòng cùng phẫn nộ. Như trước kia kiểm ti a một phen, làm sao có hôm nay mầm tai vạ. Hô! Mỗi ngày Minh lão tổ hồn phi phách tán, đêm tối sát thủ tất cả thở dài một hơi. Nhìn thế nhân thần thái, nhưng là vẫn chưa thỏa mãn, một tôn đạo hạnh cao thâm Tiên Vương, này liền bị diệt. Tranh! Vạn chúng chú mục phía dưới, đêm tối chi chủ xách theo kiếm càng lúc càng xa. Tất cả mọi người đều biết, nàng không phải rút lui, mà là muốn đi Thiên Minh dạy, hai người tổ đã diệt, truyền thừa của bọn hắn giữ lại cho mình không thể, rất nhiều năm trước nàng liền biết một cái đạo lý, người không hung ác đứng không vững. Nhanh nhanh nhanh, đám khán giả đều rất kính nghiệp, phần phật một mảnh toàn bộ đi theo. Tối nay trò hay quá nhiều, kế tiếp trận này, mới thật sự là hơ khô thẻ tre. Ngoại giới náo nhiệt, viễn cổ cấm khu u tĩnh. Từ Triệu Bân khoanh chân chữa thương, đã có 3 năm cái canh giờ, tính toán thời gian, ngoại giới đã sắc trời sáng rõ, nhưng cấm khu vẫn như cũ lờ mờ, như bị một tầng huyết sắc mây mù, che giấu toàn bộ càn khôn. Hu hu! Trong bóng tối cuồng phong gào thét, tiếng như lệ quỷ kêu rên. Triệu Bân mở con mắt lúc, vừa gặp một cái ác linh từ lòng đất leo ra, hình thái rất giống một cái quỷ chết đói, toàn thân trên dưới gầy trơ cả xương, chiêu cái này nhìn lên, huyết sắc con mắt hiện ra xanh biếc xâm quang. Không đợi đứng dậy, thì thấy ác linh đánh tới. Lạc đàn ác linh, Triệu công tử cũng không nuông chiều. Này ác linh là không kém, nhưng trí thông minh hơi kém ý tứ, vừa đối mặt liền bị Triệu Bân đánh ngã, đủ loại phong cấm ra chỉ hơn 10 đạo, cho phong gắt gao, liền cái này, hắn còn không như thế nào trung thực. Triệu Bân không nói nhảm, trực tiếp siêu hồn. Ác linh tiếng kêu rên, vang lên theo. Đáng tiếc, Triệu công tử gì cũng không lục soát ra. Cũng không phải là siêu hồn thuật không dùng được, là bởi vì ác linh ký ức, là hỗn độn một mảnh, thấy tất cả mông lung, từ đầu đến cuối cũng không tìm được nửa chút bí tân. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chính mình tìm. Hắn như du khách, đi một đường nhìn một đường. Không hổ là cấm khu, đi đâu đều lộ ra một cổ tử quỷ dị, ở đây càn khôn hỗn loạn, đều bị che lấp, tiên nhãn tại cái này không dùng được, không gian tùy thân tại cái này cũng mất linh, tất cả cái kia lực lượng thần bí sở trí. Không lâu, hắn định thân ở một tòa vách đá phía trước. Vách đá pha tạp không chịu nổi, bên dưới vách đá chất đầy xương khô. Cái này nên một mảnh tử vong chi địa, chôn ở bên dưới vách đá người, đạo hạnh cũng không là bình thường cao thâm, cho dù chết, cũng còn có khí uẩn còn sót lại, lấy hắn bây giờ tu vi, lại tới gần không thể. Cuối cùng xem qua một mắt, Triệu Bân mới quay người rời đi. Hắn cũng như du khách, đi mỗi một bước đều phá lệ cẩn thận. Nghe đồn, viễn cổ cấm khu tại trước đây thật lâu, từng là một mạch siêu cấp thánh địa, chẳng biết tại sao táng diệt, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, mới từ từ diễn hóa thành một mảnh cấm khu, nguyệt thần cùng nơi đây cũng có quan liên. Chính là không biết, là thứ mấy thế nguyệt thần. Hắn ở đây định thân, là một tòa tàn phá cầu gỗ. Dưới cầu suối nước róc rách, trong đó có dấu không thiếu ác linh.
Ông! Hắn nhìn thẳng lúc, chợt cảm thấy sắc trời đại biến. Sau đó, thì thấy hạo thiên bên trên nhiều một vành mặt trời cùng một vầng trăng, cũng là đẫm máu cái chủng loại kia, chiếu rọi hào quang, mang theo cuốn xâm nhiên màu sắc, bị hắn phổ chiếu lâu, tâm thần không khỏi hoảng hốt. Huyễn cảnh! Triệu Bân trong lòng một quát, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn lại đánh giá thấp cấm khu, không chỉ càn khôn có hỗn loạn, còn có tự nhiên cấm chế, có thể hình thành huyễn cảnh, tâm trí không kiên hoặc đạo hạnh bạc nhược giả, hơn phân nửa khó mà tự kiềm chế, cũng chắc chắn táng thân ở chỗ này. Như thế nào ra ngoài? Triệu Bân ngửa đầu nhìn bầu trời khung, vô tận thị lực. Hắn muốn tìm thiên tượng, thế nhưng tinh thần cũng bị che lấp, cho dù là có, cũng là càn khôn hỗn loạn qua, nghĩ bằng này đi ra cấm khu, sợ là sẽ phải nửa đường lạc đường, thiên tượng tinh tượng tại đây là hư ảo. Dọn đi, cái này cũng dọn đi. Nói ngươi đó, đừng con mẹ nó lười biếng. Díu dít âm thanh, một đường đều kèm theo. Là Triệu công tử chúng phân thân, chính xác đi đến đâu đem đến cái nào, rời cũng là trong cấm khu tảng đá, thạch phường cũng là từ cái này vận tảng đá, phần lớn cũng là khu vực biên giới, trở về lại xuất bán. Ân, cũng chính là cái gọi là đổ thạch. Những tảng đá kia, có không ít cất giấu bảo bối. Nay ngộ nhập cấm khu. Bạch kiểm tảng đá vì đi không cần, trở về lần lượt cắt ra, hơn phân nửa có bảo vật, bực này việc khổ cực nhi, tất nhiên là các phân thân làm, bản tôn thì tại tìm ra lộ cùng thiên vương thánh tử. Nói đến thiên vương thánh tử, từ hôm qua liền lại chưa thấy qua. Triệu Bân chắc chắn, cái kia hàng nhất định trả ở mảnh này trong cấm khu. Hắn đoán một chút cũng không giả, thiên vương thánh tử đích xác còn tại, không chỉ còn tại, còn đụng cơ duyên, đang tại một mảnh tiên chỉ trung hấp thu sức mạnh. Tu vi tại một đường kéo lên, huyết mạch cũng tại thuế biến. Ngươi chờ ta. Thiên vương thánh tử một mặt hưởng thụ, lại là cười hung tàn. Sức mạnh bàng bạc, để hắn phấn khởi không thôi, vốn là thâm thúy một đôi con mắt, so ác linh còn huyết hồng, hắn tự nhận mệnh không có đến tuyệt lộ, tự nhận cái này viễn cổ cấm khu, lại là hắn quật khởi một chỗ bảo địa. Ao ao ao. Triệu Bân nghe tiếng nước chảy, đi tới một chỗ thác nước. Mảnh này thác nước. Nên hắn một đường chứng kiến hết thảy bình thường nhất một cái, ít nhất không có nhìn thấy nguy cơ, thủy màu sắc cũng bình thường, thanh lương cùng ấm áp chi ý, để nó thành cấm khu một phương tịnh thổ. Có động phủ, chiếu đến ảm đạm tinh huy, Triệu Bân có thể nhìn ra thác nước sau đó huyền cơ. Hắn một bước vượt qua, xuyên qua thác nước, đi tới cái hang nhỏ kia phủ. Động phủ tuyệt không phải rất lớn, phương viên chỉ trăm trượng, trưng bày bài trí cũng đơn giản, lại là nhiều chỗ sụp đổ. Trên vách đá có thể gặp đồ án, là một loại cổ xưa mơ hồ đồ đằng, giống như là một cái phượng hoàng. Nơi này có ý tứ. Triệu Bân vòng nhìn một vòng, mới nội thị khí lực. Vì đi nói cái này có ý tứ chứ? Là bởi vì thân tại trong động phủ này, hắn vĩnh hằng giới cũng không thụ phong cấm, có thể tự do mở ra, cũng không thấy lực lượng thần bí, lại càng không gặp tiên lực cùng thọ nguyên đang chảy mất. Lão đại, cái này có một bức họa. Phân tán bốn phía tầm bảo phân thân. Ôm một bức tranh đến đây. Triệu Bân lấy tay lấy ra, chậm rãi mở ra, vẽ lên là một nữ tử. Hắn cho là lại là Nguyệt Thần, đáng tiếc không phải, mà là một cái khác hắn nhìn tạc quen mặt nữ tử. Ai đây, Vân U Cốc chủ? Nói đến Vân U Cốc, hắn lại không khỏi nhớ lại Lạc Hà. Hắn cùng với Lạc Hà sở dĩ kết hợp, đều là bái Vân U Cốc chủ ban tặng, cái kia phiến mê tình rừng hoa đào, chính là Vân U Cốc chủ tạo ra. Mà bức tranh này giống, cùng Vân U Cốc chủ là giống nhau như đúc. Sẽ không thực sự là ngươi đi. Triệu Bân cầm bức tranh, xem đi xem lại. Hắn không xác định có phải hay không, nhưng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, khó tránh khỏi Vân U Cốc chủ đi qua thế gian, lưu lại một đám mây U Cốc, tự giác vô vị lại trở về tiên giới, lưu sơn cốc hại thế nhân. Mà hắn cùng Lạc Hà, có vẻ như chính là người bị hại. Xinh đẹp như vậy một tiền bối, lại tạo mê tình hoa đào. Chuyện xưa như sương khói, hắn không nghĩ quá nhiều, hắn hiếu kỳ chính là, Vân U Cốc chủ hòa này cấm khu quan hệ, nếu không phải truyền thừa, vì sao lại có nàng bức họa, còn có, nàng có phải hay không cùng Nguyệt Thần có liên quan? Tuế Nguyệt quá xa xưa. Không có người cho hắn đáp án. Lão đại, có bảo bối. Động phủ chỗ sâu, truyền đến phân thân gào to âm thanh. Triệu Bân thu suy nghĩ, một bước rơi vào phương kia. Hắn đến lúc đó. Đang gặp ba năm cái phân thân vây quanh một khối đá, trên dưới trái phải đánh giá, tảng đá biểu lộ ra khá là cổ lão, che đầy cho bụi, có ý định uẩn tại rong chơi, càng có ảo diệu đạo âm đang vang vọng.
Ngộ đạo thạch, Triệu Bân thì thào một lời. Hắn không nhận ra tảng đá kia, nhưng trên tảng đá có khắc cái này ba chữ. Tên như ý nghĩa, đây là có chợ ngộ đạo kỳ thạch, nhìn cái kia cổ lão hàm ý, nghe cái kia áo diệu thiên âm, liền biết khối đá này rất bất phàm, lưu lại trong động phủ này, không biết phong tồn bao nhiêu thương hải tang điền. Cái này hẳn là chính phẩm. Triệu Bân sờ lên cằm, cũng tha cho lấy ngộ đạo thạch vừa đi vừa về chuyển. Ngộ đạo tảng đá hắn gặp qua không ít, cũng không ít người lừa gạt hắn mua, nói là có trợ giúp ngộ đạo, thế nhưng chút đều đồ dỏm, lấy ra cùng khối này so, căn bản không phải một cái cấp bậc đồ chơi. Qua, thơm quá a. Ân, nên nữ tử hương. Triệu Bân phân thân như từng cái chó sù, ghé vào ngộ đạo thạch thượng ngửi tới ngửi lui. Đích xác, trên tảng đá có một vệt nữ tử hương còn sót lại, nên ngộ đạo thạch chủ nhân, mặc dù đã không tại, lại có khí uẩn còn sót lại, khó tránh khỏi chính là Vân U quốc chủ, nhiều năm trước từng tại này ngộ đạo tu hành. Hắn quét đi thạch thượng cho bụi, ngồi xếp bằng đi lên. Lần ngồi xuống này không sao, ngộ đạo thạch càng là ông run lên. Xong, hắn liền bị chấn lộn ra ngoài, chấn hắn một hồi nhe răng trợn mắt. Lại nhìn ngộ đạo thạch thượng, lại có một cô gái huyễn tượng diễn hóa, khoanh chân nhắm mắt, tu hành ngộ đạo, nên trước đây thật lâu, lưu lại lạc ấn vết tích, bởi vì hắn ngồi lên mới không hiểu hiển hóa. Đây là nhà ta Tú Nhi. Triệu Bân che lấy eo, tả hữu mong nhìn một phen. Hắn lúc trước đoán đáng tin cậy, Nguyệt Thần thật cùng cái này có liên quan. Huyễn tượng kéo dài không có quá lâu, lại chậm rãi tan biến tại vô hình, cái này là chân chính tiêu tan, tung hắn lại lên ngồi đi, cũng chưa thấy ngộ đạo thạch phản kháng, ngược lại là ảo diệu đạo âm, thuần túy không thiếu. Bởi vì tình hình bệnh dịch bên ngoài bị cách ly, đang cố gắng điều chỉnh trạng thái. Diệu, quả thực diệu. Triệu Bân trong lòng lẩm bẩm ngữ không ngừng, ngồi ở ngộ đạo trên đá cảm giác, thật quá thư thản, không cần vận chuyển tâm pháp, liền tâm cảnh không minh, bừng tỉnh giống như đặt mình vào đạo bên trong bí cảnh, bên tai vang vọng không ngừng, đều là đạo âm, quanh năm tháng dài như thế, định làm ít công to. Ta cũng nghĩ đi lên ngồi một chút. Mấy cái phân thân cất tay, đường đường chính chính ngồi xổm ở ngộ đạo thạch phía trước, nhìn bản tôn gương mặt thoải mái thêm hưởng thụ, nên so cái kia còn sảng khoái, khó tránh khỏi, hắn đang đặt cái kia ý. Đâu? Bởi vì ngộ đạo trên đá nữ tử hương, thật quá mê người. Trên thực tế, Triệu Bân đã tâm không ngoại vật, toàn bộ tâm thần đều rong chơi tại đạo bên trong. Tảng đá kia quá kỳ dị, bừng tỉnh có một loại ma lực, để hắn thân hãm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tiểu tử, ngồi có thể thoải mái. Đột nhiên, một vòng giọng nữ ung dung vang lên. Triệu Bân thông suốt mở con mắt, theo bản năng vòng nhìn bốn phía. Nhiên, trước mặt trừ hắn phân thân. Có vẻ như không còn gì khác. Vậy cái này mới là lạ, mới là người nào nói chuyện, hơn nữa nghe còn rất quen thuộc. Nghe nhầm rồi, Triệu Bân vô ý thức vén lỗ tai một cái. Lão đại, hắn đang mơ hồ lúc, chợt nghe thác nước ngoài truyền tới kêu gọi. Là hắn ở lại bên ngoài phân thân, xem như tuần tra. Triệu Bân thu suy nghĩ, liên tiếp bên ngoài phân thân ánh mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một mảnh mây đen thùi sương mù. Cũng hoặc giả thuyết là ma sát, trùng thiên lăn lộn, mang theo cuốn lấy lệ quỷ tiếng kêu rên, âm trầm cuồng bạo chi ý, tràn ngập nửa cái cấm khu. Vật gì? Triệu Bân một bước đi xuống, tiện tay dọn đi rồi ngộ đạo thạch. Chờ xuất động phủ, hắn nhìn thật hơn cắt, ngất trời ma sát, giống như một vùng biển rộng, bao phủ thiên địa, kinh động đến cấm khu ác linh, cùng với sấm sét vang dội, bốn phương tám hướng đều có ô gào âm thanh. Cái thế đại ma, Triệu Bân hai mắt híp lại. Tâm thần cũng không khỏi run sợ, bởi vì cái kia ma sát, quá mạnh cũng quá cổ xưa, thật sự giống như là một tôn phủ bụi vạn cổ ma đầu, sắp thức tỉnh. Oanh! Bởi vì ma sát lăn lộn, toàn bộ cấm khu đều oanh run lên. Triệu Bân một bước không có đứng vững, liền sau lưng động phủ cũng một hồi lắc lư. Lão đại, bọn ta đi xem. Không đợi Triệu Bân hạ lệnh, ba, năm phân thân liền chạy về phía phương kia. Triệu Bân không có ngăn cản. Còn tại nhìn chằm chằm cái kia vừa nhìn, càng xem càng tim đập nhanh, bởi vì cuồn cuộn ma sát bên trong, có vẻ như thật cất giấu một tôn nhân vật đáng sợ, nhìn khí chàng này, tuyệt đối là một tôn tiên vương. Nhanh! Mau mau rời đi! Mơ hồ trong đó, Triệu Bân giống như nghe được loại thanh âm này. Theo hắn suy nghĩ, nên trộm vào cấm khu tầm bảo người, thấy chàng diện này, không khỏi có chút sợ, lúc này mới liều mạng chạy trốn. Dù sao đây là một đại cấm địa, giấu đầy không thể đoán trước nguy hiểm. A,
Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất nhanh vang lên. Không cần đi xem, liền biết có không ít người gặp nạn. Triệu Bân vẫn như cũ không động, lại liên tiếp chúng phân thân ánh mắt, thấy vẫn một mảnh ngập trời ma sát, đến nỗi ma sát bên trong có cái gì, hắn cũng thấy không rõ, tiên nhãn tại cấm khu, chính là một cái bài trí. Ngô! Hắn phân thân kêu rên không ngừng, bởi vì ma sát khí chàng quá mạnh. Đến một phiến thiên địa, hắn mấy đạo phân thân đã là nửa bước khó đi. Tựa như là một hạt châu. Phân thân nhìn qua, xuống như thế cái kết luận. Bọn chúng có thể nhìn thấy, Triệu Bân Tử cũng có thể nhìn thấy, tạo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không phải là ma đầu, mà là một hạt châu, toàn thân ngăm đen, ma khí vẩn quanh, gọi nó ma châu nên không có tâm bệnh. Tiên vương pháp khí. Triệu Bân một tiếng do dự, ánh mắt một cái chớp mắt lóe sáng. Nếu không phải tiên vương cấp pháp khí, làm sao có như thế cường đại khí chàng? Hơn nữa, hắn chắc chắn viên kia ma châu có linh trí. Có linh tiên vương pháp khí, vậy thì không phải bình thường. Phốc, phốc, chạy tới dò xét phân thân, đều nhất nhất hóa diệt. Là bọn chúng áp sát quá gần, đều đã bị uy áp nghiền nát. Phân thân hóa diệt, tất nhiên là bản tôn ra sân. Triệu Bân mở vĩnh hằng thiên ngự, lấy chống cự ma châu uy áp. Đợi cho một cái ngọn núi, hắn mới chậm rãi định thân, giấu ở một khỏa dưới cây già, vô tận thị lực đi xem, so với trước kia nhìn rõ ràng hơn, đích thật là một khỏa ma châu, đang treo ở giữa không trung ong ong thẳng run. Mà hắn, chính là cuồn cuộn ma sát đầu nguồn. Cấm khu quả nhiên là ách nạn cùng tạo hóa cùng tồn tại. Triệu Bân một tiếng thổn thức, quỷ hiểu được cấm địa còn có bực này dị bảo. Nó đã một khỏa ma châu, đó chính là ma tộc một mạch đồ chơi. Đáng tiếc, đêm tối chi chủ không có tới, nàng như tại chắc chắn sẽ nhận ra là gì, dù sao cũng là ma tu đi. Có liên quan ma truyền thừa, cô nàng kia định biết được không thiếu, làm không tốt còn có chút ngọn nguồn. Ông! Ma châu lại một hồi ông rung động, ma sát tùy theo mãnh liệt lăn lộn. Xong, thì thấy nó từ trên trời giáng xuống, chìm vào một tòa u uyên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Triệu công tử sờ cằm một cái, đang chần chừ muốn hay không xuống. Không đợi hắn làm quyết định, thì thấy u uyên bên trong có ma quang trùng tiêu, hắn là mắt thấy bên trong, đi ra một đạo bóng người mơ hồ, áo bào liệt liệt, mái tóc dài màu đỏ ngòm phiêu đãng, đúng như một cái ma đầu. Thiên vương thánh tử, Triệu Bân nhìn cau mày. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, từ u uyên đi ra tuyệt đối là cái kia hàng. Mà viên kia màu đen ma châu, liền treo ở thiên vương thánh tử đỉnh đầu. Nhận hắn làm chủ. Triệu Bân thầm nghĩ, lông mày lại nhăn tiếp theo phân. Xem ra, hắn tại trong cấm khu có tạo hóa, nhặt được một khối ngộ đạo thạch, thiên vương thánh tử cũng không nhàn rỗi, cũng đụng cái lớn cơ duyên, viên kia treo ở đỉnh đầu ma châu, chính là chứng minh tốt nhất. Diệu, quả thực diệu. Triệu Bân từng nói qua lời nói, thiên vương thánh tử bây giờ cũng tại nói. Không tệ, hắn đụng cái đại tạo hóa, ma châu đã nhận hắn làm chủ. Đồ tốt, Triệu Bân nhìn hai mắt tròn trịa. Viên kia màu đen ma châu, hắn nhìn cũng cực kỳ thuận mắt. Lăn ra đến. Thiên vương thánh tử quát to một tiếng, một đạo ma sát bổ về phía cái này phương. Triệu Bân thấy nhíu mày, hắn giấu rất kín đáo a. Cái kia hàng thế nào phát hiện? Chanh! Đang khi nói chuyện, đạo kia ma sát đã đến. Triệu Bân huy kiếm, cưỡng ép đem hắn chém chết. Sau đó chính là tiếng bịch bịch, là thiên vương thánh tử đến đây. Đỉnh đầu còn treo lấy viên kia ma châu, cũng đang bởi vì có ma châu gia trì, mới khiến cho thể phách của hắn phá lệ trầm trọng, thậm chí mỗi một bước rơi xuống, đều đạp hư không oanh minh, không chỉ như vậy, phía sau hắn còn diễn xuất đáng sợ ma chi dị tượng. Bây giờ ta đây, còn đủ nhìn. Thiên vương thánh tử u cười, xâm nhiên đáng sợ. Có lực lượng cường đại gia trì, hắn nói chuyện đều nhiều hơn mấy phần sức mạnh, sống lưng cũng ưỡn lên phá lệ thẳng tắp, tối không lóa mắt là bức cách. Bây giờ như cho hắn phối hợp một cái quạt xếp, thì càng hợp thời sấn cảnh. Vẫn được. Triệu Bân trở về tùy ý, trên dưới đánh giá thiên vương thánh tử. Hàng này đích xác biến không đồng dạng, bừng tỉnh giống như thoát thai hoán cốt. Nhiên, nghĩ bằng này liền nghĩ bắt lấy hắn mà nói, còn kém chút nhị ý tứ. Ma châu là đáng sợ, nhưng thiên vương thánh tử tu vi quá thấp, không sử dụng ra được ma châu chân chính sức mạnh, vừa nhận hắn làm chủ. Cái kia thiên vương thánh tử chính là một cái gông xiềng, gò bó ma châu, cũng áp chế ma châu, cái này giống như bản mệnh khí như bức nữa, nó cấp bậc, cũng không khả năng siêu việt chủ nhân. Hôm nay,
sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Vương Thánh Tử vung cánh tay lên một cái, cuồn cuộn ma sát cuốn tới. Triệu Bân rút kiếm vạch ra một đạo tinh hà, bổ ra ma sát hải dương. Phong! Thiên Vương Thánh Tử vượt thiên mà đến, giả thiên đại thủ từ thiên phủ xuống. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, huy kiếm kình thiên, cho đại thủ chọc lấy cái lỗ thủng. Vẫn chưa xong. Thiên Vương Thánh Tử hét to, trong mắt có điện mang bổ ra. Đó là nguyên thần loại công phạt, có ma châu sức mạnh gia trì. Triệu Bân tế thiên diệt nguyên thần kiếm, nghênh thiên chém nát điện mang. Cùng một trong nháy mắt, hắn bước lên trời, huy kiếm chính là bá đạo phách thiên trảm, tại mờ tối cửu thiên, chém ra trăm trượng kiếm mang, đáng sợ kiếm uy phối hợp tuyệt diệt kiếm ý, diễn xuất hủy diệt sức mạnh. Phá! Thiên Vương Thánh Tử bức cách tràn đầy, lật tay một trường đả diệt kiếm mang. Thấy hắn sau lưng, ma chi dị tượng diễn hóa, thành một mảnh minh mông đại thế giới, oanh từ thiên áp xuống tới, dù là Triệu Bân nội tình, đều bị ép tới một hồi lảo đảo, gân cốt còn một hồi lốp bốp. Hào tiểu tử! Triệu Bân một tiếng lạnh quát, mạnh mở hộ thể thiên cương. Bá liệt cương khí hộ thân, cưỡng ép chấn khai minh mông thế giới. Thiên Vương Thánh Tử thì tận dụng mọi thứ, như một đạo màu đen quỷ mị, hai ba bước giết đến hắn phụ cận, ngưng luyện ma sát làm một đạo kiếm khí. Hoành quán vân tiêu, lúc trước đến sau xuyên thủng lồng ngực xương sống lưng. Trả lại ngươi một quyền. Triệu Bân không phải người chịu thua thiệt, chịu đối phương một kiếm, quay đầu chính là một quyền. Hám thiên chi uy hoàn toàn như trước đây bá đạo, oanh đối phương hoành lật hư không 800 trượng. Rất tốt. Thiên Vương Thánh Tử không chút nào giận, ngược lại ánh mắt càng cực nóng. Dứt lời, thì thấy treo ở đỉnh đầu hắn ma châu, lại chậm rãi trầm xuống, từ đỉnh đầu dung nhập khí lực. Chỗ mi tâm của hắn, tùy theo khắc ra một đạo ma văn, lập lòe bạo ngược cùng khát máu chi quang. Như thế nào, làm ta sợ? Triệu Bân không sợ chút nào, lúc này mở tuyệt cảnh. Thiên Vương Thánh Tử hoa văn càng nhiều, ma hóa sau đó, lại động tiên thiên đạo thuật, hóa ra đạo thân, quần ẩu đi. Hai đánh một đi, hắn tác phong trước sau như một, ai bảo đạo thân cùng bản tôn chiến lực sóng vai. Hóa đạo luân hồi. Thiên Vương Thánh Tử sức mạnh đủ cứng. Đi lên liền đánh. Lại là loại kia khổng lồ ô hắc vòng xoáy, tại mênh mông trên trời hiển hóa, càng có ma lực gia trì, sức cắn nuốt so trạng thái phổ thông, mạnh không chỉ một sao nửa điểm, nguyên một cái ngọn núi đều bị nuốt đi vào. Hóa đạo em gái ngươi luân hồi. Triệu Bân một kiếm kình thiên mà lên, lấy bản nguyên tiên lực kéo dài, đâm vào trong vòng xoáy. Hắn khí huyết sôi trào, kịch liệt khuấy động, khuấy lên một loại bá liệt vô song sức mạnh. Oanh! Phanh! Hóa đạo luân hồi vòng xoáy, không thể nào ổn định. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, vòng xoáy liền cùng với sấm sét nổ tung. Ngô! Thiên Vương Thánh Tử kêu đau một tiếng, cảm giác không ra thế nào dễ chịu. Trừ này, chính là ma châu sức mạnh, hắn có vẻ như không cưỡi được. Đại La Thiên Tay! Triệu Bân một bước trèo lên đi cửu tiêu, năm ngón tay đại thủ như núi đè xuống. Thiên Vương Thánh Tử nhe răng cười, ổn định sức mạnh. Chống lên một đạo ma tượng, làm vỡ nát năm ngón tay đại thủ, hung hãn vô song chi lực, kèm thêm bức cách tràn đầy Triệu công tử, đều bị đụng một bước không có đứng vững. Cấm! Thiên Vương Thánh Tử hét to, đem Triệu Bân quấn vào ma chi dị tượng bên trong. Dị tượng là một mảnh thế giới bao la, cũng là một tòa cô quạnh lồng giam, trong đó là sấm sét vang dội, rất có hóa diệt chi lực, ma lực cùng ma sát xen lẫn, còn diễn xuất một mảnh hủy diệt liệt diễm. Vây nhốt ta! Triệu Bân kiếm uy vô song, cho dị tượng đại giới xé mở một khe nứt. Hắn như dao long vọt người mà ra, tế huyết mạch bản nguyên, cũng diễn dị tượng, so sánh ma chi thế giới, dị tượng của hắn càng sáng chói càng quang minh, phảng phất giống như một mảnh tiên vực tịnh thổ, để ngang lờ mờ trên trời. Oanh! Vĩnh hằng dị tượng rộng rãi bàng bạc, đè ma chi thế giới sụp đổ. Thân tại trong đó Thiên Vương Thánh Tử đạo thân, cũng bị chấn ho ra đầy máu. Chết đi! Thiên Vương Thánh Tử bản tôn tay cầm ma sát đao, như kinh hồng giống như xẹt qua thiên tiêu có ma châu sức mạnh gia trì, hắn giờ phút này đích xác rất mạnh, lại xé ra Triệu Bân dị tượng đại giới, ma sát một đao hoành quán thiên khung, đao uy là hủy diệt, suýt nữa tại chỗ đem Triệu công tử sinh bổ. Người biết không thiếu đi. Triệu Bân một cái thuấn thân giết tới phụ cận, một kiếm mổ ra đối phương lồng ngực. Một kiếm này chi uy, cũng là có đủ sảng khoái, hơi kém đem Thiên Vương Thánh Tử mang hộ đi. Tịch diệt, lục tiên. Thiên Vương Thánh Tử đạo thân giết đi lên, cầu vồng kiếm xuyên qua hắc ám.
Triệu công tử liền tự giác, rất tự giác cùng Thiên Vương Thánh Tử bản tôn. Đổi vị trí. Phốc. Phía sau một đạo xâm nhiên huyết quang, nhuộm ma tính màu sắc. Là Thiên Vương Thánh Tử bản tôn đẫm máu hư không, chịu đạo thân tuyệt diệt nhất kích. Ngươi đáng chết. Đạo thân nghiến răng nghiến lợi, tế một ngụm màu đen bảo tháp. Triệu công tử tránh không kịp, tại chỗ bị bảo tháp nuốt vào. Tháp trung ô hắc nhất phiến, có quỷ quyệt hư ảo liệt diễm thiêu đốt, hỏa là bí thuật một loại hình thái, cũng rất có hóa diệt chi lực, chỉ trong nháy mắt, Triệu Bân tiên lực liền bị hắn đốt diệt hơn phân nửa. Mở. Triệu Bân một kiếm bổ tới, lại là âm vang một thanh âm vang lên. Bảo tháp rất bất phàm, cực kỳ cứng rắn, chấn xương tay của hắn nổ tung. Kết quả là, hắn tiện tay xách ra thạch đàn, mạnh mẽ đem bảo tháp đập cái lỗ thủng. Ngô! Đạo thân kêu đau một tiếng, đạp một bước lui lại. Không đợi hắn đứng vững, Triệu Bân liền đã từ tháp trung giết ra. Đồng dạng giết tới, còn có Thiên Vương Thánh Tử bản tôn, vừa mới chịu đạo thân nhất kích tuyệt diệt, dù chưa làm bị thương căn cơ, lại là có chút lúng túng, nhu cầu cấp bách tìm chàng tử trở về ép một chút. Quang minh thân! Triệu Bân trong lòng một quát. Toàn thân quang mang đại thịnh. Đúng lúc gặp Thiên Vương Thánh Tử bản tôn giết đến, bị hoảng hai mắt bôi đen. Đồng dạng bị không lóa mắt, còn có Thiên Vương Thánh Tử đạo thân. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Triệu công tử đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn một kiếm bình thiên tướng, đạo thân đầu bổ xuống. Phốc, đạo thân huyết quang bắn ra bốn phía, lại hóa thành một mảnh khói đen. Hắn bị diệt không quan trọng, đối với bản tôn phản vệ rất bá đạo. Đến ngươi. Triệu Bân vượt ngang hư không, huy kiếm liền chạm. Nhiên, không đợi hắn kiếm rơi xuống, thì thấy Thiên Vương Thánh Tử sau lưng, diễn xuất một cái khổng lồ đồng tử, cái kia mắt to là hư ảo, cũng là đẫm máu, có một loại hỏa loạn tâm thần ma lực. Mà Triệu Bân, liền một cái vội vàng không kịp chuẩn bị quấy dày tâm thần. Đồng dạng là một cái cơ hội tốt, Thiên Vương Thánh Tử làm sao nhàn rỗi. Hắn tế ma sát, như cuồn cuộn hải dương đồng dạng. Đem Triệu Bân nuốt hết trong đó, trong biển có long gào thét, là một loại ma sát long thể, khỏe mạnh thân rồng trầm trọng, muốn đem Triệu Bân xé nát tại ma hải bên trong. Quản ngươi là long vẫn là trùng, cho lão tử nằm sấp. Triệu Bân bá khí ầm ầm, một cước dẫm ở long đầu bên trên. Chân tay hắn cũng là trầm trọng, cứ thế cho người ta đầu dẫm nát. Song chính là ma sát huyết hải, lại bị hắn một đạo tinh hà bổ ra. Giết! Thiên Vương Thánh Tử phẫn nộ gào thét, giải càng nhiều sức mạnh. Triệu công tử mang theo Long Uyên kiếm, ngược gió nhi liền lên. Oanh, phanh, mãnh liệt hơn đại chiến, tùy theo kéo ra màn che. Phiến thiên địa này là lờ mờ một mảnh, hiếm thấy quang minh, mà bọn hắn bí thuật, đổ đã biến thành tô điểm, va chạm ra từng mảnh ánh lửa, bừng tỉnh giống như từng đóa lộng lẫy hoa mắt, tại thiên ngạo nghễ nở rộ. Hình ảnh không chỉ lộng lẫy, còn rất huyết tinh đâu. Thiên Vương Thánh Tử tại đẫm máu, Triệu Bân cũng giống vậy. Hai người như tự đang hủy đi phòng ở, đánh tới cái nào hủy đi đến cái nào, u ám rừng rậm, bị gây rối loạn, nguy nga đại sơn, cũng là một tòa tiếp một tòa sụp đổ, không biết đánh thức bao nhiêu ác linh. Nhưng, tối nay ác linh rất kỳ quái, càng là không dám tiến lên trước. Triệu công tử lòng dạ biết rõ, lũ ác linh nên e ngại viên kia ma châu. Là ai ở bên trong đại chiến? Chẳng lẽ là táng diệt vong linh? Lão phu nhìn xem ngược lại càng giống là vật sống. Cấm khu vực biên giới, có tầm bảo giả Chát Đôi Nhi, sử tại trên đỉnh núi, vô tận thị lực nhìn tới nhìn, thế nhưng lực lượng thần bí che lấp, đều nhìn không rõ rệt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh lửa đầy trời. Đi qua xem, ngươi là chán sống rồi. Muốn xem kịch vừa nắm một bó to, lại là không một người dám đi vào trong. Đây là viễn cổ cấm khu, từ xưa hung danh lớn lao. Bên trong khắp nơi là hố. Phốc, hư vô lại gặp xâm nhiên huyết quang. Là Thiên Vương Thánh Tử bị chặt một tay. Vì thế, Triệu Bân cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, nửa thân thể đều suýt nữa tan thành từng mảnh. Cũng còn tốt, hắn có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ khí lực, không lâu liền tái tạo ra nhục thân. Trái lại Thiên Vương Thánh Tử, thể nội tan có ma châu, khôi phục cũng không phải dựng, không kém tái sinh chi lực, bị Triệu Bân chém đứt tay, hóa thành một tia ma huyết. Mới cánh tay tùy theo lại sinh ra tới. Ngươi không giết chết được ta. Thiên Vương Thánh Tử cười dữ tợn, ma uy càng thêm cường đại. Hắn có ma châu hộ thể, ma châu sức mạnh chính là hắn thủ hộ. Đối với cái này, Triệu Bân sớm đã nhìn ra, đánh bại hàng này dễ dàng,
muốn giết tiểu tử này, sẽ vô cùng tốn sức. Lão đại, dùng khôi lỗi giết chết hắn. Long Uyên ông run lên. Triệu Bân không có trả lời, cũng không phải là thỉnh không ra Hạo Thiên, là hắn không muốn dùng phương pháp này. Nếu ngay cả hàng này đều không diệt được, hắn cái này hậu thế vĩnh hằng, sẽ bôi nhỏ tiền bối uy danh. Đến nỗi Thiên Vương Thánh Tử, chắc chắn Triệu Bân không biết dùng khôi lỗi, mới có thể như vậy làm càn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một phương diện, tung đối đầu Thiên Vương khôi lỗi, hắn cũng có phương pháp phá giải, Ma Châu huyền ảo viễn phi ngoại nhân có thể tưởng tượng, dám mời ra Thiên Vương khôi lỗi, Ma Châu để có tới không về. Người có thể kết giao đại di ngôn, Thiên Vương Thánh Tử cười xâm nhiên. Lời nói chưa dứt, thì thấy hắn đỉnh đầu, có một đạo ma quang xông lên trời. Cùng với đạo này ma quang, hắn lại tức thế đại tăng, ma sát cũng càng vì bàng bạc. Triệu công tử không có gì ngôn ngữ, liền đặt cái kia nhìn hàng này biểu diễn, hắn không thể không thừa nhận, Ma Châu chi lực, rất mạnh rất bá đạo, nhưng cũng chính là phần này bá đạo, tiểu tử kia chắc không thế nào tốt chịu. Đích xác, Thiên Vương Thánh Tử cảm giác không ra thế nào hảo. Là sức mạnh quá bàng bạc, hắn thực sự là khống chế không được. Mà bực này đáng sợ tai hại. Bây giờ đã ở dần dần hiển hóa, đầu tiên là hắn hình thái biến dạng, biến càng giống ma đầu, lưng lại sinh cốt thứ, trên trán còn rất dài ra một cây màu đen sừng thú, đây đều là ma hóa phản phệ, sức mạnh trọng thương khí lực, lúc này mới xuất hiện cái này dị biến. Cái này cũng còn tốt, khó giải quyết là tâm trí. Lực lượng cường đại, đang tại nuốt hết hắn tâm thần. Như chỉ có cuồng bạo ma lực, mà không thanh tỉnh thần trí, vậy hắn liền cách hủy diệt không xa, Ma Châu sức mạnh. Sẽ đem nó từng chút một thôn phệ, mãi đến nguyên thần mất hết, chính là bị động hiến tế. Giết! Thiên Vương Thánh Tử gào thét, có vẻ như đã không quan tâm quá trình. Hắn muốn đổ vĩnh hằng tiên thể, phải dùng vĩnh hằng huyết tẩy luyện đạo lộ. Chiến! Triệu Bân không sợ chút nào, từ chính diện công phạt. Hắn có thanh tỉnh thần trí, càng có hay không hơn địch đạo tâm, tâm cảnh đã ở chiến bên trong lần lượt thăng hoa, hắn tu ra chiến chi đạo, đã hơi có chân lý cùng lĩnh ngộ. Sẽ ở một trận chiến này có chỗ niết bàn. Mà Thiên Vương Thánh Tử, chính là hắn Ma Đao Thạch. Lão Tổ, cứu ta. Dưới ánh trăng Thiên Minh dậy, kêu rên đầy trời. Đáng tiếc, không người đến cứu bọn họ, Thiên Minh Lão Đạo đã bị đồ, Thiên Minh Lão Tổ cũng bị diệt, Thiên Minh dậy lại không chống đỡ chàng tử, không ai cản nổi ở đêm tối chi chủ công phạt, mà tôn này nữ Thiên Vương, cũng thật một cái băng lãnh vô tình, mạnh mẽ đem Thiên Minh dậy giết ra một cái núi thây biển máu. Thật là quá tàn nhẫn a. Thế nhân nhìn âm thầm nuốt nước miếng, bọn tiểu bối càng là sắc mặt trắng bệch. Đây không phải là chiến tranh, đó là đơn phương tàn sát, tôn kia nữ Tiên Vương phong hoa tuyệt đại, không ngờ, lại vẫn là cái thế ngoan nhân, hoặc là không đánh, hoặc là liền một hơi giết đến đối phương đánh gãy truyền thừa. Các ngươi, còn quá trẻ. Vẫn là lão bối nhóm bình tĩnh, sống được lâu từ cũng kiến thức nhiều, đối với thế đạo này pháp tắc, càng lĩnh ngộ thật hơn cắt. Nếu bọn họ là tôn kia nữ Tiên Vương, đối với Thiên Minh một dạng sẽ không thủ hạ lưu tình. Người không hung ác đứng không vững. Đây cũng là đỏ, lòa lòa chân lý. Chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới chôn vùi. Nhìn Thiên Minh dậy, đã là đẫm máu một mảnh, lầu các, cung điện, sơn phong, tiểu đạo. Mắt có thể bằng chi địa, tất cả đều là ngổn ngang thi thể, chảy tràn máu tươi, tụ trở thành từng cái dòng suối nhỏ, nhuộm dần ngoài núi thổ địa. Trong mắt thế nhân tiên thổ, nghiễm nhiên thành một tòa vô gian địa ngục. Thật lúng túng a. Thế nhân trong lòng, đều nhảy ra một câu nói như vậy. Lời này cũng không mau bệnh, Thiên Minh dậy truyền thừa đã lâu cũng ẩn thế đã lâu, càng có hai tôn Tiên Vương tỏa chấn, đã cách nhiều năm vừa lại lộ đầu, liền bị người hủy diệt, nhà hắn khai sơn tị tổ nếu là biết được, sợ là ép không được vách quan tài nhi, như thế một mạch xưa nay truyền thừa, lại bị bại sạch sành xanh. Thiên đạo có luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai? Vẫn là lão bối nhóm, lời nói tặc có học vấn. Nói trắng ra là chính là báo ứng, trước kia gặp nợ máu, mới có hôm nay huyết kiếp. Đang khi nói chuyện, đêm tối chi chủ đã rút kiếm đi ra, nàng hôm nay giết thái đa nhân, toàn thân cũng là huyết, thêm nữa nàng là ma tu, ma sát ngập trời lăn lộn, vô luận từ chỗ nào nhìn, cũng giống như cái nữ ma đầu. Nàng càng lúc càng xa, trong tay còn cầm Thiên Minh lão tổ đầu người. Đến nỗi Thiên Minh dậy di chỉ, nhưng là đêm tối bọn sát thủ quét dọn chiến trường. Bọn hắn tay chân lanh lẹ, làm việc không chút nào kéo dài, đến nhanh đi cũng nhanh. Trắng huyền chân người cũng đi, bản thân cảm giác có chút mơ hồ,
mơ mơ hồ hồ quấn vào chiến loạn, cũng mơ mơ hồ hồ lên đêm tối thuyền hải tặc, mảnh này núi thây biển máu, hắn cũng có phần nhi. Vậy không bằng, vào ta đêm tối a. À. Đêm tối chuẩn tiên vương như u linh, trong bóng đêm bay tới bay lui. Trắng Huyền Chân người hít sâu một hơi, cũng không trả lời, bất quá đề nghị này không tệ, thế đạo hỗn loạn, bão đoàn sưởi ấm cũng là vương đạo, mà đêm tối chi chủ chi đáng sợ, cũng làm cho hắn có phần tới sức mạnh. Kết thúc. Cái này thật sự kết thúc. Cũng như lúc trước, thế nhân vẫn chưa thỏa mãn. Tối nay là không bình thường một đêm, thiên vương tinh hai đại cự phách, một cái thiên vương tông một cái thiên minh dậy, đều bị hủy diệt, sinh sinh bị giết bị đứt đoạn truyền thừa, hơn nữa còn chôn hai tôn thiên vương. Trừ này, còn có một hồi động hư thiên kiếp. Trận kia kiếp cũng có đặc sắc, có tám tôn thần minh pháp tắc. Nói tóm lại, vở kịch mỹ diệu tuyệt luân. Tiểu tử kia bốc hơi khỏi nhân gian. Trên đường về, quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa hùng hùng hổ hổ, trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ thiên vương thánh tử, từ thiên vương tông kết giới phá diệt, có vẻ như liền không có nhìn thấy cái kia hàng, đuổi nửa đêm tìm không có. Không có đơn giản như vậy. Sợ là tại thiên vương tông bị vây phía trước, hắn liền đã bỏ chạy. Lăng Tuyệt ực một hớp rượu, phải biết, tại lâm thị nhất tộc phế tích bên trên, thiên vương thánh tử đạo thân là tại chỗ, bản tôn sao lại không biết, đã biết. Sớm đào tẩu tử cũng không mau bệnh. Cái này, liền không dễ tìm. Hai vật nhỏ ho khan, nhao nhao nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Lâm gia người cuối cùng, muốn giết nhất chính là thiên vương thánh tử A. Nhưng từ đầu đến đuôi cũng không thấy, tiên giới biết bao mênh mông, như tên kia mưu đủ nhiệt tình ẩn núp, cả một đời đều tìm không được. Tại Lâm Uyển Nhi mà nói, đây cũng là một tiếc nuối. Lâm Uyển Nhi tay mang theo huyết kiếm, một đường đều trầm mặc không nói. Nàng vẫn là cái người điên kia, nếu không phải đám người ngăn nàng, nàng sẽ một đường truy sát đến chân trời góc biển, cái này tàn khốc thế đạo, đem nàng vốn nên thanh minh trong suốt tâm cảnh, thương chính là cảnh hoang tàn khắp nơi. Nói đến thiên vương thánh tử, bây giờ hình thái đã đầy đủ dọa người. Hắn có vẻ như đã không phải người bình thường, hình thể đã cất cao đến 3-5 trượng, không biết cái trán sinh sừng thú, lưng sinh cốt thứ, liền nửa bên thân thể, đều khắc đầy ma văn, cũng vây quanh lân phiến. Thần trí của hắn, đã bị bạo ngược thôn phệ. Hắn bây giờ ý niệm duy nhất, chính là sát lục. Oanh! Lại là nhất kích ngạnh hám, một mảnh lôi quang tại thiên khung nổ tung. Triệu Bân đẫm máu, như cái bao cát bay tứ tung ra ngoài, liên tiếp đụng nát vài chục tòa sơn phong. Trái lại thiên vương thánh tử, nhiều nhất chỉ lui nửa bước, hợp lực lượng, bây giờ hắn tại Triệu Bân phía trên, hoặc giả thuyết là ma châu sức mạnh, để Triệu Bân theo không kịp, trong đó tiềm ẩn bàng bạc ma lực. Giết. Thiên vương thánh tử vượt thiên mà tới, giả thiên đại thủ bao trùm lờ mờ trời xanh. Triệu Bân thông suốt định thân, lại là một kiếm kình thiên, xuyên thủng năm ngón tay đại ấn. Hắn thu long uyên, tháo ra nhuộm đầy máu tươi áo, lộ ra đỏ. Trắng trợn cánh tay, hắn trước ngực phía sau lưng cũng có cổ lão bí văn khắc vẽ, đó là hắn vĩnh hằng tiên thể một mạch dành riêng đồ đằng. Hắn tại thuế biến, không chỉ là tâm cảnh, còn có huyết mạch của hắn. Xuất ra một nửa vĩnh hằng, bản nguyên lại chiến bên trong có phục cổ điềm báo. Đây là một cái cực tốt biến hóa, thúc đẩy khí lực cùng bản nguyên dung hợp lần nữa. Chiến! Hắn vừa quát âm vang, ánh mắt như đuốc, toàn thân đều dấy lên hư ảo liệt diễm, đó là hắn chiến ý, lấy hỏa hình thái lộ ra, từ đi xa nhìn, hắn có vẻ như không còn là người, mà là một đám lửa. Hắn dũng mãnh vô song, cũng cường thế bá liệt. Đối mặt tuyệt đối lực lượng, hắn vẫn là chính diện công phạt. Hắn không nhìn ngập trời ma sát, xé ra ma chi thế giới, cưỡng ép giết đến thiên vương thánh tử trước người, mở phách tuyệt thiên địa đấu chiến thánh pháp, tại bản thân chiến lực, thi triển đến đỉnh phong nhất. Oanh, phanh, vẫn là đầy trời oanh minh, vang vọng nửa cái cấm khu. Không người quan chiến, có thể một trận chiến này đầy đủ huyết tinh. Ngươi vì cái gì còn không chết? Thiên vương thánh tử tóc tai bù xù, kêu gào âm thanh chứa đầy phẫn nộ. Đại chiến mấy trăm lần hợp. Sức mạnh tuyệt đối áp chế, hắn lại bắt không được đối phương, mấy lần hiểm đem vĩnh hằng đả diệt, nhưng chính là đặt xuống không ngã, không những đặt xuống không ngã, đối thủ của hắn lại vẫn càng đánh càng mạnh. Bực này muốn giết không giết chết tâm cảnh, để hắn chính muốn phát cuồng. Hắn phát cuồng cùng phẫn nộ, chính là càng nhiều ma châu sức mạnh giải phong. Hắn đích xác điên rồi, điên đến không so đo giá cao mượn lực lượng, dù là vượt qua bản thân tiếp nhận cực hạn, chỉ vì đồ diệt vĩnh hằng tiên thể.
trận chiến này không vượt qua nổi đạo khảm này, hắn mãi mãi cũng bất lực xoay người. A, à, hắn hình thái lại biến, khí lực lại cất cao mười mấy trượng. Đáng sợ nhất không phải cái này, mà là phía sau hắn dị tượng, cùng với sức mạnh khôi phục mà diễn biến, đó là một mảnh cửu u ma thổ, thiên lờ mờ mà đen như mực, thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy tràn thành hà. Đây mới thật sự là dị tượng, so với trước kia ma chi thế giới mạnh hơn nhiều. Nhưng, nơi đây đánh đổi cũng là thảm thiết, hao tổn chính là bản mệnh thọ nguyên. Phốc, Triệu Bân một bước không có đứng vững, bị đè một hồi lảo đảo. Cửu u ma thổ tới người, nghiền khí lực một hồi lốp bốp, liền lăn lộn huyết mạch bản nguyên tiên lực, đều bị áp bách trở về thể nội, dị tượng gông cùng xiềng xích, có vẻ như đã đem hắn vây khốn vào trong lồng giam. Còn có gì dựa dẫm? Thiên vương thánh tử nhe răng cười không chịu nổi, bởi vì hắn chân chính đè lại vĩnh hằng. Triệu Bân không nói, cứng rắn chống đỡ lấy một hơi, bởi vì dù là nửa điểm buông lỏng, đều có thể bị ép thành cho, cái này cửu u ma thổ dị tượng, ma châu chủ nhân lưu lại, là một mảnh hoàn chỉnh đạo tướng đại giới. Tuyệt cảnh, hắn bị buộc đến tuyệt cảnh. Sức mạnh nghiền ép, thật có thể đem hắn hủy diệt. Sống cùng chết trong nháy mắt, hắn khai quật khí lực tiềm năng. Cũng đang bởi vì cửu u ma thổ áp chế, để hắn nghịch thiên niết bàn. Oanh! Cùng với một tiếng chấn thiên oanh minh, hắn vĩnh hằng dị tượng triệt để thuế biến. Đó là một mảnh vĩnh hằng tiên vực, bị bất hủ quang bao phủ, diễn dịch ra mọc lên như rừng sơn nhạc, buộc vòng quanh ngang dọc trường xuyên có thái dương mặt trăng treo cao hư vô, có ngôi sao đầy trời tô điểm thương miểu, liền hoa hoa thảo thảo rất có linh tính, ảo diệu mà cổ lão đạo âm, tụng ra vĩnh hằng quang minh. Triệu Bân đứng ở trong đó, phảng phất giống như một tôn lóng lánh thần minh. Mà mảnh này vĩnh hằng tiên vực chính là vĩnh hằng dị tượng niết bàn. Phanh, thiên vương thánh tử kèm thêm cửu u ma thổ bị cùng nhau đẩy lui. Hắn lại một lần đánh giá thấp đối thủ, càng là tuyệt cảnh niết bàn. Giết, thiên vương thánh tử gào thét, mang theo quyển chín u ma thổ đánh tới. Triệu Bân toàn thân quang huy rực rỡ, chống đỡ vĩnh hằng tiên vực chính diện ngạnh cương. Ầm ầm, hai đại dị tượng va chạm, tứ phương sơn nhạc tập thể sụp đổ. Từ xa nhìn ra xa, vùng thế giới kia phảng phất bị chia làm hai phe thế giới, một phương đen như mực lờ mờ, thây chất thành núi máu chảy thành sông, một phương nhưng là quang minh rực rỡ, vĩnh hằng bên trong giấu đầy bất hủ rộng rãi. Đây là đạo cùng đạo đối kháng, cũng là dị tượng cùng dị tượng tranh hùng. Đụng nhau hai thế giới, tất cả tại từng tấc sụp đổ, hủy diệt chi quang ngang dọc. Cuối cùng, vẫn là thiên vương thánh tử bị thua, khống chế không được sức mạnh, cũng nhìn không được cửu u ma thổ. Mà tính đại thế giới, liên miên sụp đổ, bị vĩnh hằng quang, chiếu diệt hắc ám. Ta không tin. Thiên vương thánh tử gào thét, là phát ra từ linh hồn gào thét. Nhiên, mặc hắn ma lực như thế nào mãnh liệt, cũng lại khó tái tạo cửu u ma thổ. Còn có dung nhập trong cơ thể hắn viên kia ma châu, cũng tại vù vù bên trong nổ tung một đạo vết nứt nhỏ, có từng tia ma lực tán loạn, liền trên đó ma chi lạc ấn, đều tại trong hủy diệt một chút vỡ nát. Không phải ma châu. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, đến nước này mới nhìn rõ. Kia hẳn là một loại ma lực kết tinh, chợt nhìn còn tưởng rằng là pháp khí. Bây giờ, ma lực kết tinh nhìn không được lạc ấn áp chế, cuối cùng là đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Phốc, thiên khung máu văng tung tóe, là thiên vương thánh tử thân thể nổ diệt. Sau đó, chính là hắn nguyên thần, cũng theo đó sụp đổ nửa bên. Đại La Thiên Tay. Triệu Bân một trường từ thiên xuống, bàn tay ở giữa chữ triện khắc họa. Thiên vương thánh tử như lá rơi lả tả, bị vĩnh hằng một trường chấn áp. Hắn bại. Hắn lại một lần bại. Cho dù cho mượn ma lực kết tinh, cho dù sức mạnh tuyệt đối áp chế, hắn vẫn là bại bởi vĩnh hằng tiên thể, tâm cảnh của hắn cũng bởi vì cái này bại một lần, triệt để sụp đổ, hắn tất cả cao ngạo đều không còn sót lại chút gì. Triệu Bân không giết hắn, đem hắn phong ở một tòa tiểu tháp bên trong. Thiên vương thánh tử là muốn chết, nhưng phải chết đến hắn đáng chết chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không có động tĩnh, đại chiến nên đã mất màn. Đến tột cùng là thần thánh phương nào đang đánh nhau. Viễn cổ cấm khu biên giới, tầm bảo giả còn tại thăm dò mong nhìn, cái kia lờ mờ mịt mù chỗ sâu nhất, đã nghe không đến chấn thiên oanh minh, hết thảy đều bị bóng tối che giấu, mơ hồ chỉ có thể nghe lệ quỷ kêu rên. Không ai dám ở lâu, nhao nhao rút đi. Cấm khu quá tà dị, đi sớm sớm yên tâm. Mục lấy ảm đạm tinh huy,
Triệu công tử che lấy eo, khập khiễng trở về thác nước tiểu động phủ, cùng Thiên Vương Thánh Tử làm một hồi, bị thương không nhẹ, xong liền bị lũ ác linh đánh. Không còn ma châu uy hát iota, ác linh liền phá lệ hăng hái. Trùng hợp hắn là cái sống sinh linh, không đánh đánh ai vậy. Mãi đến vào động phủ, đuổi giết hắn ác linh mới chậm rãi thối lui, bọn hắn không chỉ sợ ma châu, có vẻ như cũng sợ mảnh này thác nước tiểu động phủ, dù có mạnh mẽ đến đâu ác linh, cũng không dám tới gần nơi này nửa phần. Không đến vậy hảo, Triệu Bân có thể an tâm chữa thương. Hắn là một cái kháng đánh chủ, thương tuy khốc liệt, nhưng khôi phục cũng sắp, chủ yếu là tâm tình thật tốt, ách nạn chi địa quả nhiên có tạo hóa, mở ra vĩnh hằng tiên vực dị tượng, chính là vận mệnh của hắn. 3 ngày sau, hắn từ trong lúc chữa thương tỉnh lại. Thừa dịp trời tối người yên, hắn trộm đạo ra động phủ. Hay là tìm ra lộ, hắn mang theo Long Uyên tại mở tối vòng tới vòng lui. Cái này nhất chuyển chính là 7, 8 ngày, đường ra không có tìm được, ngược lại là đụng không thiếu ác linh, trong lúc đó, còn đạp không thiếu hố, như một mảnh u lâm, tự đứng ngoài nhìn không có gì, đi vào chính là ô ương ương huyết nhân. Lộ ở phương nào? Như lời này, Triệu Bân một đường đều đang hỏi. Chân kỳ quái, vô luận như thế nào đi đều không chạy được ra ngoài, có như vậy mấy lần, còn đi lạc đường, cùng một nơi, vòng tới vòng lui đi ngang qua tầm vài vòng nhi, cuối cùng cảm giác lâm vào một cái mê cung. Lại là đêm, hắn leo lên một đỉnh núi nhỏ, vô tận thị lực mong nhìn tứ phương. Nhìn cũng là nhìn không, có thần bí sức mạnh che lấp, chứng kiến hết thảy đều là lờ mờ. Cũng đang bởi vì quá lờ mờ, có như vậy một túm tiểu lượng quang, mới hiển lên rõ phá lệ bắt mắt. Vật gì? Triệu Bân xem qua một mắt, tùy theo hạ sơn đầu. Đợi cho phương kia, mới thấy là một mảnh minh tịnh hồ bạc. Nhìn hồ bạc bốn phía, còn có hoa hoa thảo thảo, so sánh chỗ khác cằn cỗi, ở đây rất có sinh khí, đến nỗi mới vừa nhìn ánh sáng, chính là mảnh này hồ bạc, trong đó tựa như cất giấu đông tây. Triệu Bân tiến lên trước, đứng ở hồ bạn nhìn xuống. Hình ảnh để hắn kinh ngạc, trong nước càng là một đám lửa. Có ý tứ. Triệu công tử duỗi tay, đem ngọn lửa kia lấy ra. Quỷ dị chính là, hỏa diễm ra hồ bạc, lại hóa thành băng. Mà đem băng thả vào trong nước, không ngờ nhóm lửa mầm, chẳng những không có nhiệt độ, ngược lại băng hàn vô cùng, hắn lại đi đi về về cầm nhiều lần, tình trạng không có sai biệt, thế nào nhìn đều giống như đang thay đổi ảo thuật. Chuyển về đi nghiên cứu một chút. Triệu Bân mở rộng Lord of the Ring không gian, đem hồ bạc thu vào. Hồ để có cái gì chôn cất, là cái tiểu lư đồng, đã tan nát vô cùng. Đây là một cái đáng tiền đồ chơi, chế tạo lư đồng chất liệu rất bất phàm. Cứu ta! Nhìn thẳng lúc, chợt nghe một đạo yếu ớt tiếng cầu cứu. Triệu Bân thông suốt xoay người, hai mắt hơi híp nhìn tứ phương. Hắn xác định không phải huyễn thính, phía trước trong nháy mắt thực sự có người đang cầu cứu. Ai? Lão phu tại cái này. Triệu công tử hỏi một câu, trong bóng tối có đáp lại. Chỉ có điều thanh âm kia rất yếu ớt, khàn khàn cũng thương tang. Triệu Bân thu tiểu lư đồng, xách theo Long Uyên thận trọng đi qua. Hắn tìm được âm thanh tối nguyên sử, truyền lại từ một cái hố to, nói cho đúng là một cái giếng cổ, bên cạnh giếng mọc đầy cỏ dại, tỉnh khẩu cũng pha tạp không chịu nổi, không cẩn thận nhìn, không để ý có thể rơi vào. Ghé vào tỉnh khẩu nhìn xuống. Trong đó là lờ mờ một mảnh. Hắn nhiều phiên cảm giác, cũng không ngửi được có người sống khí tức. Ngươi là ai? Vẫn là vấn đề giống như trước, Triệu Bân lại hỏi một lần. Thật lâu, mới ngửi trong giếng có hồi âm, ta chính là Vân Thương Tử. Vân Thương Tử, Triệu Bân trong lòng một lời, xác định chưa từng nghe qua người này. Tiểu Hữu, cứu lão phu ra ngoài, ta tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Trong giếng lại truyền tới lời nói. Đối phương trạng thái nên không ra thế nào hảo, giải rác một lời, bừng tỉnh giống như đã dùng hết lực khí toàn thân, mỏi mệt yếu ớt. Êm đẹp, người chạy trong giếng làm gì? Triệu Bân thuận miệng vấn đạo. Lão phu là ngộ nhập, đi vào mới biết có cấm pháp. Vân Thương Tử thở dài nói. Ngài đều suýt nữa táng thân, càng không nói đến ta một cái huyền tiên. Ngươi không là bình thường huyền tiên, huyết mạch của ngươi rất mạnh rất khủng bố. Tung như thế, ta sợ cũng khó cứu ngươi. Triệu Bân ực một hớp rượu, cũng sẽ không ngốc lấy xuống, cấm khu vốn là quỷ dị, bây giờ tới một cái vật sống, càng quỷ dị hơn, cẩn thận mới là tốt. Ngươi bản nguyên có thể giải cấm pháp, Vân Thương Tử thanh âm yếu ớt đạo. Tiền bối, ta không phải là đứa trẻ 3 tuổi, Triệu Bân tự nhiên không nghe lừa gạt.
nếu không tin lão phu, có thể phái cái phân thân hạ tới. Vãn bối đang có ý đó. Triệu Bân tặc thực sự, thật sự hóa một đạo phân thân. Phân thân cũng tặc kính nghiệp, một bước nhảy vào giếng cạn bên trong. Triệu Bân thì liền phân thân ánh mắt, có thể gặp phía dưới cảnh tượng, cũng như ngoại giới, là một mảnh đen kịt, mãi đến đáy giếng, mới gặp có một vệt ánh sáng, chuẩn xác hơn nói, trong giếng là bên trong thành càn khôn. Đó là một vùng không gian tiểu thế giới, phương viên hơn trăm trượng. Tiểu thế giới không có gì khác thường đông tây, liền một tòa bia đá. Trên tấm bia đá cắm một cây ô hắc chiến mâu thì đóng một bộ khô lâu giá, mà khô lâu giá bên trên, thì nhuộm một tia tàn hồn, khi trước cầu cứu thanh âm, chính là từ cái này tàn hồn truyền đi. Triệu Bân nhìn rõ ràng, cũng có thể tự động não bổ. Người này nên xuống tầm bảo, vội ý đã trúng trong giếng cấm pháp, cũng chính là cái kia chiến mâu, lúc này mới bị đính tại trên tấm bia đá, vốn là tuyệt sát nhất kích, có thể người kia mạng lớn, có một tia tàn hồn còn sót lại. Gặp không có gì nguy hiểm, Triệu Bân bản tôn mới nhảy xuống tới. Hắn tiến tới trước tấm bia đá, trên dưới đánh giá ô hắc chiến mâu. Chiến mâu không đáng sợ, đáng sợ là điêu khắc ở trên đó bí văn, cũng chính là cái này quỷ quyệt bí văn, cầm giữ Vân Thương Tử tàn hồn, để hắn chỉ có thể sống nhờ tại khung xương bên trên, muốn đi lại đi không được. Tiền bối bị nhốt ở đây, nhiều năm rồi đi. Triệu Bân nhìn qua ô hắc chiến mâu, mới nhìn hướng khô lâu giá. 800 năm, Vân Thương Tử một tiếng ho khan. 800 năm cũng không phải rất dài. Triệu Bân lại tới một câu như vậy. So sánh Thương Khung, bị phong tử hải 8.000 năm, cái này 800 năm chỉ là số lẻ. Thực sự là nói vô tâm người nghe hữu ý, Vân Thương Tử bị hắn cái này một lời sặc đến không nhẹ, 800 năm cái nào. Hắn bị phong lại 800 năm, nấu dầu hết đèn tắt, nguyên thần đều mục nát, chỉ còn dư tàn hồn. Tuy là muốn chửi má nó, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng là chờ được một người sống. Hơn nữa, công việc này người hay là một cái đặc thù huyết mạch. Hắn không có lừa gạt Triệu Bân, này cấm pháp đích xác cần đặc thù huyết mạch có thể giải, bởi vì chiến mâu bí văn, chính là dùng đặc thù bản nguyên huyết, khắc lên đi, lúc này mới tạo ra được cấm pháp chi quái lực. Tuế nguyệt quá lâu, quái lực đã không còn sót lại chút gì. Nhưng, cái kia bí văn vẫn như cũ có đáng sợ gò bó lực. Như tại trạng thái đỉnh phong, hắn tất nhiên là không sợ, vấn đề là chỉ còn dư tàn hồn, căn bản không sử dụng ra được sức mạnh, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực phá phong ấn, mà cái này tiểu huyền tiên, chính là đặc thù huyết mạch ngoại lực. Ngươi nói tạo hóa là cái gì? Triệu Bân vấn đạo. Bia đá này ép xuống bảo vật, Vân Thương Tử thoại ngữ ung dung. Bảo vật, Triệu Bân nghe xong nhíu mày, tùy theo ngồi xổm ở dưới tấm bia đá, không quên dùng kiếm chọc chọc, mặt đất rất là cứng rắn, đâm âm vang vang dội, cẩn thận một nhìn, lại cũng có bí văn lưu truyền. Hắn mở tiên nhãn, dục vọng xuyên phía dưới. Như vậy xem xét, bị hoảng hai mắt bôi đen. Là che lấp chi pháp, đã cách trở hắn tiên nhãn nhìn lén. Thật có bảo bối sao? Triệu Bân đứng dậy, huy kiếm bổ tới. Bịch thanh âm tùy theo vang vọng, hắn một kiếm như bổ vào thép tấm bên trên, cứng rắn tuyệt không phải mặt đất, mà là trong đó khắc ấn bí văn, nhưng vẫn đi lưu chuyển, đem kiếm của hắn uy tháo sạch sẽ. Hắn không tin tà, ruông ruông lại chặt hai kiếm. Vẫn không có phá vỡ, thậm chí ngay cả nửa chút đều không rung chuyển. Mặc bạch tốn sức, người không phá nổi. Vân Thương Tử ung dung một lời. Xong, hắn lại kiệt lực bồi thêm một câu, giải cứu lão phu, ta dạy ngươi phá trận chi pháp. Phía dưới là vật gì? Triệu Bân đứng lên. Như lão phu đoán không sai, hẳn là tuyệt trần thiên mệnh. Vân Thương Tử đạo. Cái gì là, tuyệt trần thiên mệnh? Triệu công tử một mặt hiếu kỳ, là đầu trở về nghe nói. Đó là một loại đặc thù nguyên thần chi lực, ngưng tụ tinh túy, tan chi có thể trợ nguyên thần thuế biến, như khí vận đầy đủ, còn có thể dưỡng ra thiên mệnh chi lực, đó là một loại rất sức mạnh thần kỳ. Này ngược lại là tân tiên, Triệu công tử bán tín bán nghi. Nguyệt thần truyền cho hắn huyền môn thiên thư, cũng không tuyệt trần thiên mệnh giới thiệu. Đến nỗi là có hay không như mây thương tử lời nói, chỉ cần phá phong ấn mới biết được. Cứu ta, lão phu truyền cho ngươi phá phong chi pháp. Vân Thương Tử lại nói. Dễ nói, Triệu Bân giơ lên tay, ngưng luyện một hai tích bản nguyên chi huyết. Hắn đã nghiên cứu qua, lấy máu nhuộm tại chiến mâu bên trên, có thể tự đẩy ra bên trên bí văn. Sự thật xác thực như thế, chiến mâu nhiễm máu của hắn, ông run lên, bên trên bí văn thì tại lưu truyền, một đạo tiếp lấy một đạo liễm ở vô hình,
mãi đến chiến mâu quang huy, triệt để tan hết mới thôi. Ông! Triệu Bân một tay rút chiến mâu, tiện tay bỏ vào Lord of the Ring. Chiến mâu rút ra trong nháy mắt, Vân Thương Tử xương cốt đỡ, cũng hóa thành cho bụi. Đích xác tuế nguyệt quá lâu, nhục thân đều bị phong hoa, tồn lưu ở dưới chỉ hắn một tia tàn hồn. Đa tạ! Vân Thương Tử tàn hồn, tung bay ở giữa không trung. Hắn lời nói mặc dù mỏi mệt, lại có một loại giải thoát, 800 năm thời gian, tất cả mờ tối trải qua, đây là một loại sống còn khó chịu hơn chết dày vò cùng khổ sở, hôm nay. Hắn cuối cùng là giải thoát rồi. Triệu Bân không thúc giục, dù sao cũng phải cho người ta thời gian nghỉ ngơi. Vân Thương Tử đích xác cần nghỉ ngơi, thật lâu cũng không thấy ngôn ngữ. Mãi đến hắn tàn hồn, nhiều một tia sinh cơ, hắn mới trôi dạt đến Triệu Bân bên cạnh thân, vòng quanh Triệu Bân. Tới lui xoay quanh nhi, một bên chuyển còn một bên nói thầm không ngừng, đây là vĩnh hằng tiên thể. Tiền bối sợ là nhìn lầm rồi, Triệu Bân cười nói. Tiểu bối, ngươi rất cẩn thận cái nào. Vân Thương Tử cũng cười. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lão phu là ngoài ý muốn, vĩnh hằng một mạch lại còn có truyền thừa tại thế. Nếu không thì, ngài trước tiên truyền ta phá phong chi pháp, Triệu Bân tính thăm dò đạo. Lão phu nói lời giữ lời. Vân Thương Tử treo ở Triệu Bân bên cạnh thân, lấy thần thức truyền âm. Ân cứu mạng hắn phải hồi báo, đợi 800 năm, tiểu gia hỏa này chính là của hắn quý nhân. Bia đá chính là phong ấn trận cước. Trước tạm dùng bản nguyên bước ra cất dấu bí văn. Mong muốn gặp cái kia phong chữ, đó là chướng nhãn pháp. Giếng cổ dưới đáy, Vân Thương Tử thoại âm đâu vào đấy, hắn là một cái phòng thủ cam kết lão tiền bối, thật tại truyền Triệu Bân phá trận chi pháp. Bởi vì hắn cũng nghĩ nhìn một chút, phía dưới này là có hay không có tuyệt trần thiên mệnh. Triệu Bân rất tự giác. Vân Thương Tử nói như thế nào hắn liền như thế nào làm. Hắn thấy, lão đầu nhi này cũng không có lừa gạt hắn tất yếu, bởi vì đối phương mệnh, còn tại trong tay hắn nắm vuốt đâu. Chỉ một tia yếu ớt tàn hồn, cơ hồ không có chút nào chiến lực, diệt hắn không khó. Đương nhiên, lòng cảnh giác tất nhiên là không thể thiếu. Vạn nhất tấm bia đá này phía dưới. Cất giấu đáng sợ chi vật đâu. Theo Vân Thương Tử lời nói, hắn lấy bản nguyên bước ra trên tấm bia đá bí văn. Phía sau, hắn đều từng cái làm theo. Lão đầu nhi này cũng đích xác không có lửa hắn, truyền thụ cho giải phong chi pháp đều chính xác không sai. Bia đá thay đổi hình thái, một cái hư ảo phong chữ phá lệ chói sáng, đây là một cái chướng nhãn pháp. Phá! Cùng với Triệu Bân một tiếng lạnh quát, một kiếm bổ ra bia đá. Tùy theo, thì thấy một cỗ rộng rãi chi lực, từ lòng đất cuồn cuộn mà ra. Là tuyệt trần thiên mệnh. Vân Thương Tử cười nói, còn chưa đi vào liền kết luận. Hắn vì sao như vậy chắc chắn lạc, bởi vì hắn tan qua tuyệt trần thiên mệnh, nếu không phải nguyên thần có thuế biến, hắn cái này tàn hồn cũng không khả năng chống đỡ 800 năm, đó là một loại kỳ vật, có thần kỳ chi lực. Thật là tinh thuần nguyên thần chi lực. Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ, một bước bước vào lòng đất. Dưới tấm bia đá cũng có khắc càn khôn, là một mảnh thương hải. Hắn mới đi vào, thì thấy một mảnh hơi nước trắng mịt mờ tiên quang, hoặc có lẽ là hơi nước trắng mịt mờ cát bụi, dòng chơi phiêu phù ở giữa không trung, bởi vì bao phủ quang hoa, chợt nhìn tưởng rằng một mảnh quang. Nó lộ ra một cỗ thương tang khí, không biết ở đây tung bay bao nhiêu năm. Nó cũng rất tà dị, rõ ràng không có linh tính, lại diễn có linh dị tượng. Cái kia, chính là tuyệt trần thiên mệnh. Vân Thương Tử cười nói, tàn hồn còn hơi run một chút một chút. Nói thực ra, hắn tặc hiếm có cái này vật nhi, như mang về dung, nguyên thần còn có thể thuế biến, vốn lấy hắn bây giờ cái trạng thái này, hay không mơ ước hảo, tiết kiệm tiểu bối này một trưởng đem hắn diệt. Cướp bảo bối, cũng là cần vốn liếng. Hắn ngược lại là muốn đi, lại là hữu tâm vô lực. Cấm khu khắp nơi là hố, sợ không đợi ra ngoài liền bị ác linh nuốt, còn phải gửi hy vọng ở tiểu bối này. Đã chờ lấy nhân ra cứu mạng, hắn phải lấy ra chút nhi thành ý tới, vạn không thể có ý nghĩ xấu. Tạ tiền bối quà tặng. Triệu Bân nở nụ cười, cách không dò xét tay. Nhiên, không đợi hắn chạm đến tuyệt trần thiên mệnh, thì thấy hư vô lôi minh vang dội, có một đạo lôi kiếm đánh xuống, một đòn này tới quá đột ngột, chớ nói Vân Thương Tử, liền Triệu công tử đều không thế nào phản ứng lại. Phốc, màu vàng huyết quang, tùy theo bắn ra. Triệu Bân một đầu tay. Tại chỗ bị chém rụng. Đến nỗi Vân Thương Tử, cũng gặp lôi đình kiếm uy, nếu không phải bước ngoặt nguy hiểm, có Triệu Bân che chở hắn, hắn tại chỗ liền thăng thiên, quỷ hiểu được tuyệt trần thiên mệnh chung quanh,
còn giấu giếm đáng sợ sát trận. Hai bọn họ nên may mắn tuế nguyệt quá xa xưa, sát trận hư hại không thiếu. Nếu là không sứt mẻ chu sát trận pháp, chỉ nhất kích liền có thể đem hai người đẩy vào quỷ môn quan. Triệu Bân vô ý thức lui lại, điều động bản nguyên tiên lực, cường thế khử diệt xâm nhập khí lực bên trong sát ý, mà hắn đánh mất một đầu tay, thì tại vạn pháp trường sinh quyết phía dưới, nhanh chóng tái tạo đi ra. Tái sinh chi lực, Vân Thương Tử trong lòng một tiếng kinh ngạc. Chờ nhìn lén một phen sau, hắn càng kinh dị hơn, vạn pháp trường sinh quyết. Hắn là Đại La Tiên Tông người, đây là Vân Thương Tử tâm ngữ, bởi vì cái này vạn pháp trường sinh quyết, là Đại La Tiên Tông bí mật bất truyền, mạch này truyền thừa đều nhân tài, cũng là kháng đánh chủ. Chanh! Triệu Bân tay cầm Long Uyên, huy kiếm câu lạc một đạo tinh hà. Giấu tại hư vô sát trận, bị hắn một kiếm bước đi ra. Thực sự là tuế nguyệt quá lâu, sát trận đã không hoàn chỉnh, trong đó rất nhiều bí văn đều yếu ớt không chịu nổi, cũng chính vì vậy trận có nghiêm trọng thiếu hụt, vừa mới cái kia một tia chớp kiếm, mới không cần cái mạng nhỏ của hắn nhi. Phá phương đông trận cước, Vân Thương Tử chậm chậm nói, treo ở Triệu Bân bên cạnh thân. Tiền bối đối với trận pháp nên rất có tạo nghệ, Triệu Bân cười nhìn về phía phương đông. Ra lông mà thôi, Vân Thương Tử một lời thâm trầm, khó che giấu là lúng túng. Hắn cái gọi là gia lông, kỳ thực rất có nghiên cứu, hết lần này tới lần khác đối với trận pháp rất có tạo nghệ hắn, bị pháp trận lừa. Ngự kiếm phi tiên, Triệu Bân huy kiếm chỉ phía xa phương đông. Liên miên kiếm quang bay vụt, thành một mảnh kiếm vũ chém về phía phương đông. Phe kia trận văn cực kỳ yếu ớt, bị kiếm quang từng đạo chặt đứt, ba cặp đại trận mất đi uy lực, tàn phá bừa bãi sấm sét cũng theo đó tán đi, chỉ còn dư cái kia phiến tuyệt trần thiên mệnh, trong hư không rong chơi. Triệu Bân lại một lần lấy tay. Tuyệt trần thiên mệnh đều bị lấy ra. Vân Thương Tử tự giác ra khỏi rất xa, bởi vì thiên mệnh chi lực rất bá đạo, hắn trạng thái không tốt, chịu không được sóng gió, cũng nhìn không được sức mạnh bực này, hắn quà tặng, chỉ có thể là tiểu bối này tạo hóa, mặc dù không có cam lòng, có thể đây chính là bây giờ thực tế, có thể có mệnh tại cũng không tệ rồi. Bên này, Triệu Bân đã nhặt một tia tuyệt trần thiên mệnh, quấn quanh ở đầu ngón tay xem đi xem lại. Cái đồ chơi này rất kỳ dị, đúng như nguyên thần chi lực ngưng kết sau áp xúc tinh hoa. Đương nhiên, vật này không chỉ ngưng kết áp xúc đơn giản như vậy, nó không phải bình thường nguyên thần chi lực kết tinh, trong đó ngầm lực lượng thần bí, có lẽ chính là Vân Thương Tử nói tới thiên mệnh chi lực, rất mạnh rất bá đạo. Tuyệt trần thiên mệnh, cũng chỉ thiên mệnh chi thể mới có. Vân Thương Tử lại nói, thiên mệnh chi thể ta nghe qua, Triệu công tử một bên nghiên cứu tuyệt trần một bên trả lời. Huyền môn trong thiên thư, có này huyết mạch giới thiệu, là một mạch cổ lão truyền thừa, vừa treo thiên mệnh hai chữ, từ tiên thiên lo liệu đại khí vận, nói điểm trực bạch nhi, cái này huyết mạch rất được thượng thương yêu mến. Nơi này yêu mến, là chỉ đối đạo cùng pháp tác lực tương tác. Không nghĩ, bọn hắn nguyên thần cũng so trong tưởng tượng càng thêm thần kỳ. Chớ coi lại, tinh hoa đang chảy mất, Vân Thương Tử nhắc nhở một tiếng. Triệu Bân vội vàng hoảng thu suy nghĩ, tùy theo ngồi xếp bằng. Hắn vận chuyển công pháp, chậm rãi hấp thu, thiên mệnh tuyệt trần cũng như một mảnh quang, toàn bộ đem hắn lồng mộ, từ hắn huyệt vị chảy vào bên trong cơ thể. Tinh hoa nhập thể. Triệu Bân chợt cảm thấy nguyên thần chấn động. Tạo hóa mở màn, tuyệt trần thiên mệnh thần kỳ chi lực, một chút xíu từng sợi khắc vào hắn nguyên thần, thật sự trợ hắn nguyên thần thuế biến, hơn nữa còn nảy sinh một loại sức mạnh, là thiên mệnh chi lực. Diệu. Triệu Bân trong lòng một lời, toàn bộ nguyên thần đều nở rộ tia sáng. Vân Thương Tử một tiếng ho khan, lại sau này thối lui, liền sợ bị dư ba. Hắn cũng có thở dài, nhìn cái kia hâm mộ, đây chính là cái đại tạo hóa a. Triệu Bân đã tâm thần sa vào, một bên hấp thu tuyệt trần một bên cảm thụ thiên mệnh chi lực, nguyên thần thuế biến, thời khắc nương theo, vĩnh hằng tiên thể khí lực, đối với sức mạnh bực này, một chút đều không bài xích. Hắn lại đến vong ngã chi cảnh, nguyên thần lại thoát ly nhục thân. Mà sáng chói tuyệt trần thiên mệnh liền vần quanh tại hắn nguyên thần tả hữu. Hắn thuế biến còn tại trong tĩnh lặng kéo dài, khi thì sẽ có đạo âm vang vọng, mà hắn vĩnh hằng dị tượng, cũng ở đây một lát diễn hóa, đã dung nạp thiên mệnh chi lực, cũng như thiên mệnh sáp nhập vào nguyên thần. Hảo tiểu tử! Vân Thương Tử một tiếng thổn thức, vô ý thức đến gần một bước. Lúc trước không hay biết cảm giác, tiểu bối này nguyên thần lại cũng bất phàm như thế. Ngươi làm gì? Gặp Vân Thương Tử lại gần. Long Uyên kiếm nhảy ra ngoài. Nó trung thành hộ chủ, liền sợ lão đầu nhi này đối với Triệu Bân bất lợi.
Nghe hắn một tiếng gào to, Vân Thương Tử lòng có kinh ngạc, thanh kiếm này có vẻ như rất có nhân tính a. Huyền tiên cấp pháp khí lại có như thế linh trí, hơn nữa này kiếm rất bất phàm, có quỷ quyệt chi lực giấu tại trong kiếm. Lui về phía sau rút lui, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Long Uyên một hồi ông rung động, một bên tán loạn một bên mù gào to. Hàng này cũng không phải hù dọa người, kiếm uy cùng kiếm ý đều dị thường bá đạo. Vân Thương Tử gượng cười, lại vội vàng hoảng lui ra ngoài, liền sợ thanh kiếm này thẳng thắn, thật đem hắn diệt, chỉ còn dư một tia tàn hồn, hắn thật sự lúng túng a. Lại bị một cái huyền tiên cấp pháp khí nhiếp lui. Cái này còn tạm được. Long Uyên lại trở về Triệu Bân bên cạnh thân, một tấc cũng không rời trông coi. Trên thực tế, cho dù Vân Thương Tử tới, cũng đối Triệu Bân không tạo được gì tổn thương, trái lại Triệu công tử, diệt đối phương một tia tàn hồn, chỉ cần nhất kích liền đủ, không có cái này sức mạnh hắn cũng không dám cứu người cái nào. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân nguyên thần mới quay về nhục thân. Cũng là một cái chớp mắt này, hắn khí lực có ba âm thanh truyền ra. Song chính là một vệt kim quang, từ hắn đỉnh đầu trùng tiêu mà đi, tại hư không bày ra cực khác tượng, chính là một loại tu vi tiến giai chi tượng. Huyền tiên đệ bát trọng tu vi, toại nguyện phá vỡ mà vào đệ cửu trọng. Mà biến hóa lớn nhất, hay là hắn nguyên thần. Tan tuyệt trần thiên mệnh, hắn nguyên thần đã là thoát thai hoán cốt. Ít nhất tại Vân Thương Tử xem ra, cái này huyền tiên tiểu bối nguyên thần, đã mạnh đến viễn siêu cùng cấp bậc, thật không hổ là vĩnh hằng một mạch truyền thừa, vẻn vẹn nội tình này cùng căn cơ, cùng giai liền chưa có người có thể so sánh. Hô! Triệu Bân lại mở con mắt lúc, ánh mắt thâm thúy không thiếu. Thần kỳ thiên mệnh chi lực, để hắn cảm giác rất mỹ diệu. Tiểu hữu là đại la tiên tông người, Vân Thương Tử nhẹ nhàng đi qua. Xem như thế đi, Triệu Bân cười đứng dậy, tiện tay ôm hồ lô rượu. Khó trách ngươi thông hiểu trường sinh quyết, Vân Thương Tử cười nói. Xong việc, hắn lại bồi thêm một câu, ta cùng đại la tiên tông rất có ngọn nguồn. Nói một chút, Triệu Bân thuận miệng hỏi một câu. Đồ nhi ta thúc tổ sư đệ đích tôn tử thê tử cô. Là đại la tiên tông người. Người cái này ngọn nguồn, vẫn rất xa. Triệu công tử bên cạnh con mắt, trên dưới quét đo một mắt Vân Thương Tử. Lão đầu nhi này sợ là đang lừa dối hắn, cái này nhiều quan hệ phải bẻ ngón tay mới tính được là rõ ràng. Vân Thương Tử lại một tiếng ho khan, quan hệ là phức tạp một chút, nhưng hắn nói cũng là sự thật, quay tới quay lui một vòng lớn nhi, hắn liền nghĩ cùng Triệu Bân trèo cái thân thích, đừng đem lão phu bỏ vào cái này mới tốt. Hắn dụng tâm lương khổ ngụ ý, Triệu Bân tất nhiên là hiểu. Cho dù không có quan hệ này, hắn cũng sẽ không bỏ lại Vân Thương Tử. Hắn sau này còn muốn đi Hồng Hoang Đại Lục, còn muốn đi Đại La Tiên Tông, cần tìm người chỉ đường mới được, mà Vân Thương Tử, chính là người chọn lựa thích hợp nhất, hẳn sẽ không đem hắn đưa đến trong khe đi. Vãn bối sẽ không bỏ ngươi lại, Triệu Bân cười đưa tay ra. Ta không nhìn lầm người, Vân Thương Tử tàn hồn quấn ở Triệu Bân trên cổ tay. Triệu Bân không nhiều lời, lại một bước ra Thương Hải tiểu thế giới. Ngươi là tiên tông mấy đời đệ tử, Vân Thương Tử lại lôi kéo làm quen. Sư tôn ta, là không Niệm Thiên, Triệu Bân thuận miệng giật cái hoang. Không, Niệm Thiên Vân, Thương Tử tàn hồn run lên, ngữ khí có chút kinh ngạc. Không Niệm Thiên bối phận cũng không là bình thường cao, sẽ có một cái huyền tiên cấp tiểu đồ nhi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối, tiểu tử này là vĩnh hằng tiên thể. Cũng không phải bình thường huyết mạch, có này nội tình, có này nghịch thiên huyết thống, lão gia hỏa sợ là đều cướp thu đồ nhi, đơn giản tu vi hơi kém. Như vậy tính toán, lão phu còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Vân Thương Tử trong lòng thầm nhủ, cũng không biết là từ chỗ nào bàn về bối phận. Vô luận đều nào tính, hắn bối phận cũng không sánh nổi không Niệm Thiên đồ nhi. Đêm, Triệu công tử lại như một cái cô hồn dã quỷ, tại cấm khu vòng tới vòng lui. Cùng hắn một khối chuyển, còn có Vân Thương Tử, Triệu Bân không biết không phải đường ra, hắn cũng tương tự không biết, trước kia hắn lúc đi vào, vốn là mơ mơ hồ hồ, song ngay tại trong giếng bị vây 800 năm. Tiền bối, người đối với cấm khu hiểu bao nhiêu? Triệu Bân một bên tìm một bên hỏi. Nghe tổ tiên tiền bối nói, cấm khu tiền thân, chính là Sa Thiên Thánh mà, chẳng biết tại sao gặp hủy diệt, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, mới từ từ diễn hóa trở thành một vùng cấm địa. Vân Thương Tử thoại ngữ ung dung. Nguyệt thần có phải hay không cùng với có liên quan? Triệu Bân lại hỏi. Nghe đồn, lục thế Nguyệt thần năm tại không bao lâu, chính là Sa Thiên Thánh mà thần nữ. Vân Thương Tử nói, đã từng có người nói,
Lục Thế Nguyệt Thần trước kia chính là ký danh đệ tử, đến nay không thể nào khảo chứng. Triệu công tử nghe sờ cằm. Thần nữ cũng tốt, ký danh đệ tử cũng được. Lục Thế Nguyệt Thần cùng Sa Thiên Thánh mà tất có ngọn nguồn, còn có Ngộ Đạo Thạch, có Nguyệt Thần hư ảnh lạc ấn hiện ra, đây cũng là một rất tốt chứng minh. Tiền bối có thể nhận ra nàng. Thật lâu, Triệu Bân mới lật ra một bộ bức tranh, bên trên vẽ chính là Vân U Cốc Chủ, cùng Ngộ Đạo Thạch một dạng, cũng là từ thác nước động phủ tìm được. Không nhận ra, Vân Thương Tử trả lời chắc chắn. Triệu Bân lại thu bức tranh, tiếp tục tìm kiếm đường ra. Địa phương giống nhau, hắn lại đi đi về về chuyển tầm vài vòng nhi, tất cả bởi vì cái kia lực lượng thần bí ngộ lừa dối, đi tới liền lệch, nghiêng 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 liền đến quay lại vòng, mà còn có ác linh quấy rối. Hắn lại định thân, chính là một tòa tàn phá cung điện. Trong điện hiện đầy cho bụi, vách tường thạch trụ đều đã pha tạp. Còn có nơi đây cấm chế, cũng bởi vì tuế nguyệt quá lâu mà mất năng lực. Hồng Hoang đại lục cách này cũng không gần, người sao lưu lạc đến mảnh tinh vực này. Vân Thương Tử vấn đạo, kỳ thực là đang nói nhảm, bởi vì đối với Triệu Bân thân phận, hắn còn ôm cuối cùng một phần chất vấn. Theo ta sư bá tới du lịch, Triệu Bân lại mở ra lừa gạt người hình thức. Người sư bá cũng là tâm lớn, dám nhường ngươi vào cấm khu. Vân Thương Tử thổn thức. Sư bá nói, cái này cũng là một loại tu hành. Triệu Bân vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa. Đang khi nói chuyện, Triệu Bân đứng ở một mặt tường dưới vách đá, bên trên có đồ văn khắc họa, dị thường cổ lão, miêu tả nên Sa Thiên Thánh mà khai sáng lịch sử, trừ này, liền lại không hữu dụng bí tân. Cuối cùng xem qua một mắt, hắn quay người rời đi. Này cung điện tuy là tàn phá, lại dị thường khổng lồ. Hắn đi chỗ sâu, nhưng số nhiều cung điện đều đã đổ sụp. Nhìn thiên không, đi tới một chỗ, Vân Thương Tử đột nhiên một lời. Triệu Bân vô ý thức ngước mắt, con mắt ngừng lại sáng lên. Phiến thiên địa này vô thần bí lực lượng che lấp, có thể trông thấy thanh minh tinh không, có thanh minh tinh không, tự có thể nhìn thấy thiên tượng tinh tượng, đây là một cái điểm tốt, ít nhất có thể xác định chính mình ở nơi nào. Lão Phu hiểu sơ tinh tượng, Vân Thương Tử một lời thâm trầm. Triệu Bân không có trả lời, nhìn tinh tượng bực này việc cần kỹ thuật, hắn cũng hiểu sơ. Hai người đều rơi vào trầm mặc, đều đang nghiên cứu tinh tượng. Từ bên trong có thể tìm được đường ra. Nếu không thì thế nào nói là tiền bối, Vân Thương Tử cũng không phải là đang khen lớn, hắn đối với nhìn tinh tượng đích xác rất có tạo nghệ, đã mơ hồ tìm được một đầu đường ra, Triệu công tử dù chưa ngôn ngữ, nhưng hắn cũng nhìn không sai biệt lắm. Thì ra là thế, chính xác đại càn khôn, Vân Thương Tử cười cười. Đường ra không tại tứ phương, tại minh mông thiên khung. Triệu Bân chậm rãi nói. Lời này vừa ra, Vân Thương Tử một tiếng kinh ngạc. Người vậy mà cũng hiểu tinh tượng. Sư tôn ta thế nhưng là không niệm thiên, Triệu Bân lại hí kịch tinh phụ thể. Làm cho cái này quên, Vân Thương Tử ho khan, mặc dù cũng là tiên vương, nhưng hắn cái này đạo hạnh, còn chưa đủ cho không niệm thiên sách dày đây này. Đại La Tiên Tông chi chủ, đó là hữu vọng phong thần kỳ nữ. Thực sự là thần. Triệu Bân thì không ngừng thổn thức nhìn minh mông thiên khung. Ai sẽ nghĩ đến đường ra lại bầu trời. Khó trách ở phía dưới tìm không ra. Hắn không trì hoãn, tiện tay cầm một cái la bàn, đã xác định đường ra tại thiên không, nhưng mà phương hướng đi. Đắc lực la bàn định vị, cái này cũng là Vân Thương Tử suy nghĩ, dù sao cấm khu càn khôn đã hỗn loạn. Đó là khảm vị cùng càn vị, người đừng lộng lăn lộn. Ta nhận ra la bàn, ta đây không phải đang diễn biến đi. Diễn biến cũng phải trước tiên nhắm ngay tinh tượng, người cái này có thể tìm đúng sao? Hai người ngươi một lời ta một lời, một bên nghiên cứu tinh tượng một bên điều khiển la bàn. Không có một chút việc cần kỹ thuật, sao có thể tìm đối phương hướng về phía, may mắn là hai người đều hiểu. Giống. Nhìn thẳng lúc, chợt nghe một hồi tiếng gầm. Vân Thương Tử nghe ngóng, trơn tru trở về Triệu Bân là cổ tay. Triệu Bân thì một cái chớp mắt trách mắt, có thể gặp sụp đổ cung điện phía dưới, leo ra ngoài một cái kỳ quái đông tây, ân. Cũng chính là ác linh, tuy có thân người. Lại là ba đầu sáu tay, toàn thân ngăm đen. Tối nay, ánh trăng không tồi. Chớ nhiều lời, chạy a. Vân Thương Tử một tiếng gào to, tàn hồn từng đợt cự chiến. Ác linh đi, trong cấm khu có rất nhiều, nhưng cái này chỉ ác linh khác biệt. Hắn so với bình thường ác linh cường đại, ước mặc đoán chừng tu vi, phải là thái hư cấp, một cái tát là có thể đem huyền tiên đánh thành cho bụi. Triệu Bân không động, chỉ nhìn một mắt Lord of the Ring. Hắn có tiên vương cấp khôi lỗi,
không sợ cái này ác linh. Hắn ngược lại là không sợ, Vân Thương Tử này liền có chút mắc đái. Giống. Ác linh rít lên một tiếng, tựa như tia chớp giết đến. Cùng một trong nháy mắt, Triệu Bân thả ra Hạo Thiên Khôi Lỗi. Ai nha? Vân Thương Tử kinh ngạc, tiểu tử này lại có Tiên Vương Khôi Lỗi. Đại La Tiên Tông đệ tử, bây giờ đều như vậy trang bị tinh lương. Chanh! Hạo Thiên như kiểu quỷ mị hư vô giết ra, một kiếm sinh bổ ác linh. Nhiên, cái này ác linh quỷ dị vô cùng, vừa bị sinh bổ liền có phục hồi như cũ, trong miệng còn phun ra liệt diễm hóa quang, thành một đạo máu đỏ tươi mang, lại cho Hạo Thiên thân thể chọc lấy cái lỗ thủng. Diệt! Triệu Bân trong lòng một quát, cho Hạo Thiên xuống chu sát mệnh lệnh. Hạo Thiên từ không biết đau đớn, lần thứ hai cho ác linh sinh bổ, lần này hắn động tác tặc trơn chu, không đợi ác linh khôi phục, liền lại liên tiếp bổ hai đao, tháo đối phương đầu người, cũng chặt căn cơ. Giống. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ác linh ầm vang ngã xuống đất. Nó hóa thành huyết thủy, mang theo mùi hôi thối, sáp nhập vào ô hắc đại địa. Sự tình đến cái này cũng không xong, này ác linh mặc dù táng diệt, có thể toàn bộ cung điện phế tích đều một hồi ông rung động, đại địa càng là ầm ầm một hồi, hung thần âm lãnh ác niệm, như hải nhất bàn từ lòng đất cuồn cuộn. Còn có, Triệu Bân lông mày nhíu một cái. Vân Thương Tử cũng chiến lợi hại, ở đây lại tàng nhiều như vậy ác linh. Cái thứ nhất ác linh bị chạm, huyết khí của nó tỉnh lại ẩn núp thực chất đồng loại. Nhanh, Vân Thương Tử vội vàng hoảng nhắc nhở. Triệu Bân không nói nhảm, lại một lần cầm la bàn. Nhiều như vậy cường đại ác linh, Hạo Thiên có thể không chống được bao lâu, trước đó phải tranh thủ tìm phương vị. Giống. Gầm nhẹ cùng tiếng gầm gừ rất nhanh vang lên, bốn phương tám hướng đều là. Ác linh số lượng rất nhiều, một cái tiếp một con từ lòng đất leo ra, hơn nữa, chiến lực đều không kém, nếu là xông lên, chớ nói một cái tiểu huyền tiên, liền Tiên Vương Khôi Lỗi đều có thể đánh thành cặn bã. Tiền bối, người phải giúp hỗ trợ a, Triệu Bân kêu. Lão phu chỉ một tia tàn hồn, làm pháo hôi đều không đủ. Vân Thương Tử cười khan nói. Ta có bí bảo, Triệu Bân lật tay lấy ra Hạo Thiên Ấn, đây chính là Hạo Thiên bản mệnh pháp khí, hàng thật giá thật Tiên Vương. Minh, hắn cần hao tổn tuổi thọ thôi động, nhưng Vân Thương Tử khác biệt. Lão nhân này đạo hạnh không tầm thường, trước khi chết là một tôn Tiên Vương. Cái tầng quan hệ này như vậy đủ rồi, tàn hồn làm khí linh phù hợp. Tiên Vương pháp khí. Vân Thương Tử tàn hồn run lên một cái, nên lại bị kinh động. Phía trước có Tiên Vương Khôi Lỗi, cái này lại tới Tiên Vương pháp khí, tiểu tử này quả nhiên trang bị tinh lương. Tiền bối, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Vân Thương Tử tự hiểu Triệu Bân ngụ ý, đây là muốn để hắn làm khí linh a. Vì mạng sống, làm khí linh cũng không gì, hắn từ Triệu Bân cổ tay bay ra, chui vào Hạo Thiên Tháp bên trong, Triệu Bân thì tiên lực lăn lộn, huyết mạch bản nguyên cũng một hồi mãnh liệt. Không giới hạn rót vào tháp chung. Ông, hai người hợp lực thôi động phía dưới, Hạo Thiên Tháp quang mang đại thịnh. Tiên Vương cấp pháp khí không phải là dùng để trưng cho đẹp, che lại phiến thiên địa này. Nhiên, ác linh không sợ chết, một đầu tiếp một con chiêu cái này va chạm, một bộ không xé nát cái này vật sống, không coi là xong tư thế, bọn chúng có nội tình này, Tiên Vương Khôi Lỗi cùng pháp khí không chống được bao lâu. Cho ta nổ. Triệu Bân hóa ra một mảnh phân thân. Cũng mang ra từng chiếc chu tiên nô xe. Ác linh quá nhiều quá hung hãn, dùng vũ khí chiến tranh, có vẻ như so bí pháp thực dụng hơn nhiều. Cho ta, xạ. Chúng phân thân cùng kêu lên hét lớn, giải chu tiên xe nỏ cấm chế. Sau đó chính là một cái cảnh tượng hoành tráng, vạn tên cùng bắn cuồng oanh loạn tạc. Còn có cái này hiếm vật nhi. Vân Thương Tử thổn thức, tiểu bối này hoa văn thật nhiều a. Nhưng, cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì nơi này là cấm khu. Ác linh gầm thét cùng kêu rên vang dội đầy phế tích, một đầu tiếp một con ngã xuống, vẫn còn che già măng mọc, máu của bọn nó khí hình như có ma lực, rước lấy càng nhiều ác linh, là ô ương ương một mảng lớn. Còn chưa tìm ra, Hạo Thiên Tháp chung, truyền ra Vân Thương Tử hét lớn. Nhanh, Triệu Bân một tay nắm la bàn diễn biến, khi thì sẽ ngửa mặt lên trời nhìn. Mấy trăm hơn ngàn chồng biến hóa, hắn cái này cần ai cá nếm thử. Không thể có sai lầm. Càng nhiều ác linh chiêu cung điện phế tích đánh giết mà đến, không thiếu cường đại, ô gào thanh chấn rung động linh hồn, trong đó có như vậy một đầu, còn phá lệ hung hãn, suýt nữa một trưởng đem Hạo Thiên đánh tan trống. Nhìn Hạo Thiên Ấn, tia sáng cũng yếu đi không thiếu.
là Vân Thương Tử hồn lực không tốt, đã không chịu nổi. Đến nỗi Chu Tiên Nô, lực sát thương tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi ác linh quá nhiều, cường đại lũ ác linh, đều da dày thịt béo, căn bản vốn không sợ cái đồ chơi này, cho dù là chịu mấy lần cũng không quá lớn ngại. Liền cái này, Triệu Bân ánh mắt lóe sáng. Hắn phất tay áo thu la bàn, cũng theo đó thu Chu Tiên Nô xe. Hạo Thiên Khôi Lỗi bổ diệt một đầu ác linh, cùng Hạo Thiên Tháp cùng nhau quay về. Đi! Triệu Bân một cái tiên nhãn thuấn thân né qua công phạt, xông thẳng thiên tiêu mà đi. Đến mở mịt hư không, hắn một kiếm đâm vào Thương Miểu, vén lên càn khôn liệt phùng. Hắn như một vệt ánh sáng hoàng chui vào. Theo hắn đi vào còn có một đạo u mang. Đó là một đầu cường đại ác linh tuyệt diệt công phạt. Phốc! Huyết quang chợt hiện. Triệu Bân nửa thân thể đều nổ thành xương máu. Coi chừng! Vân Thương Tử nhắc nhở một tiếng, bởi vì đuổi vào kẽ hở không chỉ một đạo công phạt. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu Bân cũng có cảm giác, hắn mở thiên ngự cũng chống ra vĩnh hằng tiên vực dị tượng, rất nhiều thủ hộ bí pháp, lúc này cũng là một tầng thêm một tầng, cũng không thể bị tuyệt sát. Phanh! Răng rắc! Thiên ngự bể nát! Vĩnh hằng tiên vực cũng nổ tung. Rất nhiều thủ hộ chi pháp đều yếu ớt như giấy trắng. Thảm nhất không đủ Triệu Bân, lúc trước sập nửa bên thân thể, lần này toàn bộ nhục thân đều nổ thành huyết cốt chỉ còn dư một đạo nguyên thần bỏ chạy, nếu không phải Hạo Thiên ở phía trước cản trở, hắn hơn phân nửa đã thăng thiên. Tinh không thâm thúy, Triệu Bân rơi vào một khỏa tĩnh mịch cổ tinh. Hắn chỉ còn dư nguyên thần, chạy ra cấm khu đại giới là thảm thiết. Mục lấy ảm đạm tinh huy, hắn tự mình khoanh chân, tĩnh tâm tái tạo nhục thân. Cuối cùng đi ra. Vân Thương Tử cảm khái một tiếng, bay ra khỏi Hạo Thiên Ấn. Bị vây 800 năm, cửu tử nhất sinh, trùng hoạch tự do giành lấy cuộc sống mới cảm giác, thật quá mỹ diệu, trải qua tai nạn này, hắn quả thực cảm ngộ sinh tồn chân lý, gì đều không sống sót thực sự. Hắn không quấy rầy Triệu Bân, chỉ ở Triệu Bân chung quanh bay tới bay lui. Tiểu tử này, không chỉ là tha ân nhân, vẫn là một cái phúc tướng. Đại La Tiên Tông gia nhân tài. Này hàng lại là tài năng xuất chúng nhất cái kia. Đủ 3 ngày, Triệu Bân mới tái tạo ra nhục thân. Ách nạn bên trong có tạo hóa, cấm khu một nhóm không uổng công. Đa tạ tiểu hữu cứu. Vân Thương Tử cái này một lời, nói có chút chân thành tha thiết. Triệu Bân chỉ cười một tiếng, có cứu hay không có vẻ như cũng là lợi ích quan hệ. Nhược Vân Thương Tử không biết bia đá bí tân, hắn có lẽ sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Lão đầu nhi, có biết đây là vật gì? Triệu Bân lấy đốt hỏa hồ bạc, treo ở giữa không trung. Cái đồ chơi này chiếm được viễn cổ cấm khu, rất là tà dị. Băng hỏa, Vân Thương Tử cho đáp án, cũng cho giảng giải, băng hỏa cũng không phải là hỏa diễm, là một loại sức mạnh kỳ quái, lột xác thành tiên thủy, trong nước hỏa diễm thiêu đốt, mới thành cảnh tượng kỳ dị. Vật này nhưng có công dụng, Triệu Bân tính thăm dò vấn đạo. Có thể dùng làm tài liệu luyện đan. Vân Thương Tử thoại ngữ ung dung. Hữu dụng đường liền tốt, Triệu Bân lại thu hồi đốt hỏa hồ bạc. Không biết thứ mấy ngày. Hắn trở lại Tu La tinh vực. Vẫn là tòa kia cổ thành. Vẫn là cái kia u tính vườn nhỏ. Thấy hắn trở về, quỷ tinh nghịch bọn người nhao nhao đứng dậy. Thấy hắn bình yên vô sự, mọi người mới thở dài một hơi. Người nhà chạy đi đâu rồi? Khò khè oa nói, không ngừng vòng quanh Triệu Bân xoay quanh nhi. Những thứ khác cũng gần như, nhìn Triệu công tử ánh mắt có chút quái. Không biết vì sao, bây giờ vĩnh hằng tiên thể, biến có chút không giống, đến nỗi cái nào không giống nhau, tạm thời nói không nên lời, chỉ biết Triệu Bân con mắt, so với trước kia thâm thúy không thiếu, tựa như tinh không. Ngộ nhập một cái bí cảnh, Triệu Bân thuận miệng nói. Thấy mọi người đều tại, hơn nữa tâm tình không tệ, trận chiến kia nên hoàn toàn thắng lợi. Hắn thả ra thiên vương thánh tử. Chỉ còn dư tàn phá nguyên thần, bị hắn dùng phù chú bịt lại. Ai nha? Vườn nhỏ ngừng lại náo nhiệt, càng thuộc quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa gào to vang dội. Lúc trước một trận chiến, liền không có gặp hàng này cái bóng, chưa từng nghĩ tại lão tam ở đây. Thiên vương thánh tử thức tỉnh, lại là toàn cảnh là hoảng sợ, bởi vì nghênh đón hắn chính là một tòa quỷ môn quan. Nợ máu trả bằng máu. Vốn là trầm tĩnh Lâm Uyển Nhi, lại biến thành một mụ điên. Nàng đi, mang theo thiên vương thánh tử đi, muốn tại nàng Lâm thị nhất tộc cái kia mảnh phế tích bên trên, dùng thiên vương thánh tử mệnh, để tế điện Lâm gia vong linh, chính là người này, hại nàng tộc nhân chết thảm. Ai? Lăng Tuyệt thở dài,
cô nương này quả thực đáng thương. Lâm gia người cuối cùng, tâm cảnh nên rất bi thương. Siêu, gió nhẹ một hồi, trong vườn nhiều một người. Chính là Trắng Huyền chân người, không có chút nào tiên vương giá đỡ. So sánh một đám trẻ tuổi tài tuấn, hắn càng coi trọng vĩnh hằng tiên thể, tiểu tử này cũng không phải bình thường yêu nghiệt, cho đầy đủ tuế nguyệt trưởng thành, nhất định là danh chấn tiên giới cự phách, này một mạch rất cường thế. Đương nhiên, cái kia cá tính cuồng tiểu tử cũng không sai. Có thể dẫn xuất tám tôn pháp tắc thân, thiên phú tử bất phàm. So sánh hai vị này, đồ nhi của hắn thiếu chút nữa nhi ý tứ. Kết quả là, hắn làm một cái quyết định, muốn đường đường chính chính đem tiểu đồ nhi dạy dỗ một phen, chớ nhìn hắn dáng vóc thấp, lại là cái tiềm lực, huyết mạch phục cổ sau đó, cũng sẽ là nghịch thiên yêu nghiệt. Còn có khò khẻ oa, hắn cũng thu làm đồ nhi. Hai thịt đô đô tiểu ra hỏa, nhìn xem liền cho người vui vẻ. Lão Tam, chúng ta muốn đi, quỷ tinh nghịch cùng khò khẻ oa có chút thương cảm. Năm nào gặp lại, Triệu công tử cười cười, thiên hạ không có tiệc không tan. Cũng là tại hắn đưa mắt nhìn phía dưới, hai tiểu gia hỏa càng lúc càng xa, đi ra thật xa vẫn không quên quay đầu khoát tay, chính là không biết hôm nay cái này từ biệt, gặp nhau nữa là năm nào, bởi vì đường phía trước dài đằng đẵng. Bọn hắn sau đó chính là Lăng Tuyệt. Hắn muốn đi phương xa tìm sư tôn. Dưới cây già, Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt lại dọn lên tổng thể. Tung tiến giai động hư, Cuồng Anh Kiệt đối với Triệu Bân vẫn như cũ ôm lấy một loại kiêng kỵ, hắn bình sinh rất ít phục người. Vĩnh hằng tiên thể tính toán một cái, không chỉ bởi vì nghịch thiên huyết thống, còn bởi vì mạch này đáng sợ chiến lực. Bá thiên thần thể. Vân Thương Tử chính là nhìn cờ người, trong lòng thổn thức không thôi. Cái này chim không thèm ị tinh vực, càng là ngọa hổ tàng long. Cuồng Anh Kiệt mấy lần trách mắt, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Triệu Bân cổ tay, có thể gặp Vân Thương Tử tàn hồn, hơn nữa không phải bình thường tàn hồn, lúc trước cũng chưa gặp qua, nên Triệu Bân tại trong bí cảnh đạt được. Ngày thứ hai đêm, mới gặp Lâm Uyển Nhi trở về. Không gặp lại Thiên Vương Thánh Tử, nên đã hồn phi phách tán. Đại thù được báo, Lâm Uyển Nhi con mắt so với trước kia ảm đạm không thiếu, toàn bộ đều rất giống không còn tinh khí thần. Lúc trước nàng gánh vác lấy nợ máu, có việc lấy ý nghĩa, nay cửu gia đã chết, có chút mê mang. Đa tạ đạo hữu. Lâm Uyển Nhi một lời khàn khàn, đem một cái bình ngọc đưa cho Triệu Bân. Trong bình trang là nàng bản nguyên huyết. Có dấu ký ức chi hoa tinh túy. Vì cái này tinh túy, nàng gần như tiêu hao hết huyết mạch, chỉ vì báo đáp ân nhân. Triệu Bân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng không có lấy không, đưa Lâm Uyển Nhi không ít linh dược, nếu không phải vì cứu Long Phi, hắn cũng sẽ không mỗi ngày suy nghĩ cho người ta đổ máu, lại đối phương còn là một cái cô nương. Chúng ta phải đi hướng về tha hương, Cuồng Anh Kiệt đưa tới một bầu rượu. Một đường bảo trọng, Triệu Bân cười đón lấy. Gần đây hắn cũng sẽ đi. Trước khi đi, hai người lại hẹn một trận, nhưng cũng không phải là đao thật súng thật làm, mà là cái ý niệm chiến, không có người biết thắng bại, chỉ biết lão Cuồng lúc đi chân có chút mềm, đầu còn có chút mơ hồ. Trời tối người yên, vườn nhỏ chỉ còn dư Triệu Bân một người. Dưới ánh trăng, có một hơi gió mát phật vào vườn nhỏ, cuốn lấy một vòng nữ tử hương. Tất nhiên là Hồng Thước bản tôn, chữa thương đến nay mới xuất quan, cố ý tới tìm Triệu Bân. Triệu Bân chờ cũng là nàng, dù sao Long Phi thân phận đặc thù, cùng với rất có ngọn nguồn. Người đi viễn cổ cấm khu. Cái này, là đêm tối chi chủ ngồi xuống nói tới câu nói đầu tiên. Nàng đã từng vào qua cấm khu, đối với cấm khu khí tức có chút mẫn cảm. Triệu Bân không giấu giếm, dăm ba câu đem cấm khu một chuyện tường thuật tóm lược qua một lần. Đêm tối chi chủ thổn thức không thôi, hàng này lòng can đảm không nhỏ, hàng này mệnh cũng là đầy đủ cứng rắn. Vào cấm khu lại vẫn có thể còn sống đi ra, nhìn hắn khí ẩn biến hóa, hơn phân nửa còn có không thiếu cơ duyên. Triệu Bân không nói nhảm, mời ra bị phong ấn Long Phi. Đêm tối chi chủ gặp chi, tâm thần không khỏi có một cái chớp mắt hoảng hốt. Đây là đại hạ Long Triều công chúa, cho dù luân hồi chuyển thế, nàng cũng giống vậy có thể nhận ra, bởi vì nàng hóa thân, nàng đối với nha đầu này cảm thấy thân thiết, cũng là hồng thước tình cảm, ràng buộc lấy nỗi lòng. Còn lại ký ức chi hoa tinh túy, đều ở đây. Triệu Bân lấy ra Lâm Uyển Nhi cho bình ngọc, đều là bản nguyên huyết. Lâm Uyển Nhi tận lực, lại đổ máu chính là muốn người cô nương mạng. Đêm tối chi chủ nhẹ phẩy tay áo, kéo bản nguyên huyết, lấy bí pháp tinh luyện bên trong tinh túy, sau đó chậm rãi dẫn vào Diệp Lan thể nội, lấy ma lực đem hắn bọc lại,
từng giờ từng phút giúp hắn luyện hóa. Triệu Bân yên lặng chờ đợi. Đáng tiếc mong đợi cuối cùng thành hy vọng xa vời. Cho dù dùng ký ức chi hoa tinh túy, Diệp Lan vẫn như cũ không thể tỉnh lại, như gặp ác mộng, trong ngủ mê than nhẹ không ngừng, chỉ từng tiếng nói mê, khi thì kêu gọi Triệu Bân, khi thì kêu gọi Triệu Tử Long. Đêm tối chi chủ lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày, ngón tay ngọc đặt ở Diệp Lan mi tâm. Nhìn lén sau đó, nàng lông mi nhíu sâu hơn, tình huống không có chuyển biến tốt đẹp cái nào. Cái gọi là không có chuyển biến tốt đẹp, là nha đầu này thần hải, vẫn một mảnh hỗn độn, mà hai đời ký ức, thì tại trong hỗn độn dây dưa không ngớt, không cách nào đem ký ức phân ly, cũng không cách nào đem ký ức dung hợp. Cần một đóa trí nhớ đầy đủ chi hoa. Nàng thu thần thông, xuống như thế cái kết luận. Triệu Bân cũng nghĩ như vậy, Lâm Uyển Nhi mặc dù dùng ký ức chi hoa, mặc dù cho hắn bản nguyên chi huyết, nhưng bên trong tinh túy dù sao có trôi qua, thiếu như vậy một phần, đều có thể thu nhận cứu người thất bại. Chớ chạy loạn. Đêm tối chi chủ lưu lại một ngữ, quay người rời đi. Ký ức chi hoa là có hay không hữu hiệu, lại tìm một đóa thử xem liền biết. Triệu Bân thì lấy thạch đàn, dưới tàng cây kích thích dây đàn, bởi vì chuyển thế Long Phi ưa thích nghe. Cũng đang bởi vì hắn du dương buồn cách tiếng đàn, để than nhẹ không ngừng Diệp Lan, đang say giấc nồng an tường không thiếu. Nha đầu này, ký ức xảy ra vấn đề, Vân Thương Tử đột nhiên một lời. Nàng là một cái chuyển thế người, hai đời ký ức dây dưa. Triệu Bân không giải thích thêm. Vân Thương Tử tàn hồn một tiếng run rẩy, thế gian thật sự có luân hồi. Hắn nghi hoặc không có ai cho đáp án, bởi vì chuyện này rất mơ hồ. Nhưng, luân hồi là có tiền lệ. Trong truyền thuyết cửu thế nguyệt thần, chính là cái hiển nhiên ví dụ, tự thành luân hồi là xúc phạm cấm kỵ đạo, có thể ngộ ra bực này đạo người, không phải bình thường thần. Sư tôn người có thể vì nàng nhìn qua bệnh, Vân Thương Tử lại hỏi. Triệu Bân khẽ gật đầu một cái, biết Vân Thương Tử nói tới là không niệm thiên. Cùng tại đây đợi, không bằng tìm ngươi sư tôn, Vân Thương Tử chậm rãi nói. Chờ ba ngày, Triệu Bân tiếp tục kích thích dây đàn, đêm tối khó tránh khỏi có thể tìm được ký ức chi hoa. Thật không có mà nói, chỉ có thể đi Đại La Tiên Tông tìm không niệm thiên, người kia định biết giải cứu chi pháp. Ba ngày, lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ tư, đêm tối chi chủ trở về. Nàng bị thương, mà lại còn là thương rất nặng, nên vì tìm ký ức chi hoa, đi đáng sợ chi địa, không có tìm được mong muốn, còn rơi xuống một thân vết thương, đến vườn nhỏ chỉ còn dư một vòng thở dài. Nàng hữu tâm thi cứu, thế nhưng ký ức chi hoa khó tìm. Thân là hồng tước bản nguyên. Nàng đây cũng là tận lực. Ta mang nàng đi hồng hoang đại lục. Triệu Bân phong Diệp Lan, lại đem thu vào vĩnh hằng giới. Đêm tối chi chủ không có ngăn cản, chỉ cho Triệu Bân một phong thơ. Thân là một tôn tiên vương, nàng cũng đi qua đường rất xa, đã từng may mắn đi qua vậy tu luyện thánh địa, cũng chính là hồng hoang đại lục, tại cái kia từng kết giao qua hảo hữu, để Triệu Bân đi tìm nàng bạn cũ. Trừ này, chính là một quyển chân quý tinh không đồ. Tiên giới rất mênh mông, chớ đi lấy đi tới lạc đường. Trên thực tế, sự lo lắng của nàng là dư thừa, cho dù không có tinh không đồ, cũng có thể đến hồng hoang đại lục, Vân Thương Tử chính là chỉ đường người, lão gia hỏa này lịch duyệt phong phú, so tinh không đồ dễ dùng nhiều. Đa tạ, Triệu Bân tiếp thư tín, càng lúc càng xa. Sau lưng, đêm tối chi chủ là mắt tiễn hắn rời đi, lại bởi vì hồng tước suy nghĩ, tâm thần có chút hoảng hốt, thế gian đi lên kỳ tài. Sử thượng đệ nhất tôn hồng trần tiên, hắn đi nhất định là nghịch thiên lộ. Đêm, Triệu Bân vào tinh không trận. Bên trong không gian thông đạo bóng người rất nhiều, tiếng nghị luận từ cũng không thiếu được, phần lớn là ngày gần đây sự kiện lớn, thí dụ như thiên chỉ thịnh hội, thí dụ như tám thần thiên kiếp, cũng thí dụ như thiên vương tông cùng thiên minh dậy bị diệt. Tự nhiên, trong lúc đó cũng không thiếu vĩnh hằng một mạch truyền thuyết. Triệu Bân cũng chỉ khi nghe khách, được áo bào đen tĩnh tĩnh đi qua. Nhìn hắn trên cổ tay Vân Thương Tử tàn hồn, cũng là một đường yên lặng, tại tĩnh tâm khôi phục hồn lực, này không phải chuyện một sớm một chiều, cần tháng năm dài đằng đẵng, hắn còn trẻ, hắn còn trở lên. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, trong đi lại ngộ đạo. Hắn ngộ tính khá cao, đốn ngộ lúc chắc là có thể gặp dị tượng. Cũng đang bởi vì dị tượng của hắn, mới rước lấy không thiếu phiền phức. Tiên giới rất mênh mông, làm loạn người từ cũng nhiều. Ngấp nghé vĩnh hằng huyết thống cũng là vừa nắm một bó to, thậm chí ngộ đạo một đường, liên tiếp bị người thần bí truy sát, mấy lần đều suýt nữa táng thân tinh không. Hắn lại hiện thân nữa, lại là một mảnh mới tinh vực. Hắn hóa không thiếu phân thân,
đầy tinh vực tìm ký ức chi hoa. Nhưng hắn mong đợi, cuối cùng vẫn là hy vọng xa vời, như thế kỳ dị hoa, nghe qua là có khối người, nhưng thực sự thấy qua, lại là lác đác không có mấy, thậm chí hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng lớn. Mới một ngày đến, Vân Thương Tử tàn hồn nở rộ ánh sáng. Nhiều ngày chuyên tâm tu hành, hồn lực của hắn đã tinh túy rất nhiều. Ít nhất, bây giờ lại nói tiếp lúc, không còn lộ ra như vậy yếu ớt. Tiền bối, ngươi có thể nhận ra nàng. Triệu Bân lại lấy tranh cuốn, vẽ lên vẫn là nữ tử. Cái này không phải Vân U Cốc chủ, mà là Mây Khói Bản Tôn. Nhìn xem quen mặt, Vân Thương Tử nói. Nàng tu mộng chi đạo, Triệu Bân bồi thêm một câu. Khó trách nhìn xem như vậy quen mặt, nàng hẳn là mộng tiên. Vân Thương Tử đạo, ngày xưa, Côn Luân Thịnh Hội bên trên, lão phu còn từng cùng với từng có gặp mặt một lần, nàng cũng không là bình thường tiên vương. Tiền bối có biết đi cái nào tìm nàng? Triệu Bân lại nhỏ giọng vấn đạo. Tiểu tử, ngươi lại là không niệm thiên đồ nhi? Vân Thương Tử hỏi ngược một câu. Thật 100%, ngươi ngày thường đều như vậy lừa gạt người sao? Ta đánh tiểu liền không có thuyết quá hoang. Triệu Bân nghĩa chính ngôn từ nói. Thổi, tiếp lấy thổi. Vân Thương Tử tức giận nói, toàn bộ hồng hoang đại lục, đều biết sư tôn ngươi cùng mộng tiên ân oán, thân là không niệm thiên đồ nhi, ngươi sẽ không biết sư tôn cửu gia. Vãn bối đầu óc có bệnh, Triệu Bân che che chán. Tự giác lời này nói không nghiêm cẩn, phía sau hắn lại bổ nửa câu. Vãn bối nửa đường từng tao ngộ truy sát, bị người xóa không thiếu ký ức. Ngươi lần giải thích này vẫn rất hợp thời sấn cảnh, Vân Thương Tử ý vị thâm trường nói. Chớ quan tâm những chi tiết kia, Triệu Bân một mặt cười ha hả. Xong, hắn mới tính thăm dò vấn đạo, sư tôn ta cùng mộng tiên có gì ân oán. Cụ thể gì ân oán ta cũng không biết, chỉ biết hai nàng gặp mặt nhất định đánh nhau. Vân Thương Tử nói, muốn nói mộng tiên cũng đích xác tà dị, mộng đạo xuất thần nhập hóa, không hề yếu ngươi ra sư tôn. Này liền lúng túng. Triệu công tử một tiếng nói thầm, không niệm thiên lại cùng Mây Khói Bản Tôn có thù. Hắn có thể tưởng tượng hai người đánh nhau hình ảnh, nên băng thiên diệt địa tràng cảnh. Tiểu bối, có người theo dõi. Yên lặng Vân Thương Tử, đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Triệu Bân vội vàng hoàng thu thần, cũng cảm giác sau lưng có một vệt mịt mờ chi khí. Như cục diện này, hắn một đường trải qua không ít, phần lớn là ngấp nghé hắn vĩnh hằng huyết mạch, chỉ có điều vị này, ẩn tàng tương đối sâu, đạo hạnh nên không thấp, lén lút, còn là một cái cẩn thận hạng người. Rất quen thuộc một cỗ khí tức, Triệu Bân trong lòng tự lẩm bẩm. Thái hư cảnh, Vân Thương Tử nói, có thể ngửi ra đối phương cảnh giới. Dứt lời, thì thấy Triệu Bân vắt chân lên cổ mở chui, đừng bị đối phương nhất kích dây. Hắn cái này chạy không quan trọng, núp trong bóng tối vị kia, cũng theo đó theo sau. Đến nước này, Triệu Bân mới nhận ra khí tức đối phương. Thật đúng là hắn một cái người quen, Hắc Sơn lão ma. Không tệ. Là sao Bắc Cực Thánh Hỏa Điện lão tổ một trong, hắn Trường Minh Đăng liền xuất từ vị này, ngày xưa hắn bởi vì mua Trường Minh Đăng, hắn còn suýt nữa bị lão gia hỏa này tiêu diệt, dẫn xuất nhất hệ liệt ân oán. Không nghĩ, lại tại cái này gặp phải Hắc Sơn lão ma. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đối phương là đặc biệt tới tìm thù. Nói lên hai bọn họ thù hận, cái kia lớn, tại thiên khung di tích, hắn một hồi thiên kiếp, suýt nữa đem Hắc Sơn lão ma chém thành tro, cũng bởi vì trận kia thiên kiếp. Hắc Sơn lão ma hàng nhất trọng tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương cả đời đều khó có khả năng có đại hành động, bởi vì đả thương căn cơ. Triệu Tử Long, cái nào chạy? Hắc Sơn lão ma không tiếp tục che giấu, lộ vẻ dữ tợn. Hắn cũng không phải đặc biệt tới tìm thù, chẳng qua là ra ngoài tu hành, trùng hợp bắt gặp tiểu tử này, đã bắt gặp, cái kia phải tính toán thù cũ, nếu không phải là Triệu Tử Long, hắn gì đến như vậy thảm. Không sợ sư bá ta tìm ngươi tính sổ sách. Triệu Bân lạnh lùng một tiếng, trong miệng sư bá từ chỉ Hạo Thiên chân nhân. Những cái kia thiên hắn treo lên Hạo Thiên tên tuổi, cũng không ít khắp nơi lạc tác. Mà Thánh Hỏa Điện, chính là bị ghim tác trong đó một cái, ai bảo Hạo Thiên chân nhân là một tôn tiên vương đâu. Cũng đang bởi vì tiên vương tên tuổi quá thịnh, Thánh Hỏa Điện mới không dám trêu chọc, hắn mới dám khắp nơi tản bộ. Dù sao, chưa có người biết Hạo Thiên đã chết. Chuyện này không thể chọc ra, sẽ gây ra đại họa. Diệt ngươi, không có người biết. Hắc Sơn lão ma nhe răng cười, cách không lộ ra đại thủ. Đây là lời nói thật, tại con chim này không gảy phân vũ trụ mênh mông, tinh thần như đất cát, càng không nói đến là người, chỉ cần làm thật sạch sẽ,
chớ nói tiên vương, cho dù là thần minh, cũng chưa chắc có thể tìm ra. Lại nói, chiếm vĩnh hằng huyết mạch, hắn hữu vọng khôi phục tu vi. Như cơ duyên đầy đủ, hắn có lẽ còn có thể một đường phá vỡ mà vào đạo hư cảnh giới. Nhập đạo hư chính là tiên vương, hắn như hắn có thể thu thành, từ không sợ hạo thiên. Nói cho cùng, vẫn là dục vọng tại quấy phá, cơ hội này là ngàn năm một thuở, không có ai bảo hộ lấy, chào một cái tiểu huyền tiên, dễ như trở bàn tay, phía sau sự tình, liền chính hắn cái hèn mọn phát dục. Ta đột, Triệu Bân trong lòng một quát, cưỡng ép nhảy thoát ra ngoài. Hắc Sơn lão ma như bóng với hình, năm ngón tay tay từ trên trời giáng xuống. Lần này, Triệu Bân không có trốn nữa đột, thông suốt quyết định thân hình, trước tiên triệu hoán hạo thiên. Tiên vương khôi lỗi bức cách tràn đầy, là mang theo tiên vương kiếm đi ra ngoài, nhẹ nhõm phá dấu năm ngón tay. Cái này, tiên vương khôi lỗi. Hắc Sơn lão ma gặp chi, ngừng lại cả kinh. Không đợi phản ứng, Hạo Vũ cũng giết ra vĩnh hằng giới. Lần này, Hắc Sơn lão ma toàn bộ đều mộng, cái này huyền tiên hậu bối, từ đâu tới tiên vương khôi lỗi, hơn nữa còn là hai tôn, hắn cái này cùng một đường, vẫn là bị đối phương đánh một cái trở tay không kịp. Huyết quang chợt hiện, là Hắc Sơn lão ma đẫm máu, bị Hạo Vũ một kiếm phá diệt nhục thân. Còn chưa xong, sau đến Hạo Thiên khôi lỗi, lại cho hàng này bổ một kiếm. Đáng tiếc, Hắc Sơn lão ma có bản mệnh khí che lại mệnh môn, vốn nên tuyệt sát một kiếm không thể tuyệt sát, nửa cái nguyên thần cũng là thái hư cảnh, một trường vung mạnh lật ra Hạo Vũ, kèm thêm Hạo Thiên cũng bị chấn lật. Thực sự là đánh giá thấp ngươi. Hắc Sơn lão ma nghiến răng nghiến lợi, giống như quỷ mị giết đến. Bắt giặc bắt vua đi, diệt người điều khiển, khôi lỗi chưa đánh đã tan. Triệu Bân sớm đã có đoán trước, lúc này trốn vào vĩnh hằng giới. Vĩnh hằng giới. Gặp Triệu Bân biến mất không thấy gì nữa, Hắc Sơn lão ma lúc này phi thân sau đột. Cái nào chạy, Triệu Bân cười lạnh một tiếng, cho Hạo Vũ xuống chu sát mệnh lệnh. Đến nỗi Hạo Thiên, hắn thì thu vào vĩnh hằng giới, vì tuyệt sát chuẩn nhất chuẩn bị. Tử thi khôi lỗi. Ngươi giết được ta. Hắc Sơn lão ma hét to, cho dù chỉ còn dư nguyên thần, một dạng khí thế mãnh liệt, lúc trước là bị làm trở tay không kịp, bây giờ ổn định gót chân, chính diện đối đầu tiên vương khôi lỗi, để có cứng rắn làm tư bản. Đối với cái này, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử đều không chút nghi ngờ. Dù sao, đây chẳng qua là một bộ tử thi luyện thành khôi lỗi, có chỉ là vật lý công phạt, hơi có chút nội tình thái hư cảnh. Cũng sẽ không e ngại không có tình cảm vũ khí giết người, nói trắng ra là, tiên vương khôi lỗi đánh chính là tập kích bất ngờ, như nhất kích không tuyệt sát, kế tiếp thì khó rồi. Sự thật cũng chứng minh, Hắc Sơn lão ma đích thật là một khối xương khó gặp. Cũng không sao, khôi lỗi không biết biến báo, nhưng điều khiển khôi lỗi người có thể. Như quỷ thông minh Triệu công tử, chính là tương đối siêu quần xuất chúng một cái, mặc dù giấu ở vĩnh hằng giới, lại tại âm thầm uẩn nhưỡng đại chiêu. Chờ chính là một cái cơ hội, hoặc là không đánh, hoặc là tuyệt sát. Diệt. Hắc Sơn lão ma tế bản mệnh pháp khí, đè Hạo Vũ một hồi lảo đảo. Thấy hắn bản mệnh khí ly thể, Triệu Bân lúc này thoát ra vĩnh hằng giới, tiên nhãn khóa chặt Hắc Sơn lão ma, sử xuất thuấn thân chi pháp, như kiểu quỷ mị hư vô giết tới, hoàn thành tuyệt sát không phải hắn, là Hạo Thiên khôi lỗi, hắn cái này tiên nhãn thuấn thân, chẳng qua là muốn đem Hạo Thiên, đưa đến Hắc Sơn lão ma trước người. Ngươi, Hắc Sơn lão ma hai mắt nổi bật, muốn phi đột. Đáng tiếc hết thảy đều chậm, Hạo Thiên tuyệt sát đã xuất, một kiếm đoạn mất hắn nguyên thần. Không không, không. Hắc Sơn lão ma ô gào, lại là chẳng ăn thua gì. Hắn không ngừng diệt vong nguyên thần, chính là hắn táng thân nhạc đệm. Phá. Triệu Bân lại lạnh quát, mệnh lệnh Hạo Thiên Hạo Vũ phá vỡ lão ma tử phủ. Như thế một tôn thái hư cảnh, nên chân tàng phong phú. Bảo bối cũng không thể chôn cùng. A, à, cùng với một tiếng hét thảm, Hắc Sơn lão ma tại chỗ thăng thiên. Cũng như Triệu Bân khi trước cửu ra, hắn cũng chết cực phiền muộn, bên ngoài không có ý định gặp được vĩnh hằng tiên thể, tưởng rằng một hồi tạo hóa, ai có thể nghĩ, càng là một hồi tử kiếp, hắn là ngàn giảm tặng đầu người. Siêu, Triệu Bân vung tay lên, thu khôi lỗi cùng rất nhiều bí bảo, quay người biến mất không thấy gì nữa. Vân Thương Tử nhìn thổn thức không thôi. Cái này hai đại hộ pháp đích xác ra sức, lại trợ một cái huyền tiên tiểu bối, diệt một tôn hàng thật giá thật thái hư cảnh, hắn lại bắt đầu tin tưởng, này hàng là không niệm thiên đồ nhi, nếu không phải dị thường yêu chiều, làm sao cho hắn lộng hai tôn tiên vương khôi lỗi làm hộ pháp. Không tệ,
Triệu công tử một đường đều tại nhìn Vĩnh Hằng giới, một phiếu này làm rộng thoáng. Nhiều tới mấy cái như Hắc Sơn lão ma hạng này, hắn lại có thể phát tài. Tiền bối, cách Hồng Hoang đại lục vẫn còn rất xa. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới nhìn hướng trên cổ tay Vân Thương Tử. Chậm rãi đi thôi, khoảng cách còn rất xa. Vân Thương Tử thoại ngữ ung dung. Hỏi ngươi nghe qua chuyện, tiên giới là có phải có chế tài giả? Triệu Bân nhỏ giọng vấn đạo. Đại La Tiên Tông chi chủ Đồ Nhi, mà ngay cả điều này cũng không biết. Đều nói, vãn bối đầu óc có bệnh, bị xóa rất nhiều ký ức. Có chế tài giả, là một tôn thần, là một cái duy nhất tại thiên giới không nhận tu vi áp chế thần minh. Vân Thương Tử chậm rãi nói, hắn cũng chỉ có lớn chiến loạn lúc, mới có thể thấy hắn hiện thân. Thần minh tới thiên giới, lại cũng bị tu vi áp chế. Triệu Bân một tiếng nói thầm. Hắn thật bất ngờ, thiên giới càn khôn lại như vậy bá đạo, mà ngay cả thần minh đều bị gông cùm xiềng xích. Kỳ thực biện pháp này cũng không tệ, tiết kiệm thần giới đại lão tâm tình khó chịu, chạy thiên giới tới làm loạn. Ông! Đang lúc đi, chợt nghe phía trước tinh không oanh run lên. Xong, thì thấy một tòa kình thiên cửa lớn vô căn cứ trống ra, có lẽ là cửa lớn khí chẳng quá mức cường hãn, thậm chí có kinh khủng khí uẩn chiêu ngoại lan tràn, đè hư không ông động, cũng đụng Triệu Bân một bước không có đứng vững. Đó là gì? Triệu Bân một mặt hiếu kỳ. Tinh không vực môn, Vân Thương Tử cho câu trả lời chính xác. Sợ Triệu Bân không hiểu, hắn lại bồi thêm một câu, đó là so tinh không trận càng cao cấp hơn truyền thống, bực này vực môn cũng không phổ biến, tầm thường thế lực cũng sẽ không có, dị thường chân quý. Khó trách lớn như vậy phô trương. Triệu Bân nói, rất tự giác ra khỏi rất xa. Tại hắn mong nhìn xem, môn bên trong đi ra ba đạo nhân ảnh, hai cái kim bào lão giả một cái thanh niên mặc kim bào, đều là tiên bào liệt liệt, nhìn áo choàng tả hữu, đều khắc họa có một vành mặt trời đồ đằng. Mặt trời lặn thần giáo, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Nói đến mặt trời lặn thần giáo, thì không khỏi không sách mặt trời lặn tiên vương. Tên kia từng phái hóa thân hạ phàm giới, một cái mang ký ức một cái từ đầu nhập thế, đều là bị hắn chém, thù hận tại thế gian liền đã kết, không nghĩ, lại cái này gặp được mặt trời lặn người của thần giáo. Là Đại La Tiên Tông thế lực đối địch, đi mau, Vân Thương Tử đạo. Không cần hắn nói, Triệu công tử cũng đã nhanh chân chuồn đi. Cái kia hai kim bào lão giả rất mạnh. Hắn cái này vừa mới bỏ chạy, kim bào lão giả liền từng bước đi qua tinh không, ngăn cản con đường của hắn. Chạy cái gì? Kim bào lão giả thản nhiên nói. Ta, mắc tiểu, Triệu Bân hít sâu một hơi. Ngươi có thể thấy được qua người này. Kim bào lão giả cầm một bức tranh. Bức tranh là động tĩnh, trong đó miêu tả là một nữ tử, sinh một đôi tử nhãn. Triệu Bân nhìn khẽ gật đầu. Cái này tiên tử sinh dung mạo tuyệt thế, nhưng hắn đích xác chưa thấy qua. Kim bào lão giả không ngôn ngữ, thâm thúy lão con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Bân, tại phân rõ lời này là thật hay giả, có lẽ là Triệu công tử người vật vô hại, nói cũng là nói thật, hắn thấy hẳn là không nói dối. Đủ ba, năm trong nháy mắt, hắn mới quay người rời đi. Vực môn ông run lên, ba người biến mất không thấy gì nữa. Triệu Bân còn tốt, ngược lại là Vân Thương Tử nhẹ nhàng thở ra. Diễn kỹ có thể đi. Ta nói chính là lời nói thật. Ngươi quả thực không nhận ra nữ tử kia. Vân Thương Tử cười nói. Không nhận ra, Triệu công tử lắc đầu, cái này hắn không có gạt người. Ngươi cái này không niệm thiên chi đồ, lại không nhận ra Đại La Tiên Tông thánh nữ. Lão đầu nhi, ngươi lừa phỉnh ta à, chỉ dựa vào bức họa ngươi liền có thể nhận ra. Nàng là trường sinh tiên đồ nhi, trời sinh thần nhãn, cũng chính là cái kia tử nhãn, nhận chi không khó. Vân Thương Tử đạo, 800 năm trước nàng chính là Đại La Thánh Nữ, không biết hôm nay là có hay không còn tại Thánh Nữ chi vị. Trường sinh tiên đồ nhi. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, lại nhìn Vĩnh Hằng giới. Trường sinh tiên giao phó cho hắn mặc ngọc ban chỉ, còn tại Vĩnh Hằng giới bên trong để, hắn trước kia hứa hẹn qua, thẳng có một ngày vào tiên giới, muốn đem này ban chỉ đưa đến Đại La Tiên Tông, trả lại cho không niệm thiên. Mặt trời lặn thần giáo tìm nhà ngươi Thánh Nữ, chuyện này không đơn giản. Vân Thương Tử đạo, sợ không phải Đại La Tiên Tông ra gì biến cố, Triệu công tử sờ cầm một cái. Lần thứ nhất thấy hết lão đầu lúc, cái kia hàng liền từng nói qua, Đại La Tiên Tông đã xuống dốc. Thêm nữa mặt trời lặn thần giáo cùng Tiên Tông đối địch, lại khắp nơi tìm thánh nữ, chuyện này nên không giả. Thất thần làm gì, mau rời khỏi, Vân Thương Tử nhắc nhở một tiếng. Triệu Bân sử dụng truyền tống trận đài,
đối phương có thể sẽ giết cái hồi mã thương. Đừng nói, ba người kia thật sự ngoặt trở về, đầy tinh không tìm Triệu công tử. Thực sự là mắt phụng về, nên một mạch đặc thù huyết thống. Vẫn là cái kia kim bào lão giả, đặt cái kia một hồi khí cấp bại phôi. Đặc thù huyết mạch thế nhưng là đồ tốt, đáng tiếc bọn hắn bỏ lỡ. Triệu Bân lại hiện thân nữa đã là một hành tinh cổ, có một tòa tinh không đại trận, ở đây dân phong rất là biêu hãn, hắn cái này chân trước tiến thêm thành, thì thấy một khỏa đẫm máu đầu người từ đằng xa bay ngang tới. Rất rõ ràng, trong thành có người ở đánh nhau. Hơn nữa, vẫn là một đám lão bối kéo bè kéo lũ đánh nhau. Phía trước vào cổ thành, cơ bản đều cấm ẩu đấu, đây là một cái ngoại lệ, không chỉ ở trong thành đánh nhau, còn làm khí thế ngất trời, liên miên phòng ốc sụp đổ. Không biết có bao nhiêu người chôn cất trong đó. Oanh, phanh. Triệu Bân còn chưa đứng vững gót chân, lại là một mảnh oanh minh. Người tham chiến không thiếu thái hư cảnh cùng chuẩn tiên vương cấp, hứa có thủ giết cha, làm lửa nóng, mất đi tiên quang, tuyệt diệt sấm sét, nổ đầy toàn bộ thiên khung, rất giống một hồi thiên kiếp. Vẫn rất có sức sống. Vân Thương Tử một lời lời nói ý vị sâu xa. Tinh không trận đừng đánh hỏng là được. Triệu Bân chân trơn tru. Tiếc nuối là, tinh không trận bên kia lại cũng đang đánh nhau, không gian thông đạo bên trong tiếng ầm ầm một mảnh, quỷ hiểu được có bao nhiêu người ở bên trong kéo bè kéo lũ đánh nhau, liền động tĩnh này, không gian thông đạo không sụp đổ mới là lạ lạc. Nói nhảm, Triệu Bân lui ra ngoài, tìm cái chỗ an toàn. Cái gọi là chỗ an toàn đi, chính là một gian tiệm bán thuốc, cửa hàng chủ nhân là một cái 60 lão đầu, bây giờ đang dựa khung cửa, đang cất tay xem người đánh nhau, thỏa đáng một cái ăn dưa quần chúng. Đến nỗi Triệu Bân vì cái gì chạy cái này tránh né, là bởi vậy cửa hàng có thủ hộ kết giới. Nhìn trong thành phòng xá lầu các, hủy hủy sụp đổ, liền cái này bình yên vô sự. Tiền bối, bọn hắn vì sao mà chiến? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi một câu. Nhìn đối phương khó chịu, không phải liền đánh nhau. 60 lão đầu tùy ý nói. Triệu công tử nghe xong khóe miệng không khỏi kéo một cái, thật đúng là dân phong biêu hãn. Không phục thì làm. Đương nhiên. Chuyện này tất nhiên không có đơn giản như vậy, chuẩn tiên vương đều tham chiến, vậy tuyệt không phải là như trò đùa của trẻ con, khó tránh khỏi là vì cướp bảo bối, cũng hoặc uy hát yêu ta gia tộc lợi ích, lúc này mới hẹn một cái hội đồng. Tiểu bối, người bên ngoài a, 60 lão đạo nhìn sang Triệu Bân. Hôm nay vừa tới, Triệu Bân cười cười, biết lão nhân này không đơn giản. Tại cái này tị nạn là muốn giao tiền, 60 lão nhân ngáp một cái. Quy củ ta hiểu. Triệu Bân một mặt cười ha hả, quay đầu vào sau lưng cửa hàng. Cái gọi là giao tiền, đơn giản là tại 60 lão nhân cái này mua chút đông tây, dù sao cũng phải để cho người ta kiếm chút nhi thu nhập thêm, bằng không thì đều chạy cái này tị nạn, chẳng phải là trạm thu nhận, người ở dưới mái hiên. Phải giao tiền. Cái này, thật lớn a, Triệu Bân thổn thức không thôi. Đừng nhìn cửa hàng bề ngoài không gì đáng nói, trong đó lại bên trong thành một đại giới. Ước mạc đoán chừng. Cửa hàng này thế giới phải có nửa cái quên cổ thành lớn như vậy, là càn khôn quá huyền ảo, đem không gian phát triển, càng có cổ lão kết giới thủ hộ, mới khiến cho cửa hàng tại trong chiến loạn không tổn hao gì hỏng. Phổ bên trong còn có không ít bóng người, nói là tới mua đồ, kỳ thực là tị nạn. 60 lão nhân coi như có đạo đức nghề nghiệp, nơi này tài liệu cùng giá thị trường không khác. Triệu công tử có tiền, tùy ý chọn như vậy mấy thứ, phần lớn là luyện chế đan dược cần tài liệu. Trừ này còn có bổ sung khí huyết linh đan, không được hoàn mỹ chính là, ở đây chỗ bán tất cả cấp thấp tiên đan. Tay trái người bên cạnh, đó là một cái cô nàng. Vân Thương Tử đột nhiên một lời, nên rảnh rỗi nhức cả trứng. Triệu Bân theo con mắt xem qua một mắt, những gì thấy trong mắt chính là một cái tiểu tú tài, xinh yếu đuối, cũng xinh trắng nõn tuấn mỹ, là một cái nữ giả nam trang tiên tử, đứng trước tại kệ hàng phía trước chọn lựa dược thảo. Thật quen mắt a. Triệu Bân trong lòng thầm nhủ. Cũng đang bởi vì nhìn xem quen mặt, hắn mới không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Như vậy xem xét thật đúng là gặp qua, chính là Đại La Tiên Tông Thánh Nữ. Là Đại La Tiên Tông Thánh Nữ không thể nghi ngờ. Triệu Bân yên lặng mở tiên nhãn, có thể một mắt nhìn xuyên đối phương tôn vinh. Hắn cái này vừa mở tiên nhãn không sao, nữ giả nam trang Đại La Thánh Nữ, vô ý thức bên cạnh con mắt, nàng có một đôi thần nhãn. Đối với đặc thù đồng tử tự có cảm ứng, người này đang dùng tiên nhãn nhìn lén nàng. Nàng giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, khí lực lại phủ một tầng mịt mờ chi quang. Triệu Bân kêu đau một tiếng,
tại chỗ bị tia sáng kia hoảng hai mắt nổi đom đóm nhi. Đồng dạng kêu rên còn có Vân Thương Tử, nhìn lén lúc cũng gặp tiên quang phản phệ. Không đúng. Triệu Bân một bên đưa lưng về phía nhào nặn mắt, lại một bên nói thầm. Cái nào không đúng đây? Đại La Thánh nữ tu vi không đối với, theo Vân Thương Tử lời nói, 800 năm trước, vị kia chính là tiên tông thánh nữ, cho nên ít nhất 800 tuổi, nhưng vì sao mới chỉ huyền tiên tu vi? Có thể làm Đại La tiên tông thánh nữ người, thiên phú không nên sẽ không như thế kém. Còn có hai loại khả năng, đối phương hàng tu vi hay là tự phong 800 năm. Nếu không thì thế nào nói là thiên tông trưởng giáo, đầu chính là dễ dùng, hắn đoán hai loại khả năng đều hoàn toàn đúng, Đại La thánh nữ xác thực hàng tu vi, mà cái này 800 năm, cũng cơ bản đều tại tự phong trạng thái. Sao chạy tới đây, Triệu Bân còn tại nhào nặn mắt. Đường đường một mạch tiên tông thánh nữ, cái này chạy cũng quá xa. Xa một chút không có chuyện gì, nhưng tu vi thiếu chút nữa nhi ý tứ. Cái này như bị mặt trời lặn người của thần giáo gặp được. Thánh nữ chắc chắn phải chết. Có người đang tìm ngươi, coi chừng. Triệu Bân nhắc nhở một tiếng, cũng vì cảm ơn Trường Sinh Tiên. Là Trường Sinh Tiên truyền hắn Trường Sinh Quyết, ân tình này hắn phải nhớ kỹ. Trường Sinh Tiên mặc dù đã không có ở đây, nhưng đồ nhi còn sống, đi cái nào tản bộ đều hảo, cũng không thể bị mặt trời lặn người của thần giáo bắt. Nhắc nhở của hắn, để Đại La Thánh nữ lại một lần chết mắt. Nàng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, còn cất giấu một chút mê mang. Trên thực tế, nàng thời khắc này trạng thái so Triệu Bân tưởng tượng phức tạp hơn, không chỉ hàng tu vi, nguyên thần còn ra vấn đề, căn bản liền không biết chính mình là ai, liền Đại La Tiên Tông cũng cùng nhau quên mất. Ngươi, là ai? Đại La Thánh Nữ vấn đạo. Sư tôn ngươi bạn cũ. Triệu công tử cười cười. Sư tôn, thánh nữ trong mắt lại nhiều một tia mê mang. Nàng cái này một bộ thần thái, nhìn Triệu công tử nhíu mày, cô nương này sợ là đầu óc không bình thường a. Là được một loại nào đó chứng mất trí nhớ sao, là bị người xóa ký ức sao? Thậm chí liền sư tôn đều không nhớ rõ. Tiểu tử, có bảo bối. Triệu Bân buồn bực lúc, lại ngửi Vân Thương Tử ngôn ngữ. Lão đầu nhi này rất kích động, tàn hồn chiến tặc lợi hại. Mà hắn nói tới món kia bảo bối, chính là trên giá hàng một bộ cổ thư, tiệm thuốc bán không chỉ dược thảo, còn có mấy cái kệ hàng bày đầy hồ sơ, có bí thuật công pháp, ngoài ra còn có đạo cảm ngộ. Cái này, là nó không thể nghi ngờ. Cái này lại là bảo bối. Triệu công tử tiện tay cầm sách cổ, lật ra sau đó ngừng lại sững sờ. Đây là một bộ không có chữ sách, trống không một mảnh, không có nửa chữ. Tiểu tử ngươi nhặt được bảo, Vân Thương Tử cười nói. Cái này không có chữ A, Triệu Bân lăn qua lộn lại quét lược. Trong đó cũng không phải là không có chữ, là ngươi không nhìn thấy. Vân Thương Tử thoại ngữ ung dung. Đây là đạo kinh, thượng trung hạ tổng cộng có 9 quyển, là đạo gia vô thượng bí tông, tĩnh tâm lĩnh hội mới gặp chữ đạo. Quỷ quái như thế sao? Triệu Bân còn tại lật xem. Sau khi xem, hắn lại tại trên giá hàng một hồi tìm kiếm. Chỉ tiếc, lật tung rồi kệ hàng, cũng chỉ có cái này một bộ. Hắn vô ý thức xem qua một mắt cửa hàng ông chủ, lão đầu nhi kia không phải là đạo gia truyền thừa A, bằng không thì vì sao lại có đạo gia bí tông, nhưng cái này cũng không đúng. Lão đầu là choáng váng sao, cầm đạo kinh ra bán. Hắn hơn phân nửa cũng không biết, Vân Thương Tử cho cái ngờ tới. Có thể a, Triệu Bân thu con mắt, đạo kinh nắm thật chặt. Hắn không đi, lại tại trong cửa hàng vòng tới vòng lui, làm không tốt còn có bảo vật. Hắn cái này du lịch lúc, lại càng nhiều người đi vào tị nạn, không thiếu bạo người có tính khí, hùng hùng hổ hổ, bởi vì chúng mạnh kéo bè kéo lũ đánh nhau, trong thành nhân đại nhiều gặp nạn, tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Đạo hữu, Đại La Thánh Nữ theo sau. Triệu Bân vội vàng hoảng giấu tiên con mắt, liền sợ bị trói mắt. Còn có Vân Thương Tử, lúc này cũng là trung thực. Ngươi biết sư tôn ta là ai? Đại La Thánh Nữ một tiếng nhẹ. Tiên tử, ngươi sẽ không mất trí nhớ a? Triệu Bân nhỏ giọng vấn đạo. Ta cũng không biết, Đại La Thánh Nữ xoa nhẹ mi tâm, trạng thái rất không bình thường, muốn nhớ lại vẫn cứ gì cũng không nhớ rõ, lại càng không biết vì cái gì lưu lạc đến đây. Cả người ngơ ngơ ngác ngác. Triệu Bân hai ngón khép lại, đặt ở nàng mi tâm. Đại La Thánh Nữ có chút kháng cự, nhưng cũng không né tránh. Nhìn lén một phen sau, Triệu Bân lông mi không khỏi nhăn xuống, như hắn sở liệu, cô nương này không bình thường, ký ức gần như trống rỗng, hơn nữa nàng nguyên thần phía trên, còn cất giấu một cỗ lực lượng thần bí.
Chính là cái kia cổ sức mạnh thần bí quấy phá, mới khiến cho nàng ký ức trống không. Không cần hỏi lại, Đại La Thánh Nữ cái này 800 năm định ra gì biến cố. Hắn thậm chí chắc chắn, Đại La Tiên Tông bên kia còn không biết Thánh Nữ thành như vậy. Khục khục. Vân Thương Tử ho khan một tiếng, lời nói bên trong ngụ ý cũng rõ ràng. Như thế danh mục mở to sở nhân ra, người cô nương cũng đỏ mặt. Triệu Bân Thu suy nghĩ, ý thức được thất thố, lại vội vàng hoảng thu tay lại. Đại La Thánh Nữ thì đầy mắt chờ mong, mong đợi Triệu Bân có thể nói cho nàng một chút bí tân, thí dụ như nàng là ai, lại đến từ cái nào, tại sao lại biến thành dạng này, nàng một đường mê mang, nhu cầu cấp bách một đáp án. Qua xoa, Vân Thương Tử hô to một tiếng, lại không có dấu hiệu nào. Hắn lúc này sợ là mới phản ứng được, hoặc có lẽ là, hắn mới nhìn ra trước mặt vị này là ai. Cái này mẹ nó là Đại La Thánh Nữ a. Mặc dù bị bí pháp che, nhưng nhìn lâu có thể nhìn ra manh mối. Ăn hết, Triệu Bân lấy một khỏa đan dược. Đan này cấp bậc không thấp, đối với mất trí nhớ người rất có công hiệu. Đại La Thánh Nữ cũng là thực sự, đối với hắn lại không có chút nào lòng đề phòng, nghĩ cũng không nghĩ liền ăn, nàng mặc dù mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa là người liền ngu dại, có thể nhìn ra Triệu Bân trong mắt cũng không ác ý, chẳng những không có ác ý. Còn ẩn giấu vẻ lo âu, mà loại này lo nghĩ để nàng rất cảm thấy ấm áp. Nàng cũng đầu óc có bệnh, Vân Thương Tử một tiếng nói thầm. Cũng, vì cái gì nói cũng đâu, bởi vì người nào đó đầu óc cũng không bình thường. Lão đầu nhi cảm thấy tân tiên, thật rất có ý tứ, trường sinh tiên đồ nhi được chứng mất trí nhớ, mà không niệm thiên đồ nhi, cũng là một cái ký ức không trọn vẹn chủ, Đại La Tiên Tông nuôi cũng là nhân tài. Triệu Bân không rảnh lý tới hàng này, chỉ nhìn Đại La Thánh Nữ. Cùng với dược lực một chút tan ra, thánh nữ nhiều đau đớn sắc. Triệu Bân có thể rõ ràng trông thấy, quấn quanh ở thánh nữ nguyên thần bên trên lực lượng thần bí, lại bắt đầu quấy phá, đem tỉnh lại trí nhớ dược lực, lại từng chút một hóa diệt, thậm chí một khỏa đan dược ăn chùa. Là mặt trời lặn cấm chú, Vân Thương Tử ung dung một lời. Mặt trời lặn cấm chú, Triệu Bân nhìn về phía cổ tay tàn hồn. Mặt trời lặn cấm chú chính là mặt trời lặn thần giáo chú pháp một trong. Là mặt trời lặn lão tổ khai sáng tại ngàn năm trước. Vân Thương Tử giải thích nói, này cấm chú không quá mức lực sát thương, lại có thể như một dấu ấn điêu khắc trong nguyên thần, có thể quấy dày tâm cảnh, có thể xóa đi người ký ức, thời gian lâu, còn có thể bị điều khiển. Nhưng có phá chú chi pháp, Triệu công tử vội vàng hoàng vấn đạo. Tha thứ lão phu bất lực, Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Triệu Bân không hỏi nhiều, lại nhìn Đại La Thánh Nữ, viên đan dược kia ăn chùa. Ký ức từ không khôi phục được, đã gian ác cấm chú, chắc chắn dược thạch bất lực, phải tìm bậc đại thần thông giúp giải thích chú ấn. Lại tới, Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Nói đi, hắn liền thận trọng thu lại hồn lực. Triệu Bân theo bản năng trách mắt, nhìn phía cửa hàng lối vào chỗ, có thể gặp ba đạo nhân ảnh đi tới, chính là ba cái kia mặt trời lặn người của thần giáo, hai cái kim bào lão giả cộng thêm một cái thanh niên mặc kim bào. Ba người tất cả ánh mắt như đuốc. Đi vào liền đảo mắt người ở chỗ này. Không cần hỏi thăm, liền biết bọn hắn tại tìm Đại La Tiên Tông Thánh Nữ. Triệu công tử tay chân trơn tru, không đợi đối phương xem ra, liền lôi kéo Đại La Thánh Nữ đi cửa hàng chỗ sâu, còn cho hắn phủ một kiện áo bào đen, vì thế cửa hàng cuối cùng lớn, trong thời gian ngắn phát giác không được. Là cái này không tệ. Đệ nhất kim bào lão giả lấy một cái la bàn, đặt cái kia một hồi điều khiển. Đây là một cái kỳ dị la bàn. Nhất định vị truy tung, tìm người thật tốt làm cho. Đi đâu? Ba người bằng la bàn định vị, truy hướng về phía cửa hàng chỗ sâu. Thế nhưng, bọn họ nói cao một thước, Triệu công tử cái kia một trượng, đã cho Đại La Thánh Nữ toàn thân trên dưới, đều thoa khắp quỷ dị bột đá, dùng cái này tới ngăn cách người sống khí, trực tiếp nhét vào vĩnh hằng giới. Ân. Ba người tìm được, lại đột nhiên ngừng. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, khí tức đối phương hư không tiêu thất. Đây mới là lạ, cái kia người sống sờ sờ nói không có liền không có, vẫn là nói đối phương đã có phát giác bỏ chạy. Khả năng này rất nhỏ, bởi vì la bàn thời khắc tại định vị, cho dù chạy cũng sẽ có quỹ tích. Cũng chính là nói, đối phương còn ở lại chỗ này cái cửa hàng. Khó tránh khỏi là một loại che lấp chi pháp. Tìm, đệ nhất kim bào lão giả lạnh quát, thật sự ai cá cha. Hai vị khác từ cũng không nhàn rỗi, tia, a cái kia cẩn thận. Bọn hắn không tìm được Đại La Tiên Tông Thánh Nữ, lại là bắt được một đầu họ Triệu, đang đặt cái kia mù tản bộ, bị ba người tập thể khóa chặt, cố
cũng bị ba người tập thể nhận ra, là lúc trước gặp người kia. Đích thật là đặc thù huyết mạch, ba người đều xuống kết luận. Chỉ tiếc, tiểu bối này không lộ ra bản nguyên, không biết là cái nào truyền thừa. Nhưng vô luận là cái nào, bọn hắn đều phải định rồi, kéo trở về một nồi nấu. Đi theo ta. Đệ nhất kim bào lão giả thản nhiên nói, không phải thương lượng mà là mệnh lệnh. Hai vị khác thì ngăn ở hai phe, thế nào nhìn đều giống như ba cái lưu manh, chặn lại một cái học sinh tốt, trách trách hô hô cho người ta đòi bảo hộ phí, hơn nữa về nhà còn không thể cùng nhà mình đại nhân nói. Đi cái nào, Triệu công tử vấn đạo. Đi liền biết, ba người đều nói. Ta không đi, Triệu Bân lúc này lắc đầu. Không phải do ngươi, đệ nhất kim bào lão giả dò xét đại thủ. Triệu công tử sớm đã có đoán trước, sớm một bước độn mở, hơn nữa còn đẩy ngã một hàng kệ hàng, tạo cái động tĩnh lớn, là làm cho cửa hàng ông chủ nhìn, nhìn thấy không có, có người ở ngươi chàng tử nháo sự. Đi đâu? Vốn đang xem người đánh nhau 60 lão nhân, ngoái nhìn nhìn về phía cửa hàng. Những gì thấy trong mắt, chính là ba cái lão lưu manh, đang khi dễ học sinh tiểu học. Muốn nói cái kia học sinh tiểu học, thực sự là thuộc chuột, cái kia bắp chân chân không là bình thường trơn tru. Hơn nữa đi đâu cũng là cái động tĩnh lớn, đem hắn cửa hàng từng hàng kệ hàng, đẩy ngã cái này đến cái khác, trên giá hàng tài liệu rơi là tả trên đất, bình ngọc rơi xuống đất âm thanh, chính xác thanh thúy vang dội. Cái nào chạy? Tiền bối cứu ta. Đều cho lão phu dừng tay. Lăn. Ai nha? Dưới ánh trăng cổ thành, hỗn loạn không chịu nổi. Không biết bao nhiêu người tham chiến, hội đồng càng làm càng lớn. Thật tốt một tòa thành. Bởi vì chiến hỏa biến phế tích bừa bộn. Bịch, đoàng, ngoại giới làm hừng hực khí thế, cái nào đó cửa hàng động tĩnh cũng không nhỏ. Tự đứng ngoài đi nghe, bảy bên trong tất cả đều là đinh linh ầm tiếng vang, như có một đám cường đạo nhập thất trộm cướp, trong phòng một trận xoay loạn đập loạn, thậm chí ấm trà chén rượu, nổi bát bầu bồn, nát một chỗ. Rất nhanh, tiếng ồn ào chôn vùi. Có như vậy bốn một nhân tài, bị đánh cũng bị buộc. Cũng chính là Triệu công tử cùng mặt trời lặn thần giáo ba người. Là 60 lão nhân phát huy, nhanh gọn đem bọn hắn quật ngã. Mắt phụng về, đúng là một tôn tiên vương. Triệu Bân đầu choáng, Vân Thương tử cũng không tốt gì. Thật đúng là, đi đâu đều có ngọa hổ tàng long hạng người, quỷ hiểu được một cái tiệm bán thuốc lão bản, đúng là một tôn hàng thật giá thật đạo hư cảnh, khó trách thành bên trong đánh nhau, lão gia hỏa này không có sợ hãi, mà lại, còn cất tay. Dựa khung cửa nhàn nhã thưởng thức vở kịch, người có phách lối tư bản. Hắn, đúng là một tôn tiên vương. Đồng dạng khiếp sợ, còn có mặt trời lặn thần giáo ba người mới. Bọn hắn là trở tay không kịp cho nên mới bị trùy vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong tiệm bên trong khách nhân, cơ bản đều khẽ nhếch miệng, liền bạo tính cách mấy vị kia cũng đều trung thực, mới một màn bọn hắn thấy rõ ràng, ba tôn thái hư cảnh cùng một tôn huyền tiên bị nhẹ nhõm quật ngã. Tiền bối. Là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Thứ nhất áo bào màu vàng lão giả bận bịu hoảng nói, cuối cùng là buông xuống khoan dung. Mặc dù đây chỉ là một tôn nhỏ tiên vương, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể gây. Mới, người có phải hay không mắng lão phu tới. 60 lão nhân từ trong tay áo lấy ra một cái đao mổ heo, dùng khăn lau sát kéo lau đi. Đao là bóng loáng, nhìn ba người kia lạnh thấu tim, đây là muốn diệt bọn hắn. Nhìn Triệu công tử. Cũng là một trận mắc tiểu, hắn chỉ muốn đem động tĩnh làm lớn, xong tại thừa cơ chạy đi, ai có thể nghĩ lão đầu nhi này, đúng là một tôn tiên vương, hơi kém bắt hắn cho đánh tan khung. Là chúng ta lỗ mãng, mong rằng tiền bối thứ tội. Mặt trời lặn thần giáo ba người lại nói, sợ không thể lại sợ. 60 lão nhân tạm thời coi là không nghe thấy, còn tại sát đao mổ heo. So sánh ba vị này, hắn càng hiếu kỳ cái này huyền tiên cảnh tiểu tử. Cái này hình như là một cái đặc thù huyết mạch, lấy hắn tiên vương tầm mắt, đúng là nhìn không ra truyền thừa, chỉ biết này hàng khí huyết tinh thuần dị thường. Hắn cái này xem xét, nhìn Triệu công tử toàn thân gió mát nhi siêu siêu. Đánh giá sai lão đầu nhi này tu vi, hôm nay sợ là có một kiếp. Nhìn Vân Thương tử, có vẻ như so Triệu công tử càng sợ, hắn vừa mới từ viễn cổ cấm khu nhặt về một cái mạng, dày vò 800 năm, cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời. Cũng không muốn tại trên đường về nhà gãy ở đây. Tiền bối, mong rằng cho mặt trời lặn thần giáo một cái chút tình mọn. Thứ nhất áo bào màu vàng lão giả ngồi thẳng một điểm, chuyển hậu trường hù dọa người. 60 lão nhân nghe nhíu mày, trên dưới quét lượng một phen ba người này,
công pháp rất là kỳ dị, thể phách bừng tỉnh giống như cất giấu một vòng cực nóng mặt trời, như chưa nhìn lầm, bọn hắn sở tu nên mặt trời lặn tiên kinh. Chỗ hư hao tài vật, ta mặt trời lặn thần giáo 3 lần bồi thường. Thấy 60 lão nhân đầy dẫy thâm thúy, thứ nhất áo bào màu vàng lão giả còn nói thêm. Tư thái của hắn đã thả đầy đủ thấp, giờ phút này cái gì đều không có bảo mệnh thực sự. 60 lão nhân sát khí tiêu tán một điểm, cũng cuối cùng là thả đao mổ heo, mặt trời lặn thần giáo mà. Cũng không phải dễ trêu, đồng dạng là tiên vương, mặt trời lặn tiên vương có thể một chưởng đem hắn đánh cho tàn phế. Như thế, mặt mũi vẫn là muốn cho. Hắn phật tay giải 3 người phong ấn, xem như đáp ứng đối phương điều kiện. Thứ nhất áo bào màu vàng lão giả bận bịu hoảng cầm túi chữ vật, thật sự 3 lần bồi thường, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, kia đều không gọi sự tình, hắn mặt trời lặn thần giáo tên tuổi, tại xa xôi tinh vực cũng giống vậy dễ dùng. Cái kia mát mẻ cái kia đợi đi, 60 lão nhân thản nhiên nói. Không dám, 3 người cười ha ha, quay đầu vọt không còn hình bóng. Bọn hắn tuyệt không đi xa, tìm một cái bí ẩn vùng đất ẩn núp. Mặt trời lặn thần giáo tiền cũng không thể hoa trắng, phải đem kia đặc thù huyết mạch bắt. Nói đến đặc thù huyết mạch, Triệu công tử còn đặt kia cột đâu. Mà 60 lão nhân cái này mang theo đao mổ heo, ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, mới kia 3 vị có hậu đài, tên tiểu bối này hẳn không có. Ta cũng 3 lần bồi thường, Triệu Bân cười ha hả nói. Ta không thiếu tiền, 60 lão nhân lại sát đao mổ heo. Lời này ngụ ý rất rõ ràng. Lão phu muốn cho ngươi thả một chút máu. Triệu công tử hít sâu một hơi, sư tôn ta chính là bất niệm thiên. Truyền hậu trường ai không biết a? Đại La Tiên Tông tên tuổi hẳn là cũng không kém. 60 lão nhân nghe lại nhíu mày, hắn biết mặt trời lặn thần giáo, sao có thể không biết Đại La Tiên Tông, chính là hồng hoang đại lục một cái quái vật khổng lồ, luận nội tình cùng căn cơ, không hề yếu kia mặt trời lặn thần giáo, về phần bất niệm thiên, cô nương kia nhi cũng không dễ chọc. Toàn bộ hồng hoang đại lục đều biết. Làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài. 60 lão nhân cười nhìn Triệu công tử. Vãn bối có tín vật, Triệu Bân cũng ngồi thẳng, nói chứng chạc đàng hoàng. Kia đến nhìn một cái. 60 lão nhân lại nhẹ phẩy tay, giải Triệu Bân phong ấn. Triệu công tử ngược lại là nghĩ thoáng trượt, ngẫm lại vẫn là bỏ đi ý niệm này. Đây chính là một tôn tiên vương cấp, nghĩ tại hắn ngay dưới mắt bỏ chạy, khả năng rất nhỏ, làm không tốt sẽ còn bị một trưởng diệt. Đã là không ra đột, vậy liền thủ tín vật. Cái gọi là tín vật, chính là kia mặc ngọc ban chỉ. Đây là trường sinh tiên chi vật, nên địa vị rất không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không nhờ hắn mang cho bất niệm thiên, về phần có thể hay không hù dọa vị này, kia liền không nói được, vạn nhất con hàng này không nhận ra vật này đâu. Mặc thiên ban chỉ, Vân Thương Tử một tiếng kinh dị. Cái này vật nhi hắn thấy qua, chính là Đại La Tiên Tông chí bảo. Có tư cách mang này ban chỉ người. Chỉ có Đại La Tiên Tông Thánh Chủ. Là hắn mắt phụng về sao? Này hàng thật là bất niệm thiên chân truyền đồ nhi. Đúng. Khẳng định là. Mặc thiên ban chỉ chính là chứng minh tốt nhất. Cũng chính là nói, tiểu tử này không có lừa hắn, sợ là thật gặp biến cố, thậm chí bị xóa ký ức, lúc này mới không nhớ rõ mộng tiên, không nhận ra Đại La Thánh Nữ, cái này mọi chuyện đều tốt giống như có thể thuyết phục. Liền cái này. 60 lão nhân tiếp nhận ban chỉ, trên dưới quét lượng. Vân Thương Tử nhận ra, không có nghĩa là hắn cũng nhận ra vật này. Đây là sư bá ta truyền ta, Triệu Bân ý tứ sâu xa nói. Người sư bá là vị nào? 60 lão nhân một bên nhìn một bên hỏi. Trường sinh tiên, Triệu Bân nói lời này lúc, sống lưng ưỡn đến mức tặc thẳng tắp. Giải rác 3 chữ, để 60 lão nhân thần thái biến rất mất tự nhiên, trường sinh tiên hắn biết, không chỉ biết, rất nhiều năm còn bị trường sinh tiên tu lý qua. Khi đó hắn còn không phải tiên vương. Sư bá ta tính tình, cũng không làm sao tốt. Hắn rất thương ta, không thể gặp người khác khi dễ ta. Triệu công tử đã bàn chân, đặt kia chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Nhưng, nói láo cũng không chịu nổi con hàng này diễn kỹ cao, nói giống như thật. Đơn giản chính là hù dọa lão nhân này, ngươi nhưng kiềm chế một chút, cẩn thận rước họa vào thân. 60 lão nhân nửa tin nửa ngờ. Bởi vì thật sự là hắn không nhận ra cái này ban chỉ, thật sự là trường sinh tiên chi vật. Hắn tốt xấu là một tôn tiên vương cấp, như bị tiểu bối cho lắc lư, chẳng phải là thật mất mặt. Kết quả là, hắn quyết định tìm người hỏi một chút. Nói tìm tìm, hắn một tay mò về đường cái. Xong việc, liền thấy một người bị hắn xách nhập cửa hàng.
chính là thứ nhất áo bào màu vàng lão giả, còn ở bên ngoài miêu đâu. Cái này không để ý lại bị túm vào, ai bảo con hàng này là một tôn tiên vương đâu. Chỗ thì thần thông đoạt thiên tạo hóa, hắn tránh đều trốn không thoát. Nhưng nhận ra vật này, 60 lão nhân sáng ban chỉ. Mặc thiên ban chỉ, thứ nhất áo bào màu vàng lão giả bỗng nhiên giật mình. Liền Vân Thương Tử đều nhận ra cái này vật, thân là Đại La Tiên Tông cửu gia, cái kia lại không biết, nguyên nhân chính là biết hắn mới kinh dị, này ban chỉ đã biến mất nhiều năm, như thế nào hiện thân tại cửa hàng này. Vật này là lai lịch ra sao? 60 lão nhân thuận miệng hỏi một câu. Đại La Tiên Tông thánh chủ tín vật, thứ nhất áo bào màu vàng lão giả nói. Lời này mới ra, 60 lão nhân không có thế nào cầm chắc ban chỉ, suýt nữa rơi trên mặt đất. Hắn nhìn Triệu Bân ánh mắt, cũng trở nên không ra thế nào đồng dạng, con hàng này sẽ là Đại La Tiên Tông thánh chủ. Đại La Tiên Tông đầu óc nước vào rồi, Đại La Tiên Tông không ai rồi, tìm nhỏ Huyền Tiên làm trưởng giáo. Đại La Tiên Tông, thánh chủ tín vật. Triệu công tử trong lòng cũng kinh dị, không ngờ tới ban chỉ lai lịch như thế lớn. Hắn ngây thơ vô tri, nhưng người ở chỗ này lại bởi vậy vật nổi lên gợn sóng, trước nói áo bào màu vàng lão giả, hai mắt đã cực điểm nhắm lại, hắn là phụng mệnh đuổi bắt Đại La thần nữ, lại đụng vào Đại La Tiên Tông thánh vật, lại nói 60 lão nhân, giờ phút này nhìn Triệu công tử cái kia ánh mắt, đều hiền lành không ít. Hắn không thể trêu vào mặt trời lặn thần giáo, từ cũng không thể trêu vào Đại La Tiên Tông. Càng không nói đến, tiểu tử này vẫn là Đại La Tiên Tông đương đại thánh chủ. Nhỏ Huyền Tiên cũng không đáng sợ là nó thân phận, trưởng giáo đại biểu là toàn bộ Đại La Tiên Tông, dám đối cái này nhỏ hậu bối bất lợi, chạy đến tìm hắn uống trà nói chuyện trời đất, cũng không chỉ là Bất Niệm Thiên. Ngươi, có thể đi, 60 lão nhân lại sẽ ban chỉ còn cho Triệu Bân. Còn qua về sau, hắn mới phát giác không ổn, bởi vì mặt trời lặn thần giáo người còn tại trận đâu. Hắn cử động này không quan trọng, nháy mắt đem cái này nhỏ Huyền Tiên, đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Thử nghĩ, Đại La Thánh Chủ như bởi vì hắn chôn thây, toàn bộ Đại La Tiên Tông sợ là sẽ phải không chết không thôi. Vãn bối cáo từ. Không đợi 60 lão nhân có chút ngôn ngữ, thứ nhất áo bào màu vàng người liền dẫn đầu rời trận. Nói lui không xác thực cắt, cái kia hẳn là nhanh chân chuồn đi, Đại La Tiên Tông Thánh Chủ là bực nào tồn tại, thân phận lại là cỡ nào tôn quý. Nếu nói tiểu tử này là một người chạy đến tản bộ, quỷ đều không tin, tất nhiên có không ít cường đại hộ vệ, mà lại tuyệt không phải thái hư cảnh, ít nhất phải hai tôn chuẩn tiên vương. Cho nên, bọn hắn vẫn là sớm đi cho thỏa đáng. Nhìn 60 lão nhân, cười đều cười mất tự nhiên. Tiểu bối này thân phận đã xác định, hộ vệ của hắn hơn phân nửa tại lân cận, cái này như chạy đến tìm hắn trò chuyện, cho dù là chuẩn tiên vương, hắn cũng không chịu đựng nổi. Bởi vì Đại La Tiên Tông người đều rất chống đánh. Vãn bối cáo từ. Triệu Bân cầm Mặc Thiên ban chỉ, cũng quay người không còn hình bóng. Hắn lấy ở đâu cái gì hộ vệ, nhiều nhất chẳng qua hai tôn tiên vương con rối, thừa dịp ban chỉ uy hát yêu ta vẫn còn, sớm chuồn đi mới là thượng sách, hơn nữa còn không thể quá rêu rao, tỉnh bị mặt trời lặn thần giáo để mắt tới. Trên thực tế, hắn đã bị để mắt tới. Bởi vì trong cửa hàng, còn có không ít quần chúng. Chờ xem, chuyện này không lâu liền sẽ bị truyền ra. Đến lúc đó, đến tìm hắn cũng không chỉ là Đại La Tiên Tông người, không chừng có Đại La Tiên Tông cửu gia, liền thí dụ như mặt trời lặn thần giáo, như hắn hình dạng bị truyền trở về, hơn phân nửa kinh động mặt trời lặn tiên vương. Chuyện này, làm có tỉ vết. Triệu công tử bỏ chạy lúc, còn tại không ngừng đập trán. Khó trách năm đó trường sinh tiên dặn đi dặn lại, không được đem ban chỉ gặp người, nguyên là cái này ngụ ý. Đại La Tiên Tông thánh chủ tín vật, sao có thể tùy tiện đưa cho người nhìn, kia là không có việc gì tìm kích động. Là hắn chủ quan. Cái này kích động tìm là thật kích động. Hắn phải mau chóng đem ban chỉ đưa trở về. Oanh, ầm. Đợi hắn thoát ra rất xa, vẫn như cũ có thể nghe thấy trong thành oanh minh. Kéo bè kéo lũ đánh nhau một đám lão bối, sợ là thật muốn không chết không thôi. Đóng cửa. 60 lão nhân lại không tâm tình xem kịch. Đem khách nhân đều đuổi ra cửa hàng. Mà hắn, cũng liền đêm cuốn gói rời đi, chỉ vì hắn tham dự một trận không nên tham dự ân oán, mặt trời lặn thần giáo cùng Đại La Tiên Tông thế nhưng là thế lực đối địch, bất kỳ cái gì một phương đều có thể đến tìm hắn. Lúc đầu chuyện này không có như thế lớn, hết lần này tới lần khác chỉnh ra một cái Đại La Thánh Chủ. Liên quan đến một mạch truyền thừa đương đại trưởng giáo, vậy thì không phải là trò đùa. Cái gì,
Đại La Tiên Tông Thánh Chủ. Cái gì, Đại La Thánh Chủ là cái nhỏ huyền tiên? Thiên chân vạn sát, Mặc Thiên Ban chỉ trong tay hắn. Đúng như Triệu công tử suy đoán, một ít sự tình như sinh cánh, trong một đêm trôi hướng bốn phương, chuyện tốt người đều trang bị tinh lương, nói mê sảng sợ là không ai tin, đều phối hữu ký ức tinh thạch. Cái gọi là ký ức tinh thạch, khắc lục đều là trong cửa hàng chứng kiến hết thảy. Có ngày đó hình tượng làm chứng, hoài nghi thanh âm nháy mắt bị kinh dị thủy triều bao phủ. Không ai nghĩ đến thông, truyền thừa xa xưa Đại La Tiên Tông, đúng là tìm một cái nhỏ huyền tiên làm trưởng giáo, cho dù là tiên tông lại xuống dốc, cũng sẽ không như vậy không chịu nổi đi. Thế nào sắp xếp đều chưa có xếp hạng huyền tiên. Bắt sống, cầm lại Mặc Thiên Ban chỉ. Như lời nói này, cũng tại rất nhiều thế lực vang lên. Cũng như Triệu Bân chỗ đoán được, Đại La Tiên Tông các cửu gia, đã ở âm thầm bắt đầu hành động, ai bảo Mặc Thiên Ban chỉ tại hắn cái này đâu. Thậm chí thế nhân đều đem cái này huyền tiên, xem như Đại La Thánh Chủ, lần này đi hồng hoang xa xôi đường xá, sợ sẽ không bình tĩnh, nửa đường định sẽ có người tới chắn giết. Đem hắn mang về. Không, ta tự mình đi. Yên tĩnh đêm, Đại La Tiên Tông cũng có lời nói vang vọng. Cũng là yên tĩnh đêm, có một bóng người xinh đẹp đạp trời mà ra. Kia là Bất Niệm Thiên, cũng là Đại La Tiên Tông bây giờ thay mặt trưởng giáo, hàng thật giá thật tiên vương đỉnh phong, nếu là cơ duyên đầy đủ, nàng có hy vọng phong vị thần minh, kém nhất, cũng có thể là một tôn bán thần. Như Triệu Bân ở đây, gặp nàng chắc chắn kinh ngạc. Bởi vì nàng là người quen, rất đẹp rất lãng mạn. Bên này, Triệu công tử lại đến một mảnh mới tinh vực, nhìn một chút tinh không đồ, cách hồng hoang còn rất xa, tinh không trận dù sao truyền tống có hạn, nếu là dùng vực môn, sẽ cực lớn rút ngắn thời gian. Tiểu tử, ngươi nhưng có thành thân, Vân Thương tử cười ha ha. Xong, hắn mới bổ sung nửa câu sau, lão phu có cái tiểu tôn nữ. Dáng dấp nhưng thủy linh, Triệu Bân một bên nhìn tinh không đồ một bên thuận miệng hỏi. Tư sắc không kém nhà ngươi thánh nữ, Vân Thương tử nói, còn truyền ra một bộ hư ảo chân dung, đúng là hắn nhà bảo bối tiểu tôn nữ, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có gạt người, sinh chính là dung nhan tuyệt thế. Không sai, Triệu Bân thấy chi cười vui thoải mái. Vân Thương tử thấy càng thoải mái, quay đầu giới thiệu một chút. Như Đại La Thánh chủ làm nhà hắn con rể, vô cùng có mặt mũi. Trên thực tế, Triệu Bân không phải tại cho chính mình chọn nàng dâu, mà là cho hắn thiên thu thành quang côn nhóm, như ma tử A. Dương tà A, rất đằng A, kéo qua tùy tiện chọn, chuẩn có coi trọng. Còn không biết tục danh của ngươi. Vân Thương tử cười hỏi. Ta gọi Triệu Tử Long, Triệu công tử tiện tay tế ra trận đài. Tử Long A, ra ra ta phải nói hai ngươi câu. Đừng chuyện gì đều che giấu, cùng lão phu tâm sự. Ta cũng không phải người ngoài, ngày sau sẽ còn thân càng thêm thân. Vân Thương tử như thành một cái nói nhiều, một lời tiếp một câu không mang ngừng, chủ yếu là hắn giọng nói chuyện, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nghiễm nhiên tựa như một cái ra ra, lại cho cháu dễ giảng đại đạo lý. Triệu công tử nghe một mặt không hiểu. Lão nhân này hôm nay sợ là chưa tỉnh ngủ à. Chẳng qua Vân Thương tử nói tới, có vẻ như không có mau bệnh, nếu là cháu gái của hắn làm thiên thu thành nhi con dâu, cũng không chính là thân càng thêm thân mà. Như thế một cái rau xanh, nhất định phải thiên thu thành đến ủi. Ông! Hai người chính nói lúc, chợt nghe vĩnh hằng giới ông run lên. Không đợi Triệu Bân thấp mắt nhìn, liền thấy Đại La Thánh nữ bị ném ra. Cái này, cái gì cái tình huống? Triệu Bân đưa tay đón lấy Đại La Thánh nữ. Sau đó, liền gặp hắn bị chấn lộn ra ngoài, là Đại La Thánh sao sao bên trong có một cỗ sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt này khôi phục, chính là cái này một cỗ sức mạnh đáng sợ, chấn hắn ho ra đầy máu. Đợi đứng vững, hắn mới biết này biến cố mánh khóe. Là Thánh nữ dị biến, đang say giấc nồng phá hắn phong ấn. Đồng dạng bị phá còn có bột đá, không có bột đá ngăn cách người sống khí, cũng không liền bị ném ra, vĩnh hằng giới khó chơi, trừ hắn cái này vĩnh hằng huyết mạch. Cái khác vật sống thấy ai cũng sẽ ném. Ngô! Đại La Thánh nữ tiếng rên nhẹ không ngừng, tại trận đài trong thông đạo lảo đảo. Nàng thần sắc đau khổ, khóe mắt còn có máu tươi trôi tràn, thần nhãn khi thì hiển hóa. Triệu Bân nhìn hai mắt nhắm lại, là mặt trời lặn cấm chú tại quấy phá, tại ăn mòn Đại La Thánh nữ tâm cảnh, thậm chí nàng thần trí đều biến hơi có vẻ ngây ngô, cái gọi là dị biến, chính là như vậy tạo thành. Nhanh, đưa nàng phong ấn. Vân Thương tử liền nói ngay. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng đã mở phong cấm bí pháp.
kia là một đạo hư ảo đại phù, từ phía trên đặt ở thánh nữ trên thân, có cổ xưa bí văn lưu truyền, một đạo tiếp một đạo khắc vào trong cơ thể nàng, phòng nàng thể phách cũng cầm giữ nàng nguyên thần. Triệu Bân thấy chi, lại xách ra tê dần túi bột đá. Nhưng, hắn cái này mới tiến lên, thánh nữ liền phá phong ấn. Hắn là đuổi kịp quá khéo, không để ý nhi lần thứ hai bị chấn lật, kia cỗ lực lượng thần bí rất khủng bố, siêu việt động hư cảnh, cũng không biết là chính nàng, vẫn là bị người ngoài phong nhập thể nội. Phong. Triệu Bân một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục đạo đại phù từ trên trời giáng xuống. Lần này còn nhiều phù văn dây xích, khóa thánh nữ tay cùng chân. Nhưng cái này, tại lực lượng thần bí trước mặt, vẫn như cũ không thế nào đủ nhìn, chẳng qua một cái chớp mắt liền bị phá phong, mà lại cỗ lực lượng kia, cũng trở nên cuồng bạo dị thường, chấn trận đài thông đạo đều ong ong thẳng run. Bức ta động mạnh. Triệu công tử tâm niệm vừa động, gọi ra Hạo Thiên Hạo Vũ. Vẫn là hai tôn tiên vương con rối dễ dùng, một trái một phải chống chọi đại la thánh nữ một đầu cánh tay ngọc, mặc nàng tiên khí bành trướng, mặc nàng lực lượng mãnh liệt, cũng kiếm không ra hai tiên vương khôi lỗi ràng buộc. Cấm. Triệu Bân trong tay áo bay ra một vùng ánh sáng, là một mảng lớn phong ấn phù. Xét thấy thánh nữ rất không thành thật, hắn trước trước sau sau đủ dán trên trăm đạo. Đến tận đây, thánh nữ mới lay động lắc đổ xuống, tại than nhẹ bên trong chìm vào mộng đẹp, thần sắc vẫn như cũ đau khổ, đặc biệt là khóe mắt, luôn có một tia máu tươi trôi tràn, thần nhãn đồng lực cũng là bạo ngược không chịu nổi. Nhiều dán cho dán mấy đạo, nàng sẽ còn tại dị biến. Vân Thương Tử nhắc nhở. Mặt trời lặn cấm chú thật tà dị, Triệu Bân thật sự là cầm một sấp phù chú tại dán. Dán dán, hắn tại thánh nữ trên thân, phát giác một đạo mịt mờ cổ xưa ấn ký. Kia là truy tung ấn ký, dấu rất che giấu, nếu không phải hắn có tiên nhãn, cũng vô pháp phát giác. Khó trách mặt trời lặn thần giáo tìm chuẩn như vậy. Triệu Bân nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp phá diệt ấn ký. Làm xong những cái này, hắn mới cho thánh nữ trên thân bôi bột đá, ngăn cách sinh khí, nhét vào vĩnh hằng giới, đây chỉ là quyền lợi kế sách, muốn phá diệt quỷ dị cấm chú, còn phải tìm đại thần thông giả. Tinh không. Triệu Bân đi ra trận đài. Hướng phương xa đi xem, mục có thể bằng chi địa, chính là một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con ánh sáng. Kia là một ngôi sao, trên bản đồ tinh không có đánh dấu, là niết bàn cổ tinh. Tương truyền, cổ xưa thời đại, hành tinh cổ này từng có một tôn tiên vương niết bàn thành thần, hậu thế xưng là niết bàn cổ thần, này tinh chi tên, cũng là bởi vì này mà đến, về phần là có hay không có việc, không thể nào khảo chứng, bởi vì năm tháng quá xa xưa, chưa chừng là hậu nhân bịa đặt. Vô luận thật cùng giả. Này cổ tinh đều lạ thường nổi danh. Cái kia cũng tính tu luyện thánh địa đi. Triệu Bân xách ra bầu rượu. Đồ có kỳ danh, Vân Thương Tử có lẽ là vừa tỉnh ngủ, ngữ khí có phần lười biếng. Đồ có kỳ danh, nói thế nào, Triệu Bân hiếu kỳ nói. Niết bàn tinh sao trời chi nguyên, sớm tại 8.000 năm trước liền đã bắt đầu suy bại. Vân Thương Tử lời nói ung dung, sao trời chi nguyên cùng loại ta trời chi bản nguyên, chính là cổ tinh căn bản. Lâu dài tháng dài trôi qua tiêu tán, từ gây càn khôn đại biến, nhất trực quan biểu hiện, chính là trên đó thiên địa linh lực, dần dần trở nên mỏng manh, như hoa cây cỏ mộc những cái này, không những không sinh dài, ngược lại còn khô héo, 8.000 năm tuế nguyệt quá lâu, niết bàn tinh cũng chỉ thừa thời đại huy hoàng một vòng ánh chiều tà. Vậy thật đúng là tiếc nuối, Triệu Bân một tiếng thổn thức, lại cho đại la thánh nữ thêm mấy đạo phong ấn, Vân Thương Tử nhắc nhở. Triệu Bân thăm dò lên bầu rượu. Lật tay chính là một sấp phù chú, lại cho thánh nữ ra phong ấn. Đoạn đường này, hắn cơ bản đều là làm như vậy, tinh không minh mông vô cương, tươi thấy bóng người, thánh nữ dị biến bị ném ra vĩnh hằng giới, cũng vẻn vẹn hắn một người biết được, nhưng nếu tiến cổ tinh, nhập bóng người căn cứ, nàng lại bị ném ra tới, vậy liền náo nhiệt. Phòng ngừa chu đáo. Để tránh thiếu chút nhiễu loạn, thêm chút phong ấn vẫn rất có cần thiết. Tiểu tử, người coi là thật không có hộ vệ. Vân Thương Tử tàn hồn run lên một cái. Ta ký ức bị xóa, có hay không ta cũng không nhớ rõ. Triệu công tử lại lừa gạt người. Hết lần này tới lần khác, Vân Thương Tử còn liền tin, chắc chắn Đại La Thánh chủ ra tới tản bộ lúc, là có hộ vệ, lại chỉ ít hai tôn chuẩn tiên vương, sở dĩ không gặp bọn hắn, hơn phân nửa là nửa đường gặp cái gì biến cố, thậm chí cùng nhà mình trưởng bối thất lạc. Còn có Đại La Thánh nữ, định cũng là bực này gặp phải. Nhắc tới hai cũng là không an phận, như thế thế đạo hỗn loạn, không có chuyện chạy đến đi lung tung cái gì,
ra tới một chuyến không sao, đều phải chứng mất trí nhớ, lại thánh nữ tự thân còn hoạn dị biến. May người ra tới mù tản bộ. Vân Thương Tử một tiếng nói thầm, như không có gặp được tiểu tử này, hắn giờ phút này còn tại viễn cổ cấm khu nhốt đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng một tia tàn hồn, cũng sẽ bị hao tổn diệt. Mộc lấy tinh huy, Triệu Bân nhập niết bàn tinh. Thật đúng là như Vân Thương Tử lời nói, này tinh thiên địa linh khí, dị thường mỏng manh, còn có cây cối thảm thực vật, cũng đều biểu lộ ra khá là linh khí thiếu thốn, liếc mắt nhìn qua, còn che một tầng hoang vu cô quạnh ý vị, hoàn toàn không xứng với niết bàn tinh nổi danh. Chờ đợi hành tinh cổ này kết cục, không khó suy đoán. Nhiều năm về sau, chắc chắn sống thành một viên tĩnh mịch cổ tinh. 800 năm, quả là đại biến dạng. Vân Thương Tử một tiếng buồn vô cớ, xem ra, hắn năm đó từng tới nơi này, cùng hắn trong trí nhớ niết bàn tinh, sợ đã khác nhau rất lớn, bởi vì này tinh sao trời chi nguyên, thời khắc đều tại suy bại. Triệu Bân cầm địa đồ, dẫm lên trời. Theo địa đồ chỉ thị, cách nơi đây 500 dặm bên ngoài, có một tòa to lớn cổ thành, trong thành có tinh không trận. Không cần một lát, Triệu Bân liền tìm được tòa thành kia. Nhưng, trên bản đồ đánh dấu thành trì, trong hiện thực lại một phái khô lạnh, nói là một tòa thành chết cũng không đủ, bởi vì hơn phân nửa tường thành, đều đã vùi lấp tại dưới cát vàng, chớ nói bóng người, liền một con chim nhỏ đều không nhìn thấy. Không biết được tinh không trận còn tại. Triệu Bân nói, chậm rãi đi vào cổ thành. Trong thành ngược lại là phòng ốc, cũng có rộng rãi phố dài, lại không hề giấu chân người, khắp nơi đều được cho bụi, thấu đầy tang thương khí tức, sợ là tại rất nhiều năm trước, trong thành người liền đã di cư tha hương. Có người sao? Triệu Bân hô kêu một tiếng. Thật lâu, cũng không thấy có người đáp lại, ngược lại là mấy gian phòng ốc, bởi vì nhìn không được sóng âm cùng năm tháng ăn mòn phong hóa, đón cát vàng ầm vang sụp đổ, nhìn Vân Thương Tử cái kia cảm khái vạn phần. Năm đó hắn lúc đến, thành này còn rất phồn hoa. So sánh trước kia, bây giờ đâu còn có nửa chút khói lửa. Triệu Bân vừa đi vừa nghỉ, đi vào trong thành tâm. Nơi đó bày biện một tòa tế đàn, lại là không gặp tinh không trận. Ngẫm lại cũng đúng, người đều đi không có, tinh không trận từ cũng sẽ dọn đi. Ai? Triệu Bân lưu lại thở dài, quay người liền muốn đi. Nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ nghe được cách đó không xa truyền đến sàn sạt thanh âm. Có người. Triệu Bân trong lòng nói, thẳng đến phương kia. Đợi xuyên qua hai con đường ngõ hẻm, mới thấy một cái lão nhân, tóc hoa râm xen lẫn, thương mộ vẻ già nua, mặc một bộ cũ nát áo bông, ngồi dưới tảng cây an tĩnh khắc tượng gỗ. Nói kia là một gốc cây già, chẳng bằng nói là một gốc cây khô, bởi vì trên cây không có nửa cái phiến lá, toàn bộ trụi lùi. Phàm nhân. Đây là Triệu Bân trông thấy lão giả về sau, cảm giác đầu tiên hạ kết luận. Không chỉ hắn, Vân Thương Tử cũng như vậy cho rằng, người không đến tiên lực chấn động. Hai người không biết đối phương tục danh, nhưng xưng nó cây khô lão nhân hẳn là không mau bệnh. Đang khi nói chuyện, Triệu Công Tử đã đi đến, tuyệt không ngôn ngữ. Chỉ trên dưới đánh giá cây khô lão nhân, xác định là một phàm nhân, không tiên lực chấn động, cũng không linh khí rong chơi, chỉ là một người bình thường. Nguyên nhân chính là một người bình thường, hắn mới kinh ngạc. Tòa này chim không thèm ị cổ thành, lại có phàm nhân. Người trẻ tuổi, từ chỗ nào phương mà tới, cây khô lão nhân hiền lành cười một tiếng. Kia là một cái, chỗ thật xa, Triệu Bân cười ngồi xuống. Nên một đường phong trần mệt mỏi. Cây khô lão nhân chưa ngẩng đầu, chỉ yên tĩnh tĩnh khắc lấy tượng gỗ, lại điêu khắc tinh tuyệt, một đao dừng lại, đem khối này hình người tượng gỗ, khắc sinh động như thật. Lão nhân gia, người ở tại tòa cổ thành này, Triệu Bân nhỏ giọng hỏi một câu. Thế hệ đều ở đây, không muốn cách cố hương quá xa. Cây khô lão nhân cười ôn hòa. Triệu Bân nghe trong lòng hiểu rõ, người lão càng nguyện lá dụng về cội, cái này nên lão giả này tâm nguyện, nếu như có một ngày, hắn cũng giàu hết đèn tắt. Cũng sẽ nghĩ táng tại tòa kia tên là quên cổ thành. Bên này, lão nhân đã thu tượng gỗ. Xong việc, hắn lại từ trên cây gãy một cây thân cây. Gặp lại, chính là hữu duyên, cây khô lão nhân hiền hòa cười một tiếng, lại cầm lấy cũ kỹ đao khắc, lúc này khắc chính là Triệu Bân, ngụ ý cũng rõ ràng, muốn đưa một khối tượng gỗ cho người hữu duyên này. Triệu Bân không có cự tuyệt, ngồi ở kia an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi lúc hắn cũng không quên nhìn lén. Chủ yếu vẫn là hoài nghi. Nhìn nhiều lần, hắn cũng không từ lão nhân trên thân tìm được nửa chút linh khí, cũng chính là nói, lão giả này thật sự là một phàm nhân, cùng tu sĩ không chút nào dính dáng,
càng là như thế hắn thì càng kỳ quái. Là phàm nhân không thể nghi ngờ, Vân Thương Tử truyền âm nói. Chính xác kỳ quái phàm nhân, Triệu Bân lẩm bẩm nói. Không lâu, cây khô lão nhân thả đao khắc, phủ nhẹ trên đùi mảnh gỗ vụn, đem tượng gỗ cho Triệu Bân, khắc duy diệu duy xinh đẹp, chỉ nho nhỏ một khối tượng gỗ, đem người nào đó diễn dịch chính là rất sống động. Đa tạ tiền bối, Triệu công tử bận bịu hoảng đón lấy. Lão hủ có chút mệt mỏi, cây khô lão nhân đứng lên. Tại Triệu Bân đưa mắt nhìn dưới, hắn là từng bước một dần dần từng bước đi đến. Triệu Bân nhìn tâm thần hoảng hốt, bởi vì hắn từ cây khô trên người ông lão, tìm được cổ xưa khí tức, có bao nhiêu cổ xưa đâu. Tựa như là một tôn lão thần minh, tại nghịch một đầu năm tháng trường hà mà đi. Nhìn một chút, liền không gặp cây khô lão nhân bóng dáng. Triệu Bân có chút kinh ngạc, Vân Thương Tử tàn hồn cũng đang rung động. Như vậy một người sống sờ sờ, mà lại còn là một cái không linh khí phàm nhân, có thể né qua bọn hắn ánh mắt, bên trên một cái chớp mắt còn tại kia đi. Cái này một giây dứt khoát liền bốc hơi khỏi nhân gian, quỷ dị không nói lên lời. Kỳ quái! Triệu Bân một tiếng nói thầm, cuối cùng là quay người rời đi. Về phần khối kia tiểu mộc điêu, hắn sẽ thật tốt chân tàng. Hồng Trần Tiên! Thê lương trong cổ thành, có như thế một tiếng lẩm bẩm ngữ. Là cái kia cây khô lão nhân, không biết cái kia tìm một cái chổi, một người yên tĩnh tính tảo hoàng càn quét tệ nạn cát, bên cạnh thân còn bày biện một chiếc cổ đăng. Đốt chính là tử sắc ngọn lửa, cuồng phong càng không có cách nào thổi tắt. Siêu! Triệu Bân như một đạo kim sắc kinh hồng, xẹt qua mênh mông trời tiêu. Hắn là cầm địa đồ một đường bay một đường tìm, hắn cần tinh không trận, cho nên còn phải tìm kiếm cổ thành, nhưng đoạn đường này thấy, phần lớn đều là hoang vu, sao trời chi nguyên thiếu thốn, có rất nhiều sa mạc. Đi lần này, chính là 9 cái ngày đêm luân chuyển. Cái này 9 ngày ở giữa, hắn tìm được quá nhiều cổ thành. Làm sao, thành trì phần lớn rách nát, có không ít đều bị cát vàng vùi lấp, cho dù có dấu vết người, cũng nhiều là phàm nhân, tu sĩ tự nhiên cũng có, nhưng tu vi cao nhất chỉ huyền tiên cảnh, lại là thọ nguyên không nhiều. Vân Thương Tử không có buồn ngủ, trên đường cảm khái thổn thức âm thanh không ngừng. Ngày xưa nổi tiếng lâu đời Niết Bàn Tinh, bây giờ lại như vậy không chịu nổi. Không có sao trời chi nguyên, chính là không có thiên địa linh khí, tu sĩ tử cũng tìm không được tu luyện tiếp tế. Đây mới là dọn nhà nguyên nhân chủ yếu, ai muốn tại một cái đất nghèo, dần dần thoái hóa. Lại là sao trời đầy trời đêm. Triệu Bân lại tìm được một tòa cổ thành. Tòa cổ thành này so lúc trước những cái kia đều muốn khổng lồ, tự mang rộng rãi bàng bạc chi thế, lại toàn bộ cổ thành, đều lồng mộ lấy một tầng mịt mờ mà huyền dị ánh sáng, có tiên lực rong chơi, càng khác thường hơn tượng diễn hóa. Đây là một tòa tu sĩ cổ thành. Tòa cổ thành này còn dị thường phồn hoa. Thấy nhiều cằn cỗi, liếc thấy hào quang tràn đầy, Triệu Bân chỉ cảm thấy cảm giác mới mẻ, sao trời chi nguyên thiếu thốn, không có nghĩa là liền không linh lực, cái này niết bàn cổ tinh bên trong, vẫn là có không ít tu luyện bảo địa. Mà trước mặt tòa thành này, chính là một cái trong số đó. Nhìn cửa thành bảng hiệu, dùng cũng là niết bàn hai chữ. Tuy là đêm, niết bàn cổ thành cũng giống vậy phi thường náo nhiệt. Trời không phụ người có lòng. Triệu Bân vỗ nhẹ đầu vai cho bụi. Thẳng đến trong thành tâm. Trong thành có tinh không trận, nhưng trước đại trận lại là có không ít người trông coi, kia là thuần một sắc tu sĩ, như giống như tại CTA, a tội phạm truy nã, gặp có người tiến lên, đều sẽ bị bọn hắn sát bên cái điều tra. Mặt trời lặn thần giáo. Triệu Bân nhìn lông mi hơi nhíu, nhìn ra những người kia lai lịch. Đã là mặt trời lặn thần giáo, vậy hôm nay một màn này, hắn liền không ngạc nhiên chút nào, nói là tìm tội phạm truy nã. Chẳng bằng nói tìm Đại La Thánh Chủ, ai bảo phiến tinh không này, cũng chỉ cái này một hành tinh cổ đâu. Có chuẩn tiên vương, Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Nhìn ra, Triệu Bân ánh mắt một cái chớp mắt lóe. Trong thành mịt mờ khí tức rất nhiều, tinh không trước trận liền có một cái. Đây vẫn chỉ là bên ngoài cường giả, quỷ hiểu được tự mình còn có bao nhiêu, mặt trời lặn thần giáo đại phách lực, vì bắt hắn, lại làm ra lớn như vậy chiến trận. Sợ là thật muốn đem hắn bóp chết tại nửa đường bên trên. Phi thường thật có lỗi, hôm nay một chương. Cả nhà cách ly kỳ đầy, vừa về đến nhà. Tình hình bệnh dịch trong lúc đó, mọi người chú ý phòng hộ. Đêm, Niết Bàn cổ thành. Triệu công tử tìm một cái quán trà, tìm cái vị trí gần cửa sổ. Từ cái này, có thể rõ ràng trông thấy tinh không trận, làm sao gần trong gang tấc, lại có mấy tòa núi lớn ngay trước, mặt trời lặn thần giáo cường giả.
đều cái đỉnh cái chuyên nghiệp, vô luận huyền tiên vẫn là thái hư cảnh, vào trận trước đó, đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Thế nhân tất nhiên là khó chịu, nhưng cũng không dám phát tác. Đường vòng đi, an toàn, Vân Thương Tử lo lắng nói. Kia phải vây quanh ngày tháng năm nào, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn nhìn qua tinh không đồ, mảnh tinh vực này, chỉ cái này một viên sinh linh cổ tinh, cũng chỉ trên hành tinh cổ này có tinh không trận, thật muốn dựa vào cước lực phi hành, cũng hoặc bằng trận đài truyền tống, tối thiểu phải mấy trăm năm mới ra đi. Mấy trăm năm năm tháng, rau cúc vàng đều lạnh. Dám tới gần, thập tử vô sinh, Vân Thương Tử một câu thâm trầm. Bây giờ cục diện này, hắn nhìn lại thấu triệt có điều, mặt trời lặn thần giáo không chỉ không ngốc, còn rất gà tặc, biết mảnh tinh vực này chỉ cái này một hành tinh cổ có tinh không đại trận, lúc này mới ở đây thiết cửa ải. Cái này cần động não. Triệu Bân bưng chén trà lên, một mặt trầm ngâm. Hắn dù thế đơn lực bạc, nhưng cũng không phải không ưu thế. Ưu thế của hắn, chính là hắn từ một nơi bí mật gần đó, mà đối phương, cũng không biết hắn là vĩnh hằng tiên thể. Cái này ưu thế phải thật tốt lợi dụng, so sánh mấy trăm năm mới có thể ra mảnh tinh vực này, hắn càng muốn mạo hiểm. Nghĩ như vậy, hắn nhìn thoáng qua sắc trời. Tại rạng sáng trước đó đi qua, có vẻ như thích hợp nhất. Bởi vì vượt qua rạng sáng, hắn còn có thể lại tiến một lần vĩnh hằng giới, đây là phòng ngừa chu đáo. Cho nên nói, thời gian phải đem nắm tốt. Sắc trời còn sớm, hắn cần sớm làm chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị, chính là binh pháp đã nói dương đông kích tây. Nửa chén trà vào trong bụng, hắn yên lặng vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Oanh! Công pháp một khi vận chuyển, thiên khung sấm sét vang dội. Có lẽ là tiếng sấm đến quá đột ngột, trong thành người đều bị cả kinh giật mình, bao quát mặt trời lặn thần giáo cường giả, cũng đều cùng nhau nhấc mắt, êm đẹp, thế nào liền sét đánh đây. Mà lại, cái này có vẻ như không phải phổ thông lôi, lôi bên trong lại ẩn giấu thiên uy, chợt nhìn, còn tưởng rằng ai độ kiếp đâu. Giống, vạn chúng chú mục dưới, lôi điện cực điểm hội tụ, tại phương đông tụ thành một đầu thương long. Thế nhân nhìn một trận kinh ngạc, cái này cái gì cái tình huống, lôi điện thế nào còn biến hình thái đâu. Còn chưa xong, thương long về sau, phương Tây diễn xuất bạch hổ, nam bắc phương thì là chu tước cùng huyền võ. Thế nhân ánh mắt kỳ quái hơn, không chung kia bốn cái đại gia hỏa, thỏa thỏa tứ đại thần thú đội hình. Giống. Bốn thần thú về sau, chính là thánh thú Kỳ Lân. Có lẽ là Triệu công tử phá lệ yêu ái Kỳ Lân hình thái, hắn cô đọng lôi đình Kỳ Lân cái đầu, so tứ đại thần thú đều lớn hơn, một bên gào thét một bên đầy trời vui chơi, tiếng gào thét rung động tứ hải bát hoang. Tự nhiên dị tượng, cũng hoặc nhân vì điều khiển. Tất cả mọi người tại ngửa đầu nhìn, khó mà giải thích một màn này. Cũng không ai vì bọn họ giải thích, cái kia một đường gặp sét đánh tới người tài. Giờ phút này phá lệ chuyên nghiệp, như giống như ảo thuật, đem thần thú cùng thánh thú hình thái, dùng lôi điện khắc họa sinh động như thật. Đây là, Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Quấn ở Triệu Bân trên cổ tay Vân Thương Tử tàn hồn, rung động 2-3 lần. Thế nhân không biết tình huống gì, hắn cái này lại môn thanh, là tiểu tử này tại dẫn lôi, mà lại hắn sử dụng, vẫn là lôi thần một mạch thần thông, nhưng chống giống dẫn lôi điện, không chỉ có thể rèn luyện thể phách, còn có thể dùng để công phạt. Là một cái rất thực dụng bí pháp. Hắn thật bất ngờ, này hàng là cái kia học được Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Phải biết, pháp này là lôi thần một mạch bí mật bất truyền. Còn có, cái này lôi điện rất kỳ quái, vì sao tiềm ẩn thiên uy. Lại một lần, hắn bị cái này huyền tiên cấp tiểu bối kinh đến. Cho các ngươi đến một chút tươi mới. Triệu Bân thăm dò lên tay, mặt ngoài cùng chuyện tốt như người, tự mình lại đem Thái Sơ Thiên Lôi Quyết vận dụng đến cực hạn. Trong miệng hắn mới mẻ, còn hoàn toàn chính xác mới mẻ. Nhìn thiên khung, tứ đại thần thú cùng một đại thánh thú lại làm, bốn tôn thần thú lại vây công Kỳ Lân thánh thú, phối hợp lôi điện cùng thiên uy, đánh chính là thiên địa dung chuyển, bừa bãi tàn phá lôi điện, bay múa đầy trời. Cái này, đám khán giả đều há to miệng. Thần thú lại cùng thánh thú đánh nhau, thật mẹ nó thiên cổ kỳ cảnh. Náo nhiệt, toàn bộ cổ thành đều náo nhiệt. Có một cái tính một cái đều đang nhìn thần thú thánh thú đánh nhau, bao quát mặt trời lặn thần giáo người, cũng đều thành trung thực quần chúng, chớ nói thái hư cùng động hư cảnh, liền mấy tôn chuẩn thiên vương, đều thần sắc kỳ quái, trận này lôi điện, trong bóng tối lộ ra quỷ dị. Thật có ý tứ. Đi ra thần minh cổ tinh, quả nhiên không tầm thường. Phía dưới bóng người tụ tập, cũng là nghị luận ầm ý, liền bước vào tinh không trận người, đều gãy trở lại, nhân thủ một khối ký ức tinh thạch.
cái này cảnh tượng hoành tráng không phổ biến, dù sao cũng phải lưu một cái kỷ niệm. Nhìn bên này, Triệu Bân đã xuất quán trà nhỏ. Hắn đã biến hình thái, biến thành một cái lão già họng hẹp. Trên thực tế, hắn biến cái gì cũng không đáng kể. Thế nhân đều đang nhìn thiên khung, không ai phản ứng hắn. Triệu công tử một cái chớp mắt hí tinh phụ thể, cũng thay đổi thành quần chúng, cất tay ngửa đầu nhìn vở kịch, một bên nhìn còn một bên di chuyển bước chân, trong đám người chen tới chen lui, một chút xíu tới gần tinh không trận. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ, một cái thuấn thân liền có thể xông vào đi. Chỉ cần tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, người đó không người sẽ phát giác. Đương nhiên, trước đó, hắn sẽ đem tình cảnh mơ hồ loạn một chút. Người kiềm chế một chút, Vân Thương Tử có chút sợ. Ở đây mặt trời lặn thần giáo cường giả quá nhiều, một khi bại lộ thân phận, đó chính là chết hạ tràng. Triệu Bân không đáp lời nói, còn trong đám người chen, bởi vì thần thú thánh thú đánh nhau, trong thành tâm phiến thiên địa này, đã là bóng người ô ương, thêm nữa vở kịch đặc sắc, thật đúng là không ai chú ý hắn lão già họm hẹm này. Không sai biệt lắm. Đi tới đám người một chỗ, Triệu Bân vững vàng định thân. Khoảng cách này, tại hắn tiên nhãn thuấn thân phạm vi bên trong. Nhìn tinh không trận hai bên, mặt trời lặn thần giáo cường giả cũng đều đang nhìn thiên không, kia là càng xem càng phiền muộn, có phần muốn tìm cái lão tiền bối hỏi một chút, bây giờ một màn này, là cái gì cái tình huống, ảo thuật sao? Không bài trừ có người trong bóng tối điều khiển. Ta nghe nói, lôi thần một mạch có một loại dẫn lôi chi pháp. Dẫn lôi chi pháp là huyền ảo, nhưng không có tiềm ẩn thiên uy nói chuyện a. Hiện trường biển người như biển, cũng là thanh âm ồn ào, lão bố nhóm nhiều hai mắt nhắm lại, ở trong tối nhảy xuống nước tự tử ngâm, lôi điện bọn hắn gặp qua không ít, nhưng không phải thiên kiếp lại có thiên uy lôi, vẫn là lần đầu thấy. Lại nói kia thần thú cùng thánh thú, cũng là lộ ra một cổ tử quỷ dị. Nếu nói một màn này không phải người vì khống chế, đó mới là bất thường. Đánh! Triệu Bân trong lòng một quát, lại ngự động lôi điện. Ngôn xuất pháp tùy, đầy trời lôi điện lại như mưa hạ xuống. Mà mẹ nó, xem trò vui thế nhân, có không ít bạo nói tục. Tưởng rằng lôi bên trong vở kịch, quỷ hiểu được còn hướng bổ xuống. Còn có lôi bên trong thần thú cùng thánh thú, cũng là thẳng đến cổ thành mà đến, bọn chúng đều ẩn giấu thiên uy, tiên thiên tự mang một loại đáng sợ uy hát yêu ta, để người chưa phát giác coi là, kia thật là một trận thiên kiếp. Lui, không chống đánh người, đều tại tứ tán chạy trốn. Chỉ nội tình hùng hậu đám lão già này, ánh mắt kỳ quái nhìn thiên khung. Lôi điện dù dọa người, dù tiềm ẩn một vòng thiên uy, lại là không đả thương được bọn hắn. Nhìn, ta để các ngươi nhìn. Triệu công tử trong lòng một tiếng gào to. Xong việc, liền gặp hắn sử xuất quang minh thân, nhưng hào quang chói sáng không phải tại hắn thể phách nở rộ, mà là ra chỉ tại đầy trời lôi đình cùng thần thú thánh thú trên thân. Toàn bộ thiên khung đều tia sáng vạn trượng. Ngô! Quá nhiều người bị lắc mắt, cũng bao quát đám lão già này. Quang minh thân không đáng sợ, đáng sợ là lôi quang bên trong tiềm ẩn thiên uy, như thế tia sáng, ra sao nó chói mắt, tuy là chuẩn tiên vương cường giả, tại không có chút nào phòng bị nhìn xuống, cũng là hai mắt nổi đom đóm. Ngay tại lúc này, Triệu công tử ánh mắt lóe sáng, nhắm chuẩn tinh không trận. Tiên nhãn thuấn thân thi triển. Người sống sờ sờ như trống không tan biến mất. Hắn lại hiện thân nữa, đã là tinh không trận không gian thông đạo bên trong. Nên tốc độ của hắn quá nhanh, cũng hoặc hiện trường quá hỗn loạn, đúng là không một người phát giác, nhiều hơn phân nửa, đều tại cúi đầu vò mắt, còn lại không đến năm thành, thì dùng bản nguyên tiên lực tẩm bổ đôi mắt. Đợi hai mắt thành thanh minh, đầy trời lôi điện đã không gặp. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, đây cũng quá tà dị. Châu bò a. Tinh không trận trong thông đạo, Vân Thương Tử thổn thức không thôi. Hắn là người chứng kiến, từ đầu đến cuối đều thấy rõ sáng tỏ, thật đánh giá quá thấp cái này nhỏ huyền tiên, không chỉ thông hiểu thái sơ thiên lôi quyết, lại vẫn có thể đem kia quang minh chi pháp, tan đến lôi điện bên trong. Mà nhất làm cho tâm hắn kinh hãi, vẫn là này hàng kín đáo tâm tư. Thẳng có như vậy một tia sai lầm, cũng không thể là bây giờ cục diện này. Can đảm cẩn trọng. Dám ở trước quỷ môn quan mù tản bộ hậu bối, quả thực không thấy nhiều, thật đúng là, có thể làm đại la tiên tông thánh chủ, quả nhiên không phải nhân vật bình thường, hắn hôm nay quả thực mở mắt. Hô! Triệu công tử thở dài một hơi, trời mệnh mở đột. Phải nhanh đi, đối phương thời khắc đều có thể đóng tinh không trận. Thái sơ thiên lôi quyết, ai truyền cho ngươi? Vân Thương Tử tò mò hỏi.
Sư tôn ta, Triệu Bân thuận miệng trả lời một câu, mang theo bầu rượu một trận mãnh rót. Vân Thương Tử nghe kinh ngạc, lại không thể nào tin được. Nhưng, Triệu Bân thực sự nói thật, pháp này đích thật là hắn sư tôn truyền. Chỉ có điều, nơi này sư tôn là chỉ Nguyệt Thần. Cái này không trọng yếu chính là hắn đã trốn tới. Cuối lối đi, tất còn có người kiểm tra, Vân Thương Tử nói. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng lòng dạ biết rõ, tinh không trận lối vào có người kiểm tra, ở cửa ra chỗ, sao có thể không có mặt trời lặn thần giáo người chặn lấy, đây là song trọng bảo hiểm, tỉnh cá lọt lưới. Đối với cái này, hắn cũng sớm có so đo. Tại nhanh đến cuối cùng lúc, đem thông đạo đánh cái khe, từ khe thoát ra. Như thế, liền có thể không từ cuối cùng ra ngoài, đơn giản bị một tràng không gian cắt đứt, so sánh bị người chắn kia, tại vết nứt không gian bên trong nếm chút khổ sở, cũng là rất có cần thiết, chí ít sẽ không bỏ mệnh. Hả? Chính lúc đi, Triệu Bân chợt cảm thấy phía sau gió mát nhi một trận. Đợi ngoái nhìn đi xem, chính thấy một đạo u quang từ đằng xa chém tới. U quang là khóa chặt hắn, còn chưa tới người liền cảm giác nguyên thần nhói nhói. Cong! Triệu Bân nghĩ cũng không nghĩ, cầm Long Uyên đưa ngang trước người. Bang thanh âm vang lên theo, u quang không sai không kém đánh vào Long Uyên bên trên, Long Uyên đủ không chịu thua kém, tuyệt không năm tháng, nhưng trên thân kiếm tia sáng, lại bởi vậy tang diệt hầu như không còn, kia u quang rất bá đạo. Phốc! Triệu Bân thì phun máu, bị chấn ngũ tạng lục phủ đều nát. Không đợi đứng vững, liền thấy phương xa một đạo như quỷ mị bóng đen. Kia là một cái áo đen lão giả. Ánh mắt thâm thúy, đại bào liệt liệt, chuẩn tiên vương cấp đáng sợ uy áp, một đường hoành bày không gian thông đạo, quá mạnh cũng quá bá đạo, nghiền thông đạo đều ong ong thẳng run. Thực sự là, âm hồn bất tán. Triệu Bân một bước đứng vững, lại ho ra đầy máu. Người tới là mặt trời lặn thần giáo người, lại là một tôn chuẩn tiên vương, hắn lúc trước ở bên ngoài gặp qua, như vậy truy sát tới, định nhìn ra cái gì, hắn coi là chu đáo chặt chẽ kế hoạch, vẫn là ra chỗ sơ suất. Tốt một cái quang minh chi pháp. Tốt một cái thái sơ thiên lôi quyết. Áo bào đen lão giả người còn chưa tới, trước nghe cô quạnh lời nói. Không sai, hắn là mang theo đầu óc ra tới, huyền tiên cấp trò vặt, hắn sớm đã nhìn thông thấu, sở dĩ chưa chọc thủng, tất nhiên là muốn nuốt một mình chiến quả, bởi vì cái này nhỏ hậu bối rất là bất phàm. Đương nhiên, trong thời gian này cũng có hiếu kỳ ý vị. Nguyên nhân chính là hiếu kỳ, hắn mới một kích mới chưa xuống ngoan thủ. Nói trắng ra, hắn muốn bắt sống. Như nhân tài bực này, phải thật tốt nghiên cứu một chút. Triệu Bân cuối cùng là đứng vững, máu tươi thuận thân kiếm chảy tràn. Vì sao không trốn vào vĩnh hằng giới? Vân Thương Tử tàn hồn run lên một cái, đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Lúc trước như tạo một cái bị giết chết giả tượng, hoàn toàn nhưng hồ lộng qua. Triệu Bân không có giải thích, nhập vĩnh hằng giới dễ dàng, nhưng chưa hẳn lừa qua đối phương, lừa gạt qua còn tốt. Như không gạt được, tôn này chuẩn tiên vương định ở đây trông coi, kia phía sau sự tình sẽ dị thường phiền phức. Như thế, hắn quyết định lại đến cái đại mạo hiểm. Cái này đại mạo hiểm như thành công, sẽ là tạo hóa một kiện. Như vậy lén lút, ngươi chẳng lẽ đại la thánh chủ? Áo bào đen lão giả u cười, đến tận đây cũng không thấy rõ cái này nhỏ huyền tiên tôn vinh. Nhưng hắn cỡ nào cơ trí, cho dù nhìn không thấu, đoán cũng có thể đoán được. Là ta lại như thế nào? Triệu Bân không có giấu giếm. Rất tốt, áo bào đen lão giả bỗng nhiên mắt tránh tinh quang. Hắn là ép không được cuồng hỉ, hôm nay nhất định đụng cái đại tạo hóa. Cuồng hỉ sau khi, hắn còn có chút kỳ quái, bất niệm thiên tâm là lớn bao nhiêu, lại để nhà mình thánh chủ, một thân một mình bên ngoài tản bộ, liền một cái hộ vệ đều không, đại la tiên tông là không có ai sao. Vẫn là nói, con hàng này cùng trưởng bối tẩu tán rồi. Không trọng yếu, trọng yếu chính là đối phương lạc đàn. Đại La Thánh Chủ A, thân phận cỡ nào tôn quý, lại toàn thân trên dưới đều là bảo, không nói cái khác, liền nói Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, đây chính là lôi thần một mạch bí mật bất truyền, là một loại nghịch thiên thần thông. Nghĩ như vậy, hắn cách không dò xét đại thủ. Triệu công tử thấy chi, không hề nghĩ ngợi quay người liền đột. Hắn đi đứng đủ trơn tru, hiểm lại càng hiểm né qua đuổi bắt. Nho nhỏ huyền tiên, ngươi đi được rồi. Áo bào đen lão giả u cười, đại thủ nhiều hấp phệ lực. Trừ đây, còn có một loại cực đáng sợ phong cấm lực lượng. Triệu Bân một bước không có đứng vững, tại chỗ bị đại thủ hút trở về, còn không đợi hắn thở một ngụm,
liền thấy từng đạo quỷ quyệt bí văn, một đạo tiếp một đạo khắc vào hắn thể phách, kia là phong cấm chi pháp. Sao không chạy rồi, áo bào đen lão giả cười nhìn Triệu Bân. Sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi, Triệu Bân lạnh lùng nói. Hù dọa lão phu không dùng được, áo bào đen lão giả lười nhác nói nhảm, phất tay áo đem Triệu Bân thu nhập tử phủ, sau đó thẳng đến đối diện cuối cùng, hắn phải tìm một chỗ không người, thật tốt tạo hóa một phen. Tử phủ bên trong, Triệu Bân ngồi an an ổn ổn. Bị bắt nhập tử phủ, hắn liền thành công một nửa. Hắn không phải là không có hộ vệ, hắn có hai tôn tiên vương con rối, như tại tử phủ ra tuyệt sát một kích, có khả năng diệt tôn này chuẩn tiên vương, chủ yếu là đối phương không có phòng bị, đánh lén sẽ 100% thành công. Cái này, chính là hắn chủ tính đại mạo hiểm. Ưu thế của hắn, chính là đối phương không biết hắn át chủ bài. Vân Thương Tử tựa như nhìn ra chút cái gì, thăm dò tính hỏi một câu. Ngươi muốn diệt tôn này chuẩn tiên vương. Vãn bối có giết hết hắn nội tình. Ngươi nhưng có nghĩ tới, vạn nhất hắn không có đem ngươi thu nhập tử phủ đâu. Đại mạo hiểm mà, tử kiếp cùng tạo hóa nửa nọ nửa kia, Triệu Bân cười nói. Ta, Vân Thương Tử tàn hồn lại rung động không ngừng, là bị tiểu tử này đảm lượng hù đến, là hắn bị phủ bụi quá lâu rồi. Bây giờ hậu bối đều như vậy nước tiểu tính, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Sự thật chứng minh, vãn bối cực thắng. Triệu công tử cười cười, cái này đích xác là một trận đánh cược. Lấy hắn nội tình, muốn giết chuẩn tiên vương, chỉ có thể tại đối phương tử phủ động thủ, hắn đánh cược chính là cái này, bây giờ xem ra, hắn cược vận cũng không tệ lắm, cái này áo bào đen lão giả thật cho hắn thu nhập tử phủ. Nói đến tử phủ, hắn vô ý thức vòng nhìn thoáng qua bốn phương. Nếu không thế nào nói là chuẩn tiên vương trong cơ thể tiểu thế giới, hoàn toàn chính xác huyền ảo phi thường, phiêu đầy mờ mịt khí, lại có đạo âm hưởng triệt, có cổ xưa dị tượng diễn hóa. Như thế không gian đã có thể so với tiên vương cấp. Ngươi nhưng phải kế hoạch tốt, Vân Thương Tử tàn hồn run rẩy. Hắn cũng là từ chuẩn tiên vương tới, loại này tu sĩ cũng không có như vậy hiếu sát. Cho nên, đây là tại trước quỷ môn quan tản bộ, không để ý liền về không được. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Triệu Bân tâm cảnh không minh. Tuyệt sát bực này việc cần kỹ thuật, muốn là đánh bất ngờ. Hắn hôm nay, đã rất tốt có điều kiện này. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, chỉ cần hai tiên vương con rối đầy đủ ra sức, 3 giây liền có thể kết thúc chiến đấu, đối phương muốn đoạt hắn bí bảo, hắn lại làm sao không nghĩ đoạt đối phương chân tàng, có thể phát tài. Có biết nhà ngươi thánh nữ ở nơi nào? Áo bào đen lão giả yếu ớt cười một tiếng. Triệu Bân liếc qua, không nhìn ra a, con hàng này vẫn là cái tiến tới chuẩn tiên vương. Thế nào cái ý tứ, bắt một cái đại la thánh chủ còn chưa đủ, còn muốn đem thánh nữ cũng một khối mang hộ đi. Thành thật trả lời vấn đề, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái chút. Áo bào đen lão giả khóe miệng hơi vểnh, hoàn toàn chính xác muốn đem đại la thánh nữ một khối bắt. Điều kiện tiên quyết là, tiểu tử này ngoan ngoãn phối hợp cũng không sao, đợi hắn tìm không ai chi địa, cho lúc nào tới một trận siêu hồn so cái gì đều trực tiếp, thực sự không được, ghế hùm nước ớt nóng nhi thôi. Triệu công tử không nói chuyện, dứt khoát đóng mắt. Từ cảm giác chán, áo bào đen lão giả cũng lười ngôn ngữ. Tốc độ của hắn tăng tốc không ít, chủ yếu ép không được kích động tâm tư, muốn mau sớm ra không gian thông đạo, tìm một cái chim không thèm ị núi góc, thật tốt hưởng dụng trận này chuyên môn hắn thao thiết thịnh yến. Hắn đi gấp, nghiễm nhiên chưa phát giác Triệu công tử lại mở mắt. Hắn ánh mắt thâm thúy, đã xem hết thảy đều kế hoạch thỏa đáng. Vân Thương tử cũng bình phong hô hấp, thời khắc chuẩn bị cho Triệu Bân đánh phối hợp. Giết! Một cái nháy mắt, Triệu công tử trong lòng một quát. Dứt lời, liền thấy Hạo Thiên Hạo Vũ tề xuất vĩnh hằng giới. Hả? Còn tại mặc sức tưởng tượng chuyện tốt áo bào đen lão giả, vô ý thức nhìn chính mình tử phủ. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy tử phủ bên trong nhiều hai người, một cái mang theo đao một cái mang theo kiếm. Con! Không đợi hắn kinh ngạc, Hạo Thiên liền đã xuất kiếm. Một kiếm này đầy đủ bá đạo, sinh sôi bổ ra tử phủ. Như tự đứng ngoài đi xem, đó chính là áo bào đen cơ thể ông lão, bị người từ trong ra ngoài chặn ngang chặt đứt. A! À, áo bào đen lão giả một tiếng hét thảm thê lương, biến cố đến trở tay không kịp. Còn chưa xong, Hạo Vũ công phạt không phân tuần tự, chặt chính là hắn nguyên thần. Phốc! Nguyên thần huyết quang chợt hiện, dị thường chói mắt. Khổ cực áo bào đen lão giả, thân xác bị lưng mỏi chặt đứt, nguyên thần cũng bị tại chỗ chém thành hai nửa cắt. Nếu không phải bản mệnh khí che chở hắn,
Hạo Thiên Hạo Vũ cái này một đợt đánh lén, liền đầy đủ đem hắn giết hết. Đập chết ngươi. Vân Thương Tử một tiếng gào to, tàn hồn lại chui vào Hạo Thiên Tháp. Hắn hồn lực mãnh liệt, điều khiển Tiên Vương pháp khí vọt tới đối phương nguyên thần. Cái này va chạm đầy đủ chua thoải mái, hơi kém đem áo bào đen lão giả nguyên thần đụng diệt. Không chết dễ nói. Hai khôi Tiên Vương lỗi ngay lập tức bổ đao. Một đao kia bổ đầy đủ triệt để, đến cũng không kịp phản ứng áo bào đen lão giả, tại chỗ táng diệt, chết gọi là một cái phiền muộn cùng phiền muộn, cũng không biết cái nào cùng cái nào, cái này nhập quỷ môn quan rồi. Hô! Thấy áo bào đen lão giả chôn thây, Vân Thương Tử hung hăng sợ thở ra một hơi. Vì cho con hàng này nặng nề một kích, hắn không biết hao tổn bao nhiêu hồn lực. Có điều, đây hết thảy đều là đáng giá, bọn hắn liên thủ diệt chuẩn Tiên Vương. Phá! Triệu Bân hét lên một tiếng, hiệu lệnh hai con rối phá hắn phong ấn. Cục diện cùng hắn suy đoán một điểm không kém, không siêu 3 giây liền kết thúc chiến đấu. Trận này đại mạo hiểm, làm vẫn là rất đáng, giết hết mặt trời lặn thần giáo một tôn chuẩn Tiên Vương, còn phải bảo vật của hắn cùng chân tàng, thật sự cầu phú quý trong nguy hiểm, không có đánh cược, ở đâu ra làm giàu. Kích động không, Triệu Bân một bên cười nói một bên thu liễm tài vật. Kích động. Vân Thương Tử tàn hồn dù suy yếu, lại phá lệ phấn khởi. Dành thời gian lại làm một phiếu, Triệu Bân thu chiến lợi phẩm, độn hướng phương xa. Nhưng hắn nói lại làm một phiếu, lại làm cho Vân Thương Tử một trận mắc tiểu, vẫn là đừng, cái này đủ rồi, hắn cái này ỉu xìu không kéo mấy tàn hồn, rốt cuộc chịu không được kinh hãi, an toàn về nhà cần gấp nhất. Siêu, Triệu Bân như một đạo kinh hồng, đi ngang qua không gian thông đạo. Có lẽ là khoảng cách quá xa. Hắn tại đủ chạy vội 3 năm ngày. Liền cái này, vẫn như cũ chưa nhìn thấy cuối cùng, dù sao tòa này tinh không trận, là vượt ngang toàn bộ niết bàn tinh vực, không gian thông đạo từ không phải bình thường dài, chẳng qua theo hắn đoán chừng, cách cuối cùng cũng không xa. Răng rắc, răng rắc, vĩnh hằng giới tiếng tạch tạch, 3 năm ngày chưa từng đoạn tuyệt. Là Long Uyên tên kia, chính ngưu đủ lực thôn vệ lấy tiên binh pháp khí, quỷ hiểu được nó nuốt bao nhiêu, thân kiếm cái kia kim quang óng ánh. Phẩm giai cũng bởi đó một đường kéo lên, rất có siêu việt chủ nhân tư thế. Ngày thứ 6, Triệu Bân trông thấy một đạo phát sáng cửa. Kia là cuối thông đạo, xuyên qua quang môn chính là ra thông đạo. Cong! Hắn xách ra Tiên Vương kiếm, cực điểm khôi phục kiếm uy. Xong, không gian thông đạo liền bị chém ra một đạo khe. Hắn là vô cùng trời sinh tính, nghĩ cũng không nghĩ liền chui vào, lại ngay lập tức mở vĩnh hằng trời ngự, lấy ngăn cản không gian cắt đứt. Không gian cắt đứt cũng hoàn toàn chính xác mạnh, không ngớt ngự đều tàn tạ không chịu nổi. Hắn là đi, không gian thông đạo lại không ổn định. Bởi vì hắn một đạo khe, thông đạo nứt toác một mảnh. Canh giữ ở phía ngoài cường giả, rầm rầm nhảy vào đến mười mấy tôn, thấy hình tượng này sắc mặt đều khó nhìn, rất hiển nhiên, có nhàn nhức cả trứng người, ở trong đường hầm kiếm chuyện, phá một vết nứt. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, Triệu Bân rơi vào một viên ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ là tĩnh mịch, liếc nhìn lại hiển thị rõ thê lương cô quạnh. Triệu Bân trạng thái không tốt, không biết chịu bao nhiêu không gian chi lực phách trảm, toàn thân trên dưới đều là máu, nghiễm nhiên đã không có người hình thái, trả lại hắn tốt nội tình hùng hậu, người bình thường có dám như thế đúng. Đề phòng. Triệu Bân hóa phân thân canh gác, hắn thì khoanh chân chữa thương. Đồng dạng tại chữa thương còn có Vân Thương Tử, là khôi phục hồn lực. Lúc trước làm một phiếu, được không ít linh dược. Lại phẩm giai không thấp, đều bị hắn dùng để dưỡng hồn phách, thời gian cũng đầy đủ lâu, hắn hồn lực tinh túy không ít, căn cơ chính một chút xíu khôi phục. Tự nhiên, cái này cũng có tuyệt trần thiên mệnh công lao. Bây giờ Triệu Tử Long, cũng là thân phụ thiên mệnh lực lượng. Về nhà một đường, tiểu tử này không ít giúp hắn rèn luyện tàn hồn. Tóm lại, đây là quý nhân của hắn. Triệu Bân giấu tại giữa rừng núi, một tòa chính là 2-3 ngày. Phân thân rất chuyên nghiệp, cẩn trọng cho chủ nhân canh gác. Tinh không chưa có người đến đây, khi thì có như vậy một hai cái tu sĩ, cũng là như tiên quang một loại xẹt qua, không ai cảm thấy này cổ tinh cất giấu người, cho dù cảm thấy, cũng không ai có nhàn tâm tiến đến tản bộ. Hô! Chẳng biết lúc nào, mới nghe Vân Thương Tử tỉnh lại. Chiếu đến ảm đạm tinh quang, hắn tàn hồn chiếu sáng rạng rỡ, bởi vì tuyệt trần thiên mệnh nguyên nhân, để hắn tàn hồn, lồng mộ một tầng kỳ dị vầng sáng. Là bảo hộ cũng là tầm bổ, trạng thái thời khắc tại biến tốt. Triệu Bân còn chưa tỉnh, nhưng toàn thân tổn thương khe đã phục hồi như cũ.
Vân Thương Tử bay ra thủ đoạn, vòng quanh hắn xem đi xem lại. Tiểu tử này là một cái đại tài, mặc dù tu vi không xứng với thánh chủ sức mạnh, nhưng nó can đảm cùng thiên phú, cũng không phải bình thường người có thể bằng, hắn như trưởng thành, năm nào tất siêu việt Trường Sinh Tiên. Đột nhiên, có một hơi gió mát quét mà tới. Vân Thương Tử tàn hồn chập chờn, Triệu Bân cũng đi theo lay động. Lắc như vậy mấy lần, hắn lại chậm rãi ngã trên mặt đất, có lẽ là quá mệt mỏi, lại rơi vào ngủ say, nhìn Vân Thương Tử bay tới bay lui, người đừng tại đây ngủ a. Lên tiếp tục đi đường a. Triệu Bân chưa đáp lại, ngủ rất là điềm tĩnh an tường. Long Uyên ra vĩnh hằng giới, còn có Tiên Lôi cùng Hỗn Thiên Hỏa. Bọn chúng canh giữ ở Triệu Bân bên cạnh thân, phòng người nào đó cùng như phòng cướp. Ta chờ cũng coi như trải qua sinh tử, các ngươi như vậy. Để lão phu rất thất vọng, Vân Thương Tử nói, không sai, hắn chính là cái kia người nào đó, cái này một binh một hỏa một lôi điện, phòng chính là hắn. Đàng hoàng một chút, thiếu lải nhải. Long Uyên kiếm thể ong ong thẳng run, thời khắc mấu chốt khó chơi. Tiên Lôi cũng không an phận, bị Vân Thương Tử tàn hồn chằm chằm đến gắt gao. Cũng không phải là bọn hắn không tin lão đầu nhi này, là chủ nhân hắn thật xa vào, vạn nhất con hàng này muốn đoạt xá, chẳng phải là rất xấu hổ, như thế như vậy, bọn chúng đem cái này đạo tàn hồn xem trọng, rất có cần phải. Cái này như tại 800 năm trước, người ba buổi sáng trời. Vân Thương Tử một trận hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là về lấy cổ tay. Tiên Vương làm đến nước này, hắn cũng chỉ thừa chửi mẹ tâm tư. Phốc, chính nói lúc, Triệu công tử canh gác một đạo phân thân tiêu tán. Sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đều nhất nhất hóa diệt. Cũng không phải là bọn hắn chủ động tiêu tán, vấn đề xuất từ bản tôn trên thân, hắn có vẻ như thật xa vào, không có thanh tỉnh ý thức, cũng khó trách Long Uyên, Tiên Lôi cùng Hỗn Thiên Hỏa, chạy ra thủ hộ chủ nhân. Có này binh khí, ta lòng rất an ủi. Vân Thương Tử lời nói chân thành, thật sự trung thực. Nhìn trong ngủ mê Triệu công tử, thì lông mi hơi nhíu. Hắn chỉ cảm thấy ý thức phiêu hốt, cả người đều rất giống treo giữa không trung. Hắn lại mở mắt, là một cái quen thuộc địa phương, Thiên Tông Tử Trúc Phong. Mộng, Triệu Bân một tiếng nói thầm, vô ý thức vòng nhìn bốn phương. Trong mộng Tử Trúc Phong, hắn từng tới một lần, không có những người khác, cũng chỉ hắn cùng mây khói, giấc mộng kia làm vô cùng chân thực, cũng là vô cùng hài lòng, mây khói cho hắn nắn vai đấm lưng tới. Bây giờ lại tới, cảm giác thật kỳ quái. Không nghĩ nhiều, hắn thuận thềm đá đi tới. Xa xa, liền thấy một bóng người xinh đẹp dựa dưới tàng cây ngủ say. Kia là mây khói. Triệu Bân nhìn ánh mắt kỳ quái, không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Này sẽ là một giấc mộng, mây khói vì sao vẫn còn, đồng dạng mộng cảnh. Cũng nhẹ nhàng đi vào dưới cây già, liền ngồi xổm ở mây khói trước người, đặt kia trên dưới trái phải nhìn, cái này mộng rất chân thực, bởi vì trước mặt mây khói, tựa như sống đồng dạng, có máu có thịt có nhiệt độ. Quét, hoàng, cũng không biết là chọc cười, vẫn là nhàn nhức cả trứng, người nào đó gào to một cuống họng. Ngủ say mây khói bị bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt liền thấy Triệu Bân tấm kia cười tủm tỉm mặt to. Nàng chưa bão nổi, cũng không nghiêm nghị trách móc nặng nề, liền như vậy ngơ ngác nhìn trước mặt Triệu công tử, nhìn một chút còn duỗi tay, đẩy ra Triệu Bân tản mát tóc dài, nhẹ khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của hắn. Hành động này, để Triệu công tử có chút mộng. Cái này cùng hắn trong trí nhớ mây khói, không thế nào đồng dạng. Như tại trong hiện thực, này nương môn nhi sợ là sớm sách ra hỏa. Sao lại tới, mây khói khẽ nói cười một tiếng. Quỷ hiểu được, Triệu Bân không rõ ràng cho lắm nhún vai. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng, người chẳng lẽ. Muốn ta, mây khói cười nói. Nghĩ a, nằm mộng cũng nhớ cho người treo trên cây. Triệu công tử há miệng đã là lời nói thật. Liền không nghĩ một chút khác. Đánh một trận lại treo trên cây. Năm đó, ta thế nào liền không có đem người bóp chết đâu. Hai sư đồ nói chuyện rất chọc cười, nhưng hình tượng coi như hài hòa. Mây khói lại một lần đi đến bếp lò, tại cho đồ nhi nấu cơm. Cũng như trên một lần, Triệu Bân thì cất tay, tại Tử Trúc Phong đổi tới đổi lui, nhìn cái kia đều rất mới lạ, cái này mộng rất là kỳ quái, trong mộng chỉ có Tử Trúc Phong, muốn đi ra ngoài tản bộ một phen đều không được. Triệu Bân, cho đến mây khói kêu gọi, hắn mới quay người về dưới cây già. Sư tôn bữa tối làm dụng tâm, đầy bàn đều là mỹ vị món ngon. Ngươi đáng hận ta. Mây khói xách đũa, không ngừng cho Triệu Bân gắp thức ăn.
Năm đó, chính là nàng lấy cái chết bức Đồ Nhi bỏ qua Mây Phượng. Năm tháng dài dằng dặc, nàng Đồ Nhi nên hận nàng 100 năm. Chết tại ta dưới kiếm, ngươi nhưng có hận qua ta. Triệu Bân cũng xách đũa, cũng tại cho sư tôn gắp thức ăn. Hắn muốn giết người là Mây Phượng, thật không nghĩ lấy tổn thương Mây Khói. Chưa hề hận qua, Mây Khói nhẹ nhàng giao đầu. Chưa hề hận qua, Triệu Bân cuối cùng là bưng lên bát cơm. Bữa tối là ấm áp, không có trần thế ồn ào náo động, không có ngươi lừa ta gạt, chỉ một sư một đồ, như nhiều năm không thấy chi kỷ, tại trong bình tĩnh nói chuyện cũ trước kia, kia là một đoạn quý giá ký ức. Chẳng biết lúc nào, Sơn Phong vang lên tiếng đàn. Là Triệu Bân đánh đàn, là Mây Khói nhanh nhẹn nhảy múa. Hình tượng không chỉ ấm áp, chỉnh còn có chút lãng mạn. Triệu Bân sợ là thật dã rời, khúc đàn còn chưa đàn xong, liền dựa dưới tàng cây ngủ, Mây Khói nhẹ phẩy tay áo, đem một kiện áo khoác ngoài đắp lên trên người hắn, nàng thì tĩnh ngồi yên ở đó trông coi. Thanh Phong không hiểu ý, lần lượt lay động lấy mái tóc của nàng. Nàng chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng một cái, Tử Trúc Phong lại thêm một người. Kia là một cái nữ tử áo trắng, tựa như ảo mộng, nhuộm cổ xưa tang thương khí tức. Quanh thân còn có mặt trăng xen lẫn, còn có tiếng đàn vang vọng, càng từng đóa cánh hoa, mộc lấy ánh trăng tung bay rong chơi. Ngươi, Mây Khói vô ý thức đứng lên, đầy rẫy khó có thể tin. Đây là địa phương nào, Triệu Bân có lẽ không biết, nhưng nàng lại rõ ràng sáng tỏ. Nguyên nhân chính là rõ ràng, nàng mới phá lệ kinh dị, nơi này như thế nào xuất hiện người thứ ba. Khá lắm mộng tiên, quả thực để ý ta bên ngoài. Nữ tử áo trắng khẽ nói cười một tiếng, thanh âm mỹ diệu như tiên khúc. Nàng tuyệt không nhìn Mây Khói, như thưởng thức bức tranh giống như nhìn Tử Trúc Phong. Ngươi là ai? Mây Khói xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Hai ta là đồng hành, nữ tử áo trắng cười nói. Cùng, đi. Hắn cũng là đồ nhi ta. Nữ tử áo trắng như gió đi vào dưới cây, cũng như lúc trước Mây Khói như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Bân khuôn mặt, ung dung trăm năm, nàng đã trăm năm không thấy. Không nghĩ tới sẽ lấy bực này dáng vẻ gặp lại tiểu Đồ Nhi. Cũng là người Đồ Nhi, Mây Khói có chút mộng. Có điều, nàng chưa quá mức kinh dị, dù sao 100 năm. Thời gian trăm năm quá dài, Triệu Bân có đệ nhị sư tôn không kỳ quái. Ngươi, là như thế nào tiến đến? Mây Khói nhìn không chớp mắt nhìn xem nữ tử áo trắng. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng, nữ tử áo trắng một câu cười khẽ, cuối cùng là đứng lên. Nàng chỉ điểm một chút tại Mây Khói mi tâm, có như vậy một đạo cổ xưa bí văn, khắc sâu vào Mây Khói trong cơ thể, kia. Là một đạo thần minh ấn ký, là để lại cho Mây Khói, cũng là để lại cho Đồ Nhi. Ngươi muốn ngủ tới khi dài đằng đẵng sao? Như lời này, Vân Thương Tử đã nói rất nhiều lần. Từ nhập viên này ngôi sao nhỏ, từ Triệu Tử Long ngủ say, đã qua 3 năm ngày, đến nay đều không tỉnh lại dấu hiệu, hắn từng kêu gọi nhiều lần, con hàng này nửa chút đáp lại đều không. Ngược lại là một kiếm kia một hỏa một lôi điện, đem hắn nhìn gắt gao, dám can đảm làm loạn cử động, hắn sẽ ngay lập tức bị quần ẩu.